Đại quản gia là ma hoàng, Trác Nhất Phàm. Tập 76. Vù vù. Lúc này, Long Kiếm Sơn hai người cũng là trong nháy mắt theo cái kia trong rừng thoát ra, đuổi sát mà lên, nhớ Trần Tục muội muội, ngươi ngược lại là chậm một chút a, chúng ta đều. Ách, chỉ một thoáng, hai người kia cũng là chợt trì trệ, thân thể không hiểu cứng ngắc, trong mắt hung hăng co rụt lại, nhìn về phía trước mắt một màn, lộ ra kinh khủng khuôn mặt. Cái này sao có thể? Chỉ thấy giờ này khắc này, cái kia cát vàng quét bên trong, từng bãi đỏ thấm vết máu, đã là xâm nhiễm toàn bộ khắp nơi. Năm đạo quen thuộc bóng người, đầy mặt tái nhợt đổ vào cái kia vũng máu bên trong, sớm đã hai mắt nhắm chặt, không biết sống hay chết. Tập trung nhìn vào, đây không phải là Lệ Kinh Thiên năm người, lại là người phương nào. Mà tại năm người kia trước người, một cái thân mặc áo bào xanh cao tuổi lão giả, yên tĩnh đứng ở trung ương, trong tay cầm một thanh hiện ra thanh mang trường kiếm, chậm rãi vuốt ve, ánh mắt lúc sáng lúc tối, mi mắt cũng hơi hơi nhíu lại, tất tất dẫn dẫn, tự mình lẩm bẩm kỳ quái, thế nào lại là Kình Thiên kiếm đạo, trong thanh kiếm này thế mà ẩn chứa thâm ảo Kình Thiên kiếm nói. Thế nhưng là, hai vị chí tôn cũng không thiện luyện khí a, mà lại bọn họ kiếm đạo, cũng không có cao thâm như vậy. Chẳng lẽ nói, Tây Châu lại có chống trời truyền nhân, chỉ là làm sao sẽ ở Lạc Gia trong tay, cũng không nghe nói Lạc Gia có người trở thành Song Long Viện nhập môn đệ tử a. Lệ Gia Gia, lão giả kia trong mắt lấp lóe lo nghĩ, Lạc Tư Phàm đã là nhìn không được kinh hô một tiếng, đầy mặt dương dương chạy về phía Lệ Kinh Thiên chỗ đó. Long Kiếm Sơn hai người giật mình, muốn cản, cũng đã ngăn không được, nhớ Trần Tục. Mí mắt lắc một cái, lão giả kia buông xuống mí mắt, nhìn về phía cái kia đã vội vã đi vào trước người hắn, xem Lệ Kinh Thiên bọn người tiểu cô nương, thăm thẳm lên tiếng, ngươi cũng là người Lạc Gia. Ngươi chính là Trảm Long Kiếm Vương, Đan Thanh Sinh. Có chút kiêng kỵ nhìn lão giả kia liếc một chút, Lạc Tư Phàm song đồng ngăn không được địa run rẩy, nhưng vẫn là lấy dũng khí, chăm chú để mắt tới đi. Hơi hơi gật gật đầu, Đan Thanh Sinh nhạt cười một tiếng, không tệ, cũng là lão phu. Nghe được lời này, ba cái tiểu quỷ tâm phía dưới cùng nhau run lên, một trái tim càng chặt rất nhiều. Như vậy, cũng là ngươi đem Lệ Gia Gia bọn họ, bị thương thành dạng này. Trong lòng tuy nhiên e ngại, Lạc Tư Phàm vẫn là cắn chặt hàm răng, hỏi. Khóe miệng nhếch lên một cái tà dị đường cong, Đan Thanh Sinh đạm mạc gật đầu, đúng, đều là lão phu làm. Tiểu cô nương, người rất có dũng khí, biết rõ bọn họ đều là lão phu đả thương, còn dám chạy tới xem bọn hắn sinh tử, chẳng lẽ thì không sợ lão phu muốn các ngươi ba cái mạng nhỏ. Lời vừa nói ra, ba người nhất thời kinh hãi, cùng nhau run run thân thể. Nhưng Lạc Tư Phàm vẫn là nắm thật chặt nắm quyền đầu, cứng rắn nói, ta Lạc Gia không có sợ người chết, Lệ Gia Gia bọn họ là nhà ta cung phụng, bản tiểu thư với tư cách là người Lạc Gia, tuyệt sẽ không vứt xuống bọn họ mặc kệ. Thật can đảm, thật sâu liếc nhìn nàng một cái, Đan Thanh Sinh bất giác khẽ gật đầu, cười khẽ một tiếng, Lạc Gia không hổ nhân nghĩa gia phong, liền tiểu đều là nhân nghĩa khí khái. Thì điểm ấy đến xem, nếu không phải lão phu đã nói trước. Còn thật không muốn cùng ngươi nhóm trở mặt a. Tiểu cô nương, ngươi biết thanh kiếm này sao? Nhìn đến Đan Thanh Sinh đem cái kia trường thanh kiếm cầm trong tay, Lạc Tư Phàm trầm ngâm một chút, khẽ gật đầu. Vậy thì tốt, chúng ta thương lượng, vốn là lão phu hôm nay tới đây Tây Châu, chỉ lấy một đầu người. Ai dám ngăn trở lão phu thì giết ai? Bất quá ta thấy các ngươi mấy vị này cung phụng, cũng là trung can nghĩa đảm thế hệ, cho nên lưu bọn họ một hơi. Chỉ cần ngươi nói cho lão phu, thanh kiếm này từ đâu tới đây, lão phu thì thả các ngươi yên ổn rời đi, có thể hay không? Da mặt khẽ run lên, Lạc Tư Phàm trong lòng trầm ngâm, lặng yên không lên tiếng. Hắn đối kiếm này như thế cảm thấy hứng thú làm gì, kiếm vương cao thủ còn ham 12 phẩm linh binh. Không đúng, chẳng lẽ là nhằm vào Mù Thúc Thúc, nếu là ta nói ra hắn hạ lạc, hội sẽ không hại hắn. Thật sâu nhìn lấy tiểu cô nương này sắc mặt biến ảo không ngừng. Đan Thanh Sinh trong lòng đã là không sai, không khỏi cười nhạo tiếng nói thế nào, không muốn nói sao. Ngươi nếu không nói, các ngươi những người này, liền lão mang tiểu cũng đừng nghĩ rời đi. Nói, Đan Thanh Sinh toàn thân cao thấp cường hãn uy áp đã là đột ngột đến phóng xuất ra, chỉ là một hơi công phu, liền ép tới ba cái tiểu bối cùng nhau khí tức trì trệ, khó có thể thở hơn phân nửa tia khí đến, ba khuôn mặt nhỏ nhắn đều nín đến đỏ bừng. Thế nhưng là Lạc Tư Phàm vẫn như cũ cắn chặt hàm răng, không kêu một tiếng.
Ha ha ha, quả nhiên là Lạc Gia Gia Phong, miệng còn thật nghiêm a. Thản nhiên cười, Đan Thanh Sinh trong mắt tinh mang lóe lên, toàn thân khí thế lại thêm ba phần, vừa mới lão phu hỏi cái này năm cái lão gia hỏa, bọn họ cũng là như vậy, chỉ động thủ, không nói chuyện, cho nên biến thành hiện tại bộ dáng. Chỉ là các ngươi cái này ba tên tiểu gia hỏa lại là làm gì? Bọn họ năm cái còn có động thủ tư cách, nhưng các ngươi ba cái ở trước mặt lão phu, thế nhưng là nửa phần năng lực đều không có, còn mạnh đỉnh lấy làm gì, thật muốn chết phải không? Lạc gia, sẽ không, lấy oán báo ân, chết cắn răng, Lạc Tư Phàm toàn bộ hai gò má đều biến đến tím đen, nhưng vẫn như cũ không buông một miệng, thổ lộ nửa phần. Nhìn chằm chằm nàng không thả, Đan Thanh Sinh trong lòng cũng là khuôn mặt có chút động, âm thầm gật đầu. Thế nhưng là ngay tại hắn muốn thu lên khí thế, không khó vì cái này mấy tiểu tử kia lúc, hét lớn một tiếng lại là nhất thời vang lên, là manh kiếm sư, kiếm này là manh kiếm sư cho chúng ta. Bạch! Khí thế đột nhiên vừa thu lại, Đan Thanh Sinh nhìn về phía thanh âm kia phát ra chỗ, lại chính là cái kia Long Kiếm Sơn không thể nghi ngờ. Manh kiếm sư, người nào? Hắn ngay tại ba dặm bên ngoài Tuyệt Kiếm Trấn, cùng thôn dân sau khi nghe ngóng liền biết. Có chút kiêng kỵ nhìn lấy hắn, Long Kiếm Sơn toàn thân run rẩy, sợ hãi rụt rè. Nhẹ nhàng gật gật đầu, Đan Thanh Sinh quay đầu nhìn Lạc Tư Phàm liếc một chút, bật cười ra tiếng, tiểu nha đầu, người rất không tệ, cái kia thì. Ha ha ha, cười to một tiếng, Đan Thanh Sinh một bước chân thì biến mất không thấy gì nữa. Lạc Tư Phàm thì là hung hăng nguyết hắn một cái, cả giận nói, Long Kiếm Sơn, người sao có thể nói ra mù thúc thúc hạ lạc. Vạn nhất hắn đối mù thúc thúc mưu đồ làm loạn làm sao bây giờ? Thế nhưng là chúng ta không nói, chúng ta liền phải chết a, ngươi để ta làm sao bây giờ? Khắp khuôn mặt là ủy khuất, Long Kiếm Sơn cũng là xẹp lấy một cái miệng, lẩm bẩm ta cái này không đều là vì chúng ta suy nghĩ sao? Hắn chết chết một cái, chúng ta chết thế nhưng là 5, 6, thất, 8 người a. Vậy chúng ta cũng không thể nói, người ta hảo ý đưa chúng ta danh kiếm. Chúng ta lại đem họa thủy dẫn tới chỗ của hắn, cùng lấy oán báo ân có cái gì khác biệt. Hy sinh vì nghĩa không hiểu sao. Hung hăng nhìn hắn chằm chằm, Lạc Tư Phàm mắng to lên tiếng, thế nhưng là nàng vừa dứt lời, một đạo thăm thẳm ngâm khẽ lại là đột ngột đến truyền vào ba người trong tai, một cái đối tám cái, đến tột cùng chết một cái đúng, vẫn là chết tám cái đối đâu. Đến tột cùng cái kia mới là thiên lý. Ầm ầm ầm, từng đạo tiếng ầm ầm vang liên tiếp. Một điều khiển từ ba cái cấp ba linh thú điều khiển xe lớn, chậm rãi đi đến ba người trước mặt. Một đạo giống như thung lũng du chuyển tiếng nói, từ bên trong nhẹ nhàng bay ra. Các ngươi là người Lạc gia a, lên xe, ta đi thử xem cứu cái kia manh kiếm sư. Ngươi là... Lúc trước ta cùng Lạc Minh chủ xem như có duyên gặp mặt một lần, hắn nói với ta, để đáng chết người đi chết, không đáng chết người sống, chính là thiên đạo. Mặc kệ Đan Thanh Sinh cùng các ngươi Lạc gia có gì ân oán, manh kiếm sư là vô tội, ta thử đi điều đình một phen, hết sức nỗ lực. Trong xe trong trẻo tiếng nói lần nữa truyền ra, thản nhiên nói, thuận tiện đem mấy cái này người bị thương đưa đến một cái yên lặng chỗ, ta cũng có pháp cứu chữa. Trước mắt bất giác sáng lên, Lạc Tư Phàm gật đầu một cái, liền kêu gọi Tạ Niệm Dương vội vàng giúp đỡ nhấc Lệ Kinh Thiên năm người. Chỉ có Long Kiếm Sơn có chút do dự. Còn muốn đi cùng cái kia Trảm Long Kiếm Vương liên hệ a, thật đáng sợ. Thế nhưng là, nhìn lấy so Trảm Long Kiếm Vương còn đáng sợ hơn Lạc Tư Phàm hung hãn ánh mắt, hắn lại chỉ có thể bất đắc dĩ bĩu môi, đành phải giúp đỡ nhấc người bị thương. Bất quá chờ người bị thương nhấc xong, ba người cùng theo một lúc phía trên xe lớn, nhìn thấy trên xe chủ nhân lúc, lại là bất giác lại là giật mình. Thật đẹp. Ầm ầm ầm. Tản ra ầm ầm tiếng vang xe lớn rong đuổi đại đạo. Rất nhanh liền đi vào một mảnh xanh tươi tốt giữa rừng núi, chỗ đó có một gian nhà trúc nhỏ, trên tấm bảng khắc lấy hai cái chữ to, kiếm lư. Bất quá giờ này khắc này, kiếm kia lư cửa lớn đã là ầm vang mở ra, Đan Thanh Sinh chính nhàn nhã đến ngồi ngay ngắn trước cửa, trong mắt tản ra tinh quang, nhìn lấy lư bên trong cái kia rực rỡ muôn màu các loại linh kiếm, từng trận xuất thần. Bỗng nhiên, nghe đến xe lớn lái tới tiếng vang, ngừng ở trước cửa, Đan Thanh Sinh quay đầu nhìn qua. Lại chính gặp một cái yểu điệu thục nữ chậm rãi đi xuống, hướng về Đan Thanh Sinh xa xa ôm một cái quyền, Trảm Long Kiếm Vương, Nam Châu Mộ Dung Tuyết, tại đây hữu lễ. Mộ Dung gia tộc đại tiểu thư, mi mắt lắc một cái, Đan Thanh Sinh bất giác cười khẽ một tiếng, lão phu tựa hồ cùng Mộ Dung huynh không có gì gặp nhau,
Tửu Kiếm Tiên lão gia hỏa kia giống như cùng các ngươi càng rất quen hơn một số mới đúng. Không biết Mộ Dung cô nương tìm đến lão phu, đến tột cùng chuyện gì? Lạc Tư Phàm ba người bọn họ xuống xe, nhìn đến Đan Thanh Sinh khuôn mặt, lại là có chút kiêng kỵ co rụt đầu lại. Đồng thời nhìn về phía một bên Mộ Dung Tuyết, càng thêm kinh dị. Vị cô nương này thế mà lớn như vậy mặt mũi, liền cái này Đan Thanh Sinh đều cho ba phần. Thế nhưng là bọn họ lại làm sao biết, cái thế giới này rất lớn, bọn họ tự cho là đúng Lạc Minh chỉ là cái này trăm năm qua tân sinh thế lực. Mà Mộ Dung gia với tư cách sừng sững Nam Châu mấy ngàn năm lão bài thế lực, lại là chúng liền Châu Kiếm Tinh cũng không dám xem thường. Dù sao, người ta cũng là có một vị kiếm vương cao thủ áp trận, há có thể cùng những cái kia đồng dạng nhất lưu thế lực, đánh đồng. Ngẩng đầu tinh tế dò xét một phen kiếm lư kia bên trong tình huống, không có đánh đấu dấu vết, Mộ Dung Tuyết tạm thời yên lòng, nhưng vẫn là không nhịn được hỏi một câu, cái kia manh kiếm sư đây, sẽ không phải bị kiếm vương đại nhân tiện tay xử lý đi. Ta vừa tới nơi đây, thì gặp phải cấp 9 trận thức ngăn cản, tiện tay phá. Thật sâu nhìn một chút cái kia nhà trúc nhỏ, Đan Thanh Sinh mỉm cười, thản nhiên nói, chỉ là trong phòng, chỉ có kiếm mà không có người. Bất quá không thể không nói, cái này mỗi thanh kiếm đều ẩn chứa thâm thúy kiếm đạo ở bên trong, làm người ta nhìn mà than thở. Lão Phu cũng không biết, trên đời có này kỳ nhân, chỉ sợ đã tính toán thiên hạ đệ nhất chú kiếm sư A, ha ha ha. Nghe được lời này, Lạc Tư Phàm không khỏi thở dài một hơi, yên lòng. Còn tốt, Mù Thúc Thúc hắn không tại, không có bị độc thủ. Bất quá, Mộ Dung Tuyết cũng không phải loại kia tiểu cô nương, làm sự tình lướt qua liền thôi, liền tiếp tục nói, không biết Trảm Long Kiếm Vương, tìm cái kia manh kiếm sư có chuyện gì, dự định đem hắn như thế nào. Lão Phu chỉ là tìm hắn hỏi cái vấn đề. Đơn giản như vậy, chỉ là hỏi vấn đề. Nếu là đáp án không hợp Lão Phu tâm ý, chỉ sợ liền không thể nói được muốn lấy xuống đầu hắn. Ánh mắt hơi hơi suýt híp mắt một chút, Đan Thanh Sinh trong mắt tinh mang lóe lên, khuôn mặt dần dần lạnh xuống tới. Nghe được lời này, Mộ Dung Tuyết cũng là trong lòng trầm xuống, thở dài một hơi. Kiếm vương cao thủ động sát ý, bằng nàng thực lực là không chặn được đến, tuy nói nàng cũng là quy nguyên đỉnh phong cảnh. Lạc Tư Phàm thì cũng là trong lòng kinh hãi, càng thêm gấp gáp, tâm bên trong không ngừng cầu nguyện, Mù Thúc Thúc tuyệt đối đừng trở về a, có người đang chờ giết ngươi đây, mà lại cái này người vẫn là tuyệt đỉnh cao thủ, thiên hạ hiếm thấy. Ngài muốn là trở về, mệnh liền không có, vậy ta cái kia ấy náy chết. Thế nhưng là rất hiển nhiên, nàng cầu nguyện cũng không có cái gì chứng dùng. U, hôm nay thật náo nhiệt a, ta kiếm này lư thật lâu không có nhiều khách như vậy đến. Thân thể nhìn không được cùng nhau chấn động, mọi người đều là quay đầu nhìn về phía thanh âm kia truyền đến chỗ, lại chính gặp một cái thân mặc áo trắng, hai mắt được vải trắng thanh niên, chậm rãi đi tới nơi này, khóe miệng còn một mực treo một tia tà dị tiếu dung, bên trong còn có mấy đạo khí tức quen thuộc, lão bằng hữu đến, ha ha ha. Trong mắt nhìn không được hung hăng co rụt lại, Lạc Tư Phàm nhất thời kinh hãi, hét to lớn tiếng, Mù Thúc Thúc chạy mau, có người muốn giết ngươi. Giết ta. Ai vậy, không đều là lão bằng hữu à, ta không có trêu chọc các vị đi. Không chút phật lòng, Trác Phàm từ chối cho ý kiến địa khẽ cười một tiếng, không có nửa phần lo lắng. Lão bằng hữu, trong mắt lóe lên một đạo kỳ sắc, Lạc Tư Phàm quay đầu nhìn về phía Đan Thanh Sinh cùng Mộ Dung Tuyết hai người khuôn mặt, lại là chợt phát hiện, bọn họ nhìn về phía Trác Phàm ánh mắt lại dị thường quái dị, dường như giống như gặp quỷ. Nhưng sự thật cũng xác thực như thế. Đan Thanh Sinh chỉ Trác Phàm, cứng ngắc rất lâu, mới hét to lớn tiếng, ngươi. Ngươi không chết. Ta đương nhiên không chết, không phải vậy giữa ban ngày, như thấy quỷ sao. Thật không nghĩ tới, ngươi chính là manh kiếm sư. Mộ Dung Tuyết cũng là mí mắt khẽ run, thật sâu hút miệng thở dài, quay đầu nhìn đầy mặt không hiểu Lạc Tư Phàm liếc một chút, thản nhiên nói, ngươi không cần phải lo lắng, ngươi vị này Mù Thúc Thúc, thế nhưng là thiên hạ đệ nhất đại ma đầu. Hắn không sợ người khác coi như may mắn, ai có thể làm hại hắn a? Đúng, ai có thể giết đến ta đây? Ha ha ha, nhà đầu, hội pha trà sao? Đun nước pha trà, ta cùng hai vị này lão bằng hữu phải thật tốt tâm sự. Không khỏi cười lớn một tiếng, Trác Phàm vung tay lên, nói không hết thoải mái. Nửa canh giờ về sau, Mộ Dung Tuyết cho Lệ Kinh Thiên năm người phục đan dược, để vào kiếm lư bên trong tu dưỡng. Trác Phàm thì là cùng Đan Thanh Sinh hai người, tại lưu ngoại chi một cái đỉnh nhỏ,
chiếu đến non sông tươi đẹp, chậm rãi phẩm lên trà xanh. Lúc trước Dương Cung Bạt Kiếm không khí khẩn trương đã không thấy, chỉ có vô tận bình tĩnh cùng lạnh nhạt. Lạc Tư Phàm cho ba người từng cái chứa đầy nước về sau, liền một mặt kinh ngạc nhìn xem ba người, chậm rãi lui ra. Chỉ là vừa thối lui đến kiếm lư bên trong, Long Kiếm Sơn hai người liền vội gấp đem nàng kéo đến một bên, nhìn xem bên ngoài động tĩnh, tràn đầy kỳ dị mà hỏi thăm, nhớ Trần Tục muội muội, cái này người mù đến tột cùng thần thánh phương nào, nhìn ra được sao? Làm sao cái này Trảm Long Kiếm Vương, bị hắn dăm ba câu thì khuyên đến trên mặt bàn ôn chuyện? Có thể cùng kiếm vương cao thủ bình khởi bình tọa, hắn trước kia đến tột cùng làm gì a? Ta làm sao biết? Trong mắt mang theo nghi hoặc, Lạc Tư Phàm cũng là đầy mắt kỳ dị địa nhìn ra phía ngoài, trong mắt dị sắc gợn sóng, tóm lại, cái này mù thúc thúc nhất định không đơn giản. Nếu không những đại nhân vật này, không có khả năng đều cùng hắn như thế giao tình. Cảm thụ lấy sau lưng cái kia ba đôi cổ linh tinh quái ánh mắt, Trác Phàm bất giác mỉm cười, cũng không để bụng, chỉ là đối hướng trên bàn hai người nói, trăm năm, khó được còn có thể nhìn thấy trước kia lão bằng hữu. Mộ Dung cô nương, gần nhất còn tại xen vào việc của người khác sao? Ta đó là thế thiên hành đạo, cứu khốn phò nguy, người ma đầu kia biết cái gì? Bất đắc dĩ trợn mắt một cái, Mộ Dung Tuyết nhẹ hừ một tiếng, nhưng rất nhanh lại nghiêm túc tiếp theo, sâu xa nói, chỉ là qua nhiều năm như vậy, ta vẫn như cũ không quên trăm năm lần kia đại chiến, người đủ loại gây nên, đến tột cùng là ác là thiện, là đúng hay sai. Cho nên những năm này, ta vào Nam ra Bắc, nhìn hết nhân gian tang thương, đều là muốn tìm kiếm một cái sáng tỏ đáp án. Nhưng là mãi đến lúc này, vẫn như cũ không đoạt được. Khóe miệng hơi vểnh lên, Trác Phàm đạm mạc gật đầu, ta cũng là như vậy, trải qua vô tận tang thương, nhưng theo ngươi không giống nhau là, ta có tâm đắc. Như mộng không bỏ, ngươi theo ta cùng đi xem tận nhân gian chính ma chi tượng, có lẽ sẽ mở ra trong lòng ngươi xoắn suýt. Thật sâu liếc hắn một cái, Mộ Dung Tuyết trầm ngâm một chút, khẽ gật đầu, không còn giống trăm năm trước như vậy bài xích. Trác Phàm, thanh kiếm này là ngươi sao? Lúc này, Đan Thanh Sinh đem cái kia trường thanh kiếm đụng một tiếng, áp trên bàn, chăm chú nhìn hắn khuôn mặt, lạnh lùng lên tiếng, rất nhiều chất vấn chi ý. Minh bạch hắn ý tứ, Trác Phàm cũng không phủ nhận, đạm mạc gật đầu. Chuyện gì xảy ra, vì sao Kình Thiên Kiếm nói sẽ ở kiếm này bên trong xuất hiện? Ngươi chừng nào thì tìm hiểu tới Kình Thiên Kiếm nói. Cái này trăm năm đi. Thật dài phun ra một ngụm trọc khí, Trác Phàm trong lòng thoải mái, sâu xa nói, Đan lão, thực có chuyện, ta giấu giếm ngươi rất lâu. Lúc trước Song Long Viện đại chiến. Nói, Trác Phàm đem năm đó trộm lấy Kình Thiên Kiếm sự tình, một năm một mười toàn bộ thoát ra, xin lỗi, lúc đó các ngươi đều bị lừa. Kình Thiên Kiếm sớm đã ở trong tay ta bên trong, ngươi cùng hai vị trí tôn, đều coi là kiếm tại các ngươi trong tay đối phương. Cái này kết, đánh có trăm năm đi. Thân thể nhịn không được chấn động, Đan Thanh Sinh thật sâu nhìn lấy hắn, lại là ra mặt một trận run rẩy. Hắn vạn lần không ngờ. Hắn đường đường Tây Châu đệ nhất cao thủ, thế mà bị tiểu tử này lừa bịp trăm năm mà không biết, còn thay hắn lưng cõng oan uổng, nổi đen. Thực sự buồn cười. Mộ Dung Tuyết nghe được chân tướng, thật sâu liếc hắn một cái, cũng là ngăn không được cười khẽ một tiếng, ngươi thật là có gan, trăm năm trước ngươi chẳng phải là cái gì, thế mà thì dám đùa đường đường Tây Châu đệ nhất cao thủ. Chỉ sợ toàn bộ Nam Châu, đều tìm không ra cái thứ hai giống như ngươi lớn mật cuồng đồ. Đúng vậy a. Lúc trước thật sự là bốc lên quá lớn mạo hiểm, lệnh ta một mực lo sợ bất an a. Người bất an thì sẽ không an lòng ý đến mà thanh kiếm nhận lấy, kiếm đâu? Không cho. Đan Thanh Sinh khoát tay, Trác Phàm cũng là rất lưu manh lắc đầu, kiếm này cùng ta mấy trăm năm, không có lý do cho người khác. Ta hôm nay nói như vậy, cũng liền giải ngài một cái khúc mắc, cũng coi như giải chính ta một cái. Dù nói thế nào, ngài trước kia cứu ta nhất mệnh. Ta lừa gạt nữa lấy ngài việc này, tựa hồ có chút không ổn. Lão Phu đã sớm cứu qua mạng ngươi, ngươi cảm thấy không ổn, sớm làm gì, hiện tại mới nói cho ta biết. Trước kia sợ ngài dưới cơn nóng giận giết ta. Hiện tại không sợ. Trác Phàm thành thật, mà lại chưa từng có thành thật như vậy địa gật đầu qua. Đan Thanh Sinh nhìn lấy, lại là rìa mép hung hăng run run lấy, tức giận đến thân thể run rẩy. Hắn nãi nãi, thật sự là cánh cứng. Thu thập không hắn. Thực, từ khi Đan Thanh Sinh cảm thấy cái kia trường thanh trên thân kiếm Kình Thiên Kiếm nói lúc, liền đã minh bạch.
Cái này đúc kiếm nhân kiếm nói lĩnh ngộ, đoán chừng không còn hắn phía dưới. Về sau lại gặp được người này đúng là Trác Phàm, hắn liền triệt để không sai. Trác Phàm trước kia cũng là cái quái vật, hiện tại hơn trăm năm, tự nhiên càng thêm xưa đâu bằng nay. Chỉ sợ cho dù chính diện giao chiến, liền xem như hắn đều thu thập không. Kết quả là, đang giận đến run rẩy nửa ngày thân thể về sau, Đan Thanh Sinh vừa gõ cái bàn, liền muốn đứng dậy rời đi. Thế nhưng là hắn vừa muốn đi, Trác Phàm cũng đuổi vội vàng đứng dậy cản ở trước mặt hắn, chờ một chút, Đan lão, chúng ta nhiều năm không thấy, còn chưa nói thoải mái, ngài vội vã đi chỗ nào. Nói thoải mái cái rắm, lão phu theo ngươi không có gì để nói nhiều, lão phu hiện tại muốn đi giết người. Lão phu còn chưa từng có giống bây giờ như vậy, như thế khát vọng muốn giết người xuất khí, ngươi cho lão phu lăn đi. Hơi hơi trầm ngâm một chút, Trác Phàm lại là đứng im bất động, Đan lão, ngươi đi giết bất luận kẻ nào cũng không đáng kể, chỉ là Lạc Minh người, riêng là Lạc Minh minh chủ, Lạc Vân Hải tiểu tử kia, có thể hay không xem ở tiểu đệ chút tình mọn phía trên, tạo thuận lợi, tha hắn một lần. Tạo thuận lợi, lão phu nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy, người ta cầm lấy họa cho lão phu, muốn đầu hắn, lão phu há có thể không đi lấy đến. Thế nhưng là Đan lão, ngài không cảm thấy kỳ quái sao? Ngài xuất thủ tin tức, trong nháy mắt truyền khắp thiên hạ, mọi người đều biết, bên trong chỉ sợ có trá a. Có trá thì sao, lão phu quản chẳng phải nhiều. Hung hăng vung tay lên, Đan Thanh Sinh oán hận lên tiếng, lão phu có lão phu quy củ, đừng nói lão phu hiện tại trở mặt với ngươi, coi như không có trở mặt, chúng ta đều là người có đạo. Ngươi có ngươi nguyên tắc, ta cũng có ta nói muốn thủ. Năm đó lời thề, lão phu không phải tóc trắng, chỉ cần năng lực đi tới, lão phu thì nhất định muốn giúp người ta làm đến việc này. Nhẹ nhàng gật gật đầu, Trác Phàm tỏ ra là đã hiểu, suy nghĩ một chút về sau, thăm thẳm lên tiếng, năng lực đi tới. Nếu như cái này không phải Đan lão năng lực đi tới phạm vi bên trong đâu. Ngươi có ý tứ gì? Nói đúng là, ngài làm sự kiện này, còn chưa đi đến Lạc Vân Hải bên người, nửa đường liền sẽ bị người chặn giết, đây chính là năng lực bên ngoài đi. Mi mắt nhìn không được lắc một cái, Đan Thanh Sinh thật sâu nhìn Trác Phàm liếc một chút, chặn giết lão phu. Người nào? Ta. Sắc mặt chợt nghiêm một chút, Trác Phàm bình tĩnh lên tiếng. Nhìn chằm chằm hắn không thả, Đan Thanh Sinh song quyền nắm lại, trong mắt hơi híp, người đến chặn giết lão phu. Dựa vào cái gì? Bằng ta là, Lạc gia đệ nhất đại quản gia, Trác Phàm. Oanh! Vừa mới nói xong, một cỗ ngay ngắn nghiêm nghị ầm vang từ trên người Trác Phàm phát ra, bao phủ toàn bộ thiên địa, lạnh lẽo thấu xương. Hô hô hô! Từng trận cương phong hô khiếu thiên địa, thẳng sợ đến chung quanh hết thảy sinh linh, tâm can đều liệt, cho dù là một bên Mộ Dung Tuyết, Quy Nguyên đỉnh phong chi cảnh, cũng là nhìn không được vội vã lui về phía sau lấy bước, trong lòng hãi nhiên. Cái này càng không nói đến là Lạc Tư Phàm ba cái kia tiểu quỷ, đối mặt kinh khủng như vậy uy thế, khuôn mặt dọa đến rất trắng một mảnh. Bọn họ làm sao có thể nghĩ đến, cái này bị bọn họ coi như là thiên huyền cảnh mù thúc thúc, thân thể bên trên tán phát ra khí thế. Vậy mà không chút nào lúc trước Đan Thanh Sinh phía dưới. Chẳng lẽ nói, hắn cũng là một vị danh phó thực kiếm vương cấp cao thủ. Chỉ là bọn hắn trầm tư suy nghĩ cũng không có nghĩ rõ ràng, trong thiên hạ này lớn nhất đỉnh cấp cao thủ bên trong, có người nào là mù. Nhiều lắm là cũng liền từng có kiếm tinh cụt một tay kiếm vương. Thật sâu nhìn lấy Trác Phàm cái kia lãnh khốc bóng lưng, Lạc Tư Phàm trừ kinh dị, càng là tán thưởng. Vị này mù thúc thúc. Thực sự quá làm bọn hắn giật mình. Đồng dạng chăm chú nhìn Trác Phàm không thả, Đan Thanh Sinh cũng đã phát hiện, hôm nay Trác Phàm công lực chi sâu, đã không kém hắn, cũng không tiếp tục là lúc trước tên ngố. Đối mặt dạng này cường địch, hắn cũng ngăn không được trong lòng khẩn trương, sắc mặt nghiêm một chút. Bất quá, nếu nói hoảng sợ cùng kiêng kỵ, lại còn chưa tới tình trạng kia. Khó có thể tưởng tượng, trăm năm ở giữa, ngươi liền đi qua lão phu gần ngàn năm đường. Trác Phàm, người quả nhiên là tuyệt thế thiên tài. Bất quá, đáng tiếc là, cho dù người bây giờ công lực cùng lão phu bằng nhau, nhiều lắm là cũng liền chiến cái ngang tay, chưa hẳn có thể thắng lão phu một chiêu nửa thức. Lão phu còn thanh thanh sở sở nhớ đến đây, người hơn phân nửa thực lực, đều tại cái kia một đôi thần nhãn phía trên. Tuy nhiên không rõ ràng người con mắt đến tột cùng xảy ra chuyện gì, nhưng rất rõ ràng, này đôi thần nhãn là không dùng được. Bằng hiện tại ngươi, muốn ngăn lại lão phu, có thể không dễ dàng như vậy.
Vừa dứt lời, Đan Thanh Sinh đột ngột đến một bước cước bộ, thẳng lên Quỳnh Tiêu, hai ngón khép lại, hướng lên trời nhất chỉ, nhưng nghe một đạo ầm ầm tiếng vang, toàn bộ chín ngày phảng phất muốn sụp đổ giống như. Nương theo lấy âm thanh tiếng long ngâm kêu sợ hãi không ngừng, bay đầy trời long cùng nhau hướng cái kia kiếm chỉ mũi nhọn bay đi, hợp ở cùng một chỗ. Chỉ một thoáng, một cỗ khủng bố uy áp, bỗng nhiên từ cái này trên 9 tầng trời nện xuống, từng đạo hủy diệt khí tức, trong nháy mắt tràn ngập hướng khu nhà nhỏ này các ngõ ngách. Thấy tình cảnh này, Mộ Dung Tuyết khuôn mặt chấn động, trên đầu đã là chảy ra từng tia mồ hôi lạnh, không khỏi nhìn về phía Trác Phàm chỗ đó. Lạc Tư Phàm ba cái tiểu quỷ, thì càng là sợ đến sợ mất mật, một đôi con ngươi đều nhanh kinh động ra. Đây chính là kiếm vương cao thủ nhất kích, quả nhiên là trước kia mình chưa từng có cảm nhận được uy áp, liền xem như mình minh bên trong mười mấy cái quy nguyên cường giả liên thủ, đều phóng thích không ra dạng này uy lực a. Xem ra kiếm vương cao thủ, quả nhiên danh bất hư truyền, không phải bình thường người có thể đụng. Chỉ là không biết, mình cái này mù thúc thúc, có thể hay không gánh vác. Trong lúc nhất thời, ba người tất cả đều một mặt hy vọng nhìn về phía Trác Phàm chỗ đó, lại chỉ thấy Trác Phàm vẫn như cũ đứng yên tại chỗ, vô thanh vô tức. Nhìn đến cái này, ba người nhất thời trong lòng trầm xuống, sắp khóc đi ra. Chẳng lẽ nói đối mặt Đan Thanh Sinh cái này không gì địch nổi một chiêu, liền hắn đều dọa sợ, lại cũng khó có thể động đậy mảy may. Bạch! Thế nhưng là, còn không đợi bọn hắn lộ ra vẻ tuyệt vọng, Trác Phàm đã là một cái lắc mình, trong nháy mắt không thấy. Đợi lúc xuất hiện lần nữa, đã đi vào Đan Thanh Sinh chính đối diện vị trí, song phương vẻn vẹn ngăn cách 1 mét mà thôi. Làm sao có thể, làm sao lại nhanh như vậy? Trong mắt nhịn không được hung hăng co rụt lại, lúc trước còn đầy mặt bình thản Đan Thanh Sinh, nhất thời hoảng hốt thất sắc. Trong tay cái kia một mực chuẩn bị, còn chưa vung ra một kiếm, bỗng dưng cổ tay rung lên, liền liên tục không ngừng địa cấp tốc hướng đối diện Trác Phàm bổ tới. Khoảng cách gần như vậy. Trác Phàm muốn tránh là trốn không thoát, mà lại cái kia một kiếm chỉ uy nửa đường không có bị hao tổn, thì sẽ toàn bộ đánh ở trên người hắn. Hắn muốn hoàn toàn chịu đựng lấy cái này cường đại lực đạo, lại là so với bình thường kiếm vương, muốn tiêu hao càng đa nguyên hơn lực mới được. Cái này muốn là cho hắn cửu kiếm vương, như vậy khoảng cách thụ một vị kiếm vương cao thủ toàn lực nhất kích, cũng là vạn vạn không dám. Mặc dù không phương pháp tối ưu mệnh, nhưng cũng nhất định trọng thương. Bất quá. Hưu. Hoàn toàn không có muốn né tránh ý tứ, Trác Phàm cánh tay phải hồng mang lóe lên, nhất thời nhất chảo hung hăng hướng về phía trước cầm ra. Giống. Đụng. Một tiếng vang thật lớn, vạn long sợ hãi giống. Mang theo không gì địch nổi long uy cùng thiên địa lực lượng kiếm mang, không thể bế nghễ bắn về phía Trác Phàm, nhưng là còn chưa rời tay, cũng là bị Trác Phàm cái kia cường hãn kỳ lân tí, hung hăng nắm trong tay. Chỉ một thoáng, thiên lôi dẫn ra địa hỏa. Dường như vụ nổ hạt nhân kiếm mang kia kết bạn với thú chảo chỗ, đúng là phát ra nóng rực ánh sáng, cuồn cuộn cường hãn ba động, ngăn không được hướng ra phía ngoài phát ra, thẳng khiến long trời lở đất, thanh thế to lớn, một bộ ngày tận thế buông xuống chi tượng. Dưới đáy mọi người, cũng là nhìn đến trong lòng hoảng hốt, đầy mắt vẻ không thể tin. Đây chính là kiếm vương cấp cao thủ đối chiến. Quá mẹ hắn biến thái a, làm sao chấn động mạnh như vậy, trời muốn sập sao. Không chỉ là bọn họ, cho dù là Đan Thanh Sinh cũng là khó mà tin được một màn trước mắt, hét lớn, sao lại thế? Chỉ dùng một chút sức lực, liền đem lão phu kiếm cương. Soạt. Thế nhưng là không đợi hắn lời nói xong, một nói ngọn lửa màu vàng óng đã là đột ngột được từ cái kia kỳ lân tí chảo bên trong thoát ra, trong nháy mắt lan tràn toàn bộ kiếm cương, nương theo lấy âm thanh tiếng long ngâm gào thét, cái kia kỳ lân chảo ra sức vồ một cái, một tiếng ầm vang. Cái này cường đại kiếm cương liền tại cái kia ngọn lửa màu vàng óng bên trong, trong nháy mắt hóa thành hư vô, biến mất không còn tăm tích. Đồng dạng, cái kia vạn cái thiên địa long khí, cũng theo sát lấy biến thành hư vô. Đây là, phần thiên kiếm nói, da mặt có chút co lại, Đan Thanh Sinh lúc này kêu lên. Nhưng là rất nhanh, còn không đợi khi hắn phản ứng kịp, một đạo xích mang bay lượn, một cỗ không gì sánh kịp cương áp, đã là đột ngột đến hướng hắn mặt bổ tới. Tập trung nhìn vào, cái kia lại là Trác Phàm một cái phổ thông thông thủ đao. Bất quá tay này trên đao hồng mang, lại là để hắn có một loại tử vong khí tức, đập vào mặt. Oanh! Xích mang bay qua, nhất phi trùng thiên. Phía trước ngàn dặm bên trong nháy mắt hóa thành hư vô. Vốn là dãy núi vần quanh tuyệt kiếm chấn, nhất thời biến thành vùng đất bằng phẳng sa mạc đồng bằng.
da mặt ngăn không được co lại, Lạc Tư Phàm ba người nhìn lấy cái kia bụi mù cuồn cuộn, xông thẳng tới chân trời chi địa, toàn bộ hình dạng mặt đất trong nháy mắt biến hóa, đã là cả kinh trợn mắt hốc mồm, sắc mặt hoàn toàn trắng bệch. Ba khỏa tâm tựa hồ cũng sớm đã ngừng đập, nghe không được thanh âm. Mộ Dung Tuyết cũng là mí mắt hơi hơi lắc một cái, khó có thể tin nhìn một chút không chung cái thân ảnh kia, ừng ực một tiếng, nuốt ngụm nước bọt. Trăm năm thời gian, đã để cái này giỏi về âm mưu quỷ kế ma đầu, biến thành chân chính ma vương. Trong thiên hạ, ai là đối thủ? Thương tóc trắng, trong gió lộn xộn, bởi vì vừa mới trùng kích, đan thanh sinh buộc lên tang thương sợi tóc, đã là tản mát bay múa ở không trung. Trác Phàm chậm rãi theo hắn gương mặt một bên, cầm lại tay đến, sắc mặt bình tĩnh, thản nhiên nói, đan lão, ta chỉ là không có ánh mắt, nhưng thần còn giữ, ngươi bây giờ có lý do trở về đi. Trùng Thiên Kiếm nói, mi mắt hơi hơi lắc một cái, đan thanh sinh ngốc trệ ánh mắt liếc hắn một cái, lại là bật cười dao động cái đầu, chỉ là nụ cười kia bên trong còn mang theo rất nhiều đắng chát, đúng vậy a, lão phu có lý do. Lão phu không phải là không muốn giết Lạc Vân Hải, chỉ là giết không. Một cái đem ba loại thần kiếm kiếm đạo, lĩnh hội đến cực hạn người ngăn tại trước mặt, lão phu không có cơ hội này, không có. Cơ hội. Mí mắt nhẹ nhàng lay động. Đan thanh sinh xem ra cực kỳ thất lạc, còng lưng lưng, quay người rời đi, dường như một chút già nua mười mấy tuổi. Chỉ là gần trước khi đi, vẫn là ngăn không được quay đầu thấy lại Trác Phàm liếc một chút, trầm ngâm qua một lát, lẩm bẩm nói, Trác Phàm, Kình Thiên Kiếm trong tay ngươi. Đáng giá. Nói xong, hắn liền quay người lại, hoàn toàn biến mất bóng người, trở về Trung Châu đi. Trong lòng của hắn minh bạch, giờ này khắc này Trác Phàm đã quá mức cường đại. Không phải hắn có thể thù địch. Một chiêu ngăn lại hắn một kiếm, chiêu tiếp theo cũng có thể diệt hắn. Tiểu tử này, đã thành cái thứ hai bất bại kiếm tôn, ha ha ha. Nhìn qua đan thanh sinh ly khai phương hướng, Trác Phàm chậm rãi hạ xuống, chỉ là Mộ Dung Tuyết nhìn về phía ánh mắt của hắn, cũng đã không giống là lúc trước như vậy tự nhiên, ngược lại có chút sợ hãi cảm giác tới. Nguyên lai, trăm năm trước mất tích bốn thanh kiếm thần, đều trong tay ngươi. Đúng vậy a, bất quá cũng không tính là, điểm này, người về sau sẽ biết. Khóe miệng xẹt qua lạnh nhạt nụ cười, Trác Phàm không có nhìn nàng, đi về phía kiếm lư bên kia bước đi. Lạc Tư Phàm bọn người, nhìn lấy hắn đến, cũng đã lại không có thể như lúc trước một dạng lạnh nhạt, từng cái câm như hến, không hiểu phát run lên. Minh bạch bọn họ tâm tình, Trác Phàm vỗ nhẹ nhẹ đập tiểu cô nương đầu, bật cười lớn, tốt, không có việc gì, người trở về nói cho người cha. Đan thanh sinh bị đuổi đi, để hắn không cần lo lắng. Ây, là, hơi chậm lại, Lạc Tư Phàm cứng đờ gật gật đầu. Thản nhiên cười, Trác Phàm không để bụng, lại đập vỗ đầu nàng về sau, trực tiếp thẳng đi vào Lệ Kinh Thiên bên cạnh bọn họ, ngó nhìn bọn họ thương thế, rất lâu mới khẽ gật đầu, không tệ, Mộ Dung cô nương dùng thuốc thật sự là không có không keo kiệt a, đều là thập phẩm trở lên liệu thương đan, đoán chừng bọn họ 7 ngày sau đó, liền có thể thức tỉnh. Một tháng hai bên, liền có thể khôi phục. Ta đối với bệnh nhân, theo không keo kiệt, bất quá đây cũng là đan thanh sinh không có hạ nặng tay, hủy bọn họ căn cơ, nếu không liền không khả năng dễ dàng như vậy sự tình. Đúng vậy a, đan lão thực cũng là một cái chính phái nhân sĩ, chỉ bất quá giang hồ bức bách, bị bất đắc dĩ, có khi đến làm chút trái lương tâm sự tình a, ha ha ha. Bật cười lớn, Trác Phàm thăm thẳm lên tiếng, có lẽ hôm nay hắn bại một lần. Cũng là hắn mong muốn cũng không nhất định. Có đúng không, thế nhưng là ta không nhìn ra hắn có tưới nước dấu vết. Tâm nguyện là không thể tưới nước, nếu là tâm nguyện, đầu tiên liền không thể lừa gạt mình tâm a, đây chính là đan lão nói. Mỉm cười, Trác Phàm thản nhiên nói. Thật sâu liếc hắn một cái, Mộ Dung Tuyết cũng là âm thầm suy nghĩ. Lúc này, Lạc Tư Phàm chăm chú nhìn Trác Phàm không thả, rốt cục lấy dũng khí, mở miệng hỏi, mù thúc thúc. Ngươi cùng ta Lạc Minh. Có phải hay không có cái gì ngọn nguồn a? Ngọn nguồn, ha ha, ngược lại là có chút. Sắc mặt nổi lên giật mình lo lắng, Trác Phàm nhếch miệng lên, đạm mạc gật đầu, thế nhưng là còn không đợi hắn nói tiếp, hưu một tiếng, đã là một đạo ngọc giản bay tới. Hắn vội vàng vừa tiếp xúc với, cẩn thận xem, trên mặt chợt lộ ra quỷ dị mỉm cười đến, sau đó liền lập tức sắc mặt nghiêm một chút, trịnh trọng nói, nhà đầu. Hôm nay sự tình không cho phép nói với ngoại nhân lên, các ngươi làm chưa thấy qua ta. Các loại mấy lão già này tỉnh, thì lập tức dẫn bọn hắn đi, nghe đến sao?
không khỏi sững sờ, mọi người nhất thời không hiểu. Đây là có chuyện gì, làm sao bỗng nhiên hắn thì thái độ đại biến đây? Trên mặt tràn đầy ngượng nghịu, Lạc Tư Phàm suy nghĩ một chút, không khỏi khổ não nói, Mù Thúc Thúc, cái này có thể khó cho chúng ta, muốn là Lệ Gia Gia bọn họ tỉnh, hỏi chúng ta như thế nào đem bọn hắn cứu trở về, chúng ta nói thế nào? Cái kia Trảm Long Kiếm Vương vô duyên vô cớ thì lui về, chúng ta cũng tìm không thấy cái gì cớ a. Cái này còn không đơn giản. Mi mắt hơi nhíu, Trác Phàm khẽ cười một tiếng, các ngươi liền nói, các ngươi liều chết cầu tình, hiệp can nghĩa đảm cảm động hắn. Hắn thì thả các ngươi, chính mình trở về. Sau đó lại khóc lóc nỉ non, đem tình cảnh lúc đó miêu tả địa thảm liệt một chút, đại thể thì lừa gạt qua. Dạng này cũng được. Da mặt hung hăng co lại, ba người thật sâu nhìn Trác Phàm liếc một chút, lại là từng cái mí mắt trực phiên, không tưởng rằng, đây cũng quá kéo điểm a, bọn họ có thể tin tưởng mới là lạ. Tựa hồ nhìn ra trong lòng bọn họ suy nghĩ, Trác Phàm thản nhiên nói, dù sao Đan Thanh Sinh sự kiện này, chỉ mấy người chúng ta người biết, các ngươi không nói, chúng ta không nói, ai biết. Các ngươi ở trước mặt người ngoài nói thế nào đều được, bọn họ có hoài nghi lý do sao? Dù sao Đan Thanh Sinh đã trở về. Thế nhưng là, đừng thế nhưng là, dù sao không cho nói gặp phải ta chuyện, nếu không mà nói. Nói, Trác Phàm sắc mặt lạnh lẽo, toàn thân sát khí nở rộ, Đan Thanh Sinh không đi Lạc Minh, ta nhưng là đi, các ngươi phải suy nghĩ kỹ a. Thân thể cùng nhau lắc một cái, vừa nghĩ tới Trác Phàm cái kia nghịch thiên thực lực, ba cái tiểu quỷ diện sắc kinh khủng, nhất thời liền liên tục không ngừng đốt lên đầu. Thấy tình cảnh này, Trác Phàm mới nhếch miệng cười một tiếng, gật đầu nói, cái này đúng, để cho các ngươi đi lĩnh công, cũng không phải là để cho các ngươi đi chịu chết, xem các ngươi khó xử. Lại nói, ta trước kia không phải nói qua cho các ngươi, không cho phép sách ta sao? Làm sao các ngươi lại đem Đan Thanh Sinh dẫn tới ta chỗ này đến? Song đồng bất giác cùng nhau run lên, ba người thân thể cứng đờ, hai người khác liền không tự chủ được nhìn về phía một mặt kinh dị Long Kiếm Sơn chỗ đó. Á, lại là ngươi cái này tiểu mập mạp. Nhẹ nhàng gật gật đầu, Trác Phàm hung hăng bóp bóp cái kia khóc không ra nước mắt hai gò má, cười gian nói, bắn ta đúng không, lúc trước còn đối với ta kêu gào đúng không, còn mắng ta lão đầu tử đúng không, lần này vừa vặn, nợ mới nợ cũ cùng tính một lượt, hắc hắc hắc. Sắc mặt chợt cảm thấy một khổ, Long Kiếm Sơn nhất thời dọa đến co quắp ngã xuống đất, hai mắt đẫm lệ rưng rưng, tiền bối, ta sai, ta chỗ nào biết ngươi lợi hại như vậy, ta cái kia chút bối cảnh căn bản không đủ ngài nhìn a. Ngài thì đại nhân đại lượng tha ta a, ta lần sau cũng không dám nữa lộ ra ngài nửa điểm bí mật. Mù Thúc Thúc, ngài thì tha cho hắn đi. Lạc Tư Phàm gặp này, cũng là vội vàng cầu tình, sợ Trác Phàm thật một đầu ngón tay đem hắn ấn chết. Những thứ này tiền bối cao nhân tính khí, ai nói chuẩn. Càng Trác Phàm còn như thế quái. Đột nhiên cười cười, Trác Phàm từ chối cho ý kiến, nhìn ngươi cái kia sợ dạng, thật sự là bị lão tử ngươi nuông chiều xấu. Bình thường mù đắc chí, cái kia anh hùng thời điểm thì ỉu xìu. Đứng lên cho ta, lần này để ngươi lập công chuộc tội, cho ta diễn xuất anh hùng dạng tới. Muốn là lại để lộ nội tình, ta tìm tới ngươi trước cửa nhà, đem đầu ngươi vặn tiếp theo, tin hay không? Tin, tiền bối ngươi nghiêu như vậy, làm xảy ra chuyện gì đến ta đều tin. Khóe miệng xẹp đến độ nhanh kéo đến dưới đất, Long Kiếm Sơn khóc nức nở địa thẳng phát run. Thấy tình cảnh này, Trác Phàm hài lòng gật đầu, Lạc Tư Phàm hai người lại là cúi đầu che miệng cười một tiếng, thân thể hơi hơi nhẹ phẩy. Hết thảy sự tình, Trác Phàm cũng rốt cục yên tâm lại, thở dài một hơi, nhấc chân đi ra ngoài. Mù Thúc Thúc, người muốn. Tiểu nha đầu, ta đi, hôm nay việc này khả năng chỉ là việc nhỏ xen giữa, đoán chừng rất nhanh có mới đại nạn muốn tới, thật tốt bảo trọng đi. Tựa hồ dự cảm được cái gì, Trác Phàm muốn nói lại thôi, nhưng vẫn là lắc đầu. Không nói, sau cùng lại chuyển hướng Mộ Dung Tuyết nói, Mộ Dung cô nương, người không là có chuyện nghĩ mãi mà không rõ sao. Ta dẫn người đi xem nhìn, cái gì gọi là chính, cái gì gọi là ma. Vừa dứt lời, Trác Phàm quay người lại, biến mất không thấy gì nữa, Mộ Dung Tuyết thấy một lần, trầm ngâm một chút, cũng vội vàng bước nhanh đuổi theo, nháy mắt không thấy bóng dáng. Chỉ để lại ba cái tiểu quỷ, một mặt giật mình lo lắng địa nhìn chăm chú lên hai người biến mất phương hướng. Long Kiếm Sơn càng là thân thể mềm nhũn, mọc ra ngụm chọc khí, da mặt một mực lay động. Mẹ ta nha, cuối cùng đi. Một phương diện khác, Song Long Viện, Ôn Đào,
Viêm Ma mấy vị tông chủ sớm đã tại cái kia thông thiên các chờ trực đã lâu, thỉnh thoảng đi dạo, tản bộ phạt, chờ lấy bên trong người nhóm đáp lời. Chỉ chốc lát sau, một vị tóc trắng xóa lão giả từ bên trong đi ra, nhìn về phía mọi người khom người cúi đầu, lạnh nhạt nói các vị tông chủ, chờ trực, không biết có gì muốn làm. Vị trưởng lão này lễ độ, chúng ta muốn cầu kiến hai vị chí tôn đại nhân, chẳng biết có được không? Thực sự xin lỗi, hai vị chí tôn sớm đã dạo chơi bên ngoài, chúng ta cũng không biết hạ lạc, mong rằng chư vị rộng lòng tha thứ. Ôn Đào khom người cúi đầu, thế nhưng là nói còn chưa dứt lời, đã là bị lão giả kia một câu nghẹn trở về, nhất thời trì trệ, sắc mặt hơi hơi chìm xuống. Viêm Ma suy nghĩ một hồi, hỏi tiếp cái kia không biết hai vị chí tôn khi nào trở về. Này chúng ta không rõ ràng, hai vị chí tôn tính khí, từ trước đến nay không thể phỏng đoán. Các vị tông chủ đều là tại ta Song Long Viện học bổ túc, cần phải minh bạch điểm này đi. Biết, cái kia, quấy dày. Minh bạch hàn ý trong lời nói, Ôn Đào lắc lắc đầu, than nhẹ một tiếng, không cần phải nhiều lời nữa, cùng còn lại mấy người liếc nhau, liền lại cúi đầu thân thể, ngược lại rời đi. Chỉ là tại bọn họ rời đi nháy mắt, hai đạo quen thuộc bóng người, lại là nhất thời theo bên trong phòng đi tới, một đen một trắng, chính là cái kia Song Long Chí Tôn. Xa nhìn bọn họ biến mất bóng lưng rất lâu, Hắc Nhiệm Chí Tôn trầm ngâm nửa ngày, lắc lắc đầu, thở dài, dù sao đều là Tây Châu đệ tử a, sự kiện này chúng ta có thể mặc kệ sao? Nếu là người khác, chúng ta tự nhiên không thể đổ cho người khác, nhưng là Lạc Vân Hải. Dã tâm thực sự quá lớn, những năm gần đây mở rộng, rõ ràng là vị vô cùng trèo lên đỉnh, hướng về phía chúng ta Song Long Viện tới. Mà lại cái này lung lạc nhân tâm thủ đoạn, cũng thực lợi hại. Phải biết, Ôn Đào bọn họ đều là theo chúng ta Song Long Viện ra ngoài đệ tử, bây giờ lại toàn hướng về kia Lạc gia. Công lực cỡ này, thật sự là đến Trác Phàm chân truyền, còn nhớ rõ năm đó Trác Phàm giả chết về sau, bọn họ vẫn như cũ dốc hết sức đem Lạc gia lên sự tình sao. Mí mắt hơi hơi lắc một cái, Hắc Nhiệm Chí Tôn đạm mạc gật đầu, đương nhiên, mà lại vừa mới tiếp vào tin tức, liền luôn luôn cùng Lạc Minh không hợp nhau Tần Minh, lần này tiệc mừng thọ cũng bị lôi kéo. Cái này Lạc Vân Hải, tâm thái cao. Đúng vậy a, có như thế cái dã tâm ra tại Tây Châu, thủy chung là Tây Châu bất an, hiện tại mượn nhân thủ trừ, cũng rất tốt. Nhẹ nhàng vuốt vuốt râu dài, Bạch Mi Chí Tôn quay người rời đi, Hắc Nhiệm Chí Tôn bất đắc dĩ lắc đầu, than nhẹ một tiếng, cũng theo sau. Cùng lúc đó, Đông Châu Thượng Quan ra cửa, Thượng Quan Khinh Yên đem Vũ Thanh Thu đưa đem đi ra, trên mặt tất cả đều là áy náy, Vũ Sư Huynh, xin lỗi, nhà ta ba vị cung phụng quá ngoan cố. Chỗ nào, ba vị tiền bối nhất định có ba vị tiền bối cân nhắc, cáo từ. Miễn cưỡng gạt ra một cái nụ cười, Vũ Thanh Thu khom người cúi đầu. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Thượng Quan Khinh Yên cũng hơi hơi hoàn lễ, lộ ra một tia ngượng nghịu. Chờ Vũ Thanh Thu bóng người rời đi thời khắc, Thượng Quan Khinh Yên mới lại trở về hồi phủ, đi vào ba vị cung phụng trước của phòng, khom người cúi đầu, khó hiểu nói, ba vị cung phụng minh giám, vừa mới có Vũ Sư Huynh tại chỗ, Yên Nhi không tốt thẳng hỏi. Chỉ là Lạc gia tại Tây Châu nổi danh nhân nghĩa môn phong, cùng chúng ta Thượng Quan gia hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, lần này gặp phải đại nạn, vì sao chúng ta không thể ra này viện thủ, giúp đỡ một thanh, cũng tốt rút ngắn hai châu quan hệ, chẳng phải quá tốt đẹp. Yên Nhi, người trưởng quản gia tộc nhiều năm như vậy, không có việc lớn gì phát sinh, xử lý đến độ là chút lông gà vỏ tỏi việc nhỏ, nhìn sự tình không khỏi quá đơn giản. Đan Thanh sinh xuất từ Tây Châu Song Long Viện, lúc này hắn muốn về Tây Châu nháo sự, Song Long Viện vì sao mặc kệ. Muốn để cái kia Vũ Thanh Thu, cầu đến ta Đông Châu Thượng Quan gia. Có lẽ, Song Long Viện cũng khó có thể ứng phó đâu. Lại không phải Trung Châu xâm phạm biên giới. Chỉ là một cái đan thanh sinh, có cái gì không dễ ứng phó. Coi như thật gặp phải việc khó, cũng nên từ Song Long Viện ra mặt, mời ta Thượng Quan ra hiệp trợ, lại liên quan hắn Thái Thanh Tông chuyện gì. Cái này, mi mắt lắc một cái, Thượng Quan Khinh Yên mặt mũi tràn đầy do dự. Bất đắc dĩ thở dài một tiếng, trong phòng truyền đến vị kia cung phụng nghiêm túc tiếng nói, Yên Nhi, nhân tâm khó lường, chúng ta không đi ác ý ước đoán người khác, nhưng cũng nên lớn lên cái tâm nhãn. Song Long Viện dù sao cũng là Tây Châu đứng đầu, đây cũng là Tây Châu sự tình, không có Song Long Viện cho phép, chúng ta tùy tiện nhúng tay, không khỏi có đi quá giới hạn chi ngại, xấu hai châu giao tình. Mà lại, vừa mới cái kia Vũ Thanh Thu đi vào bản tộc,
đã có ý tứ này, Tây Châu lần này nước quá sâu, chúng ta không nên trộn lẫn. Cung Phụng, người nói là Song Long Viện ngầm đồng ý. Song Đồng nhịn không được ngưng tụ, Thượng Quan Khinh Yên trên mặt biến ảo không ngừng, nhưng là cái kia trong cửa phòng, cũng đã không nói thêm gì nữa. Sau một tháng, đi viện binh mọi người, đều là trở lại Lạc Minh chỗ, liếc nhìn nhau, đều là cười khổ lắc đầu, nhún nhún vai, không thể làm gì. Viêm Ma Tại nhìn thấy Lạc Vân Hải về sau, chỉ là lộ ra một cái xin lỗi nụ cười, Lạc lão đệ, hai vị chí tôn đúng lúc dạo chơi, cho nên. Cái gì dạo chơi, ta xem bọn hắn căn bản chính là tránh mà không thấy. Hung hăng vẫy vẫy tay áo, Ôn Đào không khỏi thở dài một tiếng, ai, muốn không phải trải qua chuyện này, ta cũng không biết nhân tính dạng này, thế mà liền hai vị chí tôn đều khó mà may mắn thoát khỏi. Nghe được lời này, Lạc Vân Hải cùng Gia Cát Trường Phong bọn họ sớm có chuẩn bị tâm lý, liền gật gật đầu, không nói một lời. Ta chỗ này cũng giống vậy, Thượng Quan gia ba vị cung phụng luyện công ra điểm chuyện rắc rối, từ chối nhã nhặn. Ngay sau đó, Vũ Thanh Thu cũng là báo cáo. Thế nhưng là lý do này, lại là để mọi người không biết nên khóc hay cười. Luyện công xảy ra sự cố, tốt xấu bọn họ cũng là sống mấy ngàn năm lão quái vật, trả lại nguyên đỉnh phong đều ngốc hơn 1000 năm. Cũng không phải là đột phá, có thể ra cái gì chuyện rắc rối. Bất quá cười qua người, mọi người lại trở nên đắng chát lên. Hiện tại song phương cao thủ, không có người nguyện ý xuất thủ tương trợ, vậy hắn Lạc Minh bên trong, lại có ai có thể ngăn cản được Đan Thanh Sinh cái này tuyệt thế cường giả đâu. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người mi mắt lần nữa ngưng tụ thành một cái vấn đề. Thế nhưng là bọn họ tuyệt đối nghĩ không ra là, Đan Thanh Sinh cái này vô cùng lớn phiền toái. Đã sớm bị người bên trong đồ ngăn lại đi, mà lại người này, giờ này khắc này, liền tại bọn hắn cách đó không xa tối tăm trong góc, yên tĩnh quan sát lấy bọn hắn nhất cử nhất động, trên mặt xẹt qua đã lâu ấm áp nụ cười. Cha! Mọi người mi mắt đang lo đến tan không ra, một tiếng thanh thúy hô quát, đã là đột nhiên vang vọng tại tất cả mọi người bên tai. Ngay sau đó, Lạc Tư Phàm ba người cùng cả người là Thương Tổn Lệ Kinh Thiên bọn họ, chợt xuất hiện tại tất cả mọi người trước mắt. Ra mặt bất giác lắc một cái, Lạc Vân Hải cả kinh nói, nhớ Trần Tục. Các ngươi mấy cái này tiểu quỷ, mấy ngày nay lại chạy đi nơi đâu? Ngươi có biết hay không, mẹ ngươi đem các ngươi dễ tìm. Cha, chúng ta đều không là tiểu hài tử, mấy ngày nay đương nhiên là đi làm đại sự đi. Đại sự, mi mắt lắc một cái, Lạc Vân Hải nghe được rất là kỳ lạ, sau đó nhìn về phía sau lưng Lệ Kinh Thiên bọn họ, lộ ra hỏi thăm ánh mắt. Mấy cái này tiểu quỷ. Mấy ngày nay làm sao? Thế nhưng là thu vào hắn tầm mắt, lại là Lệ Kinh Thiên bọn họ đồng dạng mê mang ánh mắt, nhún nhún vai đầu, lắc lắc đầu. Không rõ nội tình, Lạc Vân Hải lại nhìn về phía ba cái kia tiểu quỷ, Lạc Tư Phàm lại là cười đắc ý, lớn tiếng nói, phụ thân, ngươi không cần lại vì Đan Thanh Sinh sự tình phiền lòng, lão gia hỏa kia đã bị chúng ta đuổi đi, hiện tại chỉ sợ đã là hồi Trung Châu đi. Bất giác sợ hãi cả kinh. Mọi người tại đây cùng nhau quá sợ hãi, bất khả tư nghị nhìn lấy mấy cái này tiểu đông tây, tràn đầy khó có thể tin khuôn mặt. Chỉ bằng mấy cái này lông còn chưa mọc đủ tiểu gia hỏa, có thể đem cái kia Trảm Long Kiếm Vương bước đi, cái này sao có thể? Lạc Vân Hải cũng là thật không thể tin, ngẩng đầu nhìn về phía Lệ Kinh Thiên bọn họ, Lệ lão, các ngươi muốn đi ngăn cản Đan Thanh Sinh, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Các ngươi không có sao chứ? Đa tạ gia chủ quan tâm, thực sự kiện này. Đầu tiên là cúi người hành lễ, tiếp lấy Lệ Kinh Thiên bọn họ lẫn nhau nhìn một chút, lại là lập lòe địa gãi gãi gương mặt thực. Chúng ta cũng không rõ ràng lắm. Các ngươi cũng không rõ ràng. Làm sao có thể? Khởi bẩm gia chủ, lúc đó chúng ta đều trọng thương trên mặt đất té xỉu, đợi chúng ta sau khi tỉnh lại, liền thấy nhớ Trần Tục bọn họ đem chúng ta đưa đến một gian nhà trúc bên trong liệu thương. Bọn họ nói đã đem Đan Thanh Sinh khuyên đi, chúng ta cũng không biết thực hư. Chỉ là trở về một đường lên, cũng không phát hiện người lão quái kia vật tung tích, mà lại mỗi cái cửa khẩu, cũng không có nói nhìn đến hắn bóng người. Lệ Kinh Thiên một bên kể rõ, nhưng trong lòng mình vẫn là mơ hồ, nói xong lời cuối cùng, cũng có chút không xác định ý tứ, so sánh mê mang. Lão gia hỏa này đến tột cùng đi hay không a? Lạc Vân Hải lại là nghe được có chút đầu mối, lần nữa cúi đầu thật sâu nhìn Lạc Tư Phàm liếc một chút, kỳ dị nói, khuyên đi. Các ngươi khuyên như thế nào đi? Chúng ta. Hai con người trái chuyển phải chuyển đi loanh quanh, Lạc Tư Phàm hì hì cười một tiếng, ấn chắc Phàm dậy,
biên đoạn cảm thiên động địa cố sự, tình cảm giạt rào mặt đất thuật đi ra. Long Kiếm Sơn cùng Tạ Niệm Dương cũng là ở một bên phối hợp, đem lúc đó tràng cảnh phủ lên địa muốn nhiều hung hiểm, có nhiều hung hiểm, muốn nhiều bi tráng, có nhiều bi tráng. Lĩnh công thời điểm, bọn họ thế nhưng là không có nghiêm túc, đem trên đời có thể nghĩ đến tất cả khó khăn đều nhất nhất nói khắp, còn kém phía dưới 18 tầng địa ngục. Cứ như vậy, cái kia Trảm Long Kiếm Vương rốt cục bị chúng ta thành tâm cảm động, trở về. Sau cùng, Long Kiếm Sơn mang theo vài tiếng khóc nói, chùi chùi cái mũi, rất là bi tráng, nhưng là trong mắt chỗ sâu lại là hiện ra từng tia vẻ đắc ý, minh chủ, ngài là không biết ha, lúc đó nhớ Trần Tục muội muội nguy hiểm cỡ nào, may mắn ta đứng ra. Đánh rắm, rõ ràng ta đứng ra. Nói bậy, là ta. Ta. Thế nhưng là, tại Lạc Tư Phàm gặp nạn đoạn này phía trên, Long Kiếm Sơn vừa muốn khoe thành tích, Tạ Niệm Dương lại là nhất thời nhảy ra. Anh hùng cứu Mỹ cái này cầu gãy, tuyệt không thể để hắn liều lĩnh đi. Nếu không mà nói, Lạc Minh Chủ vừa nghĩ tới chính mình nữ nhi thiếu người ta lớn như vậy cái ân tình, còn không lúc này làm chủ, để nhớ Trần Tục lấy thân báo đáp a. Cho nên, hai cái tiểu hòa tử đều là người hiểu chuyện, hắn công lao có thể không muốn, nhưng công lao này nhất định muốn tranh giành. Nhưng là đơn thuần Lạc Tư Phàm ở một bên, lại là nhìn đến một trận ngốc trệ. Đều là giả, có gì có thể tranh giành. Thế nhưng là nàng làm sao biết, bọn họ tranh giành không phải công lao, mà chính là nhạc phụ tương lai đại nhân không công bằng. Có điều rất rõ ràng, Lạc Vân Hải đối bọn hắn cái này anh hùng sự tích không có chút nào cảm mạo, ngược lại hét lớn một tiếng, cả giận nói tốt, đều đừng nói. Ba cái thằng nhãi con, ai bảo các ngươi đi nguy hiểm như vậy địa phương đi. Người tới, trượng trách 50, không cho phép dùng nguyên lực hộ thể, cho ta trở về phòng cấm túc một tháng. Cái gì để cho các ngươi nhớ lâu một chút. Hận hận theo mũi trong khu vực quản lý phun ra hai ống khí thô, Lạc Vân Hải vung tay lên, lập tức liền có hộ vệ đem ba người mang xuống. Chỉ có thể cười ba người đến tận đây đều không hiểu, không phải nói lĩnh công à, làm sao bị phạt. Chỉ có ẩn núp trong bóng tối Trác Phàm, ngửa mặt lên trời yên lặng cười cười, sau đó vỗ bên cạnh Mộ Dung Tuyết cánh tay, liền lặng yên không một tiếng động lui ra ngoài. Từ đầu đến cuối, đều không một người phát hiện. Mà Vũ Thanh Thu cùng Lạc Vân Hải bọn họ, tuy nhiên không hiểu đến tột cùng chuyện gì xảy ra, nhưng nghĩ đến Đan Thanh Sinh đã là từ bỏ hành thích kế hoạch, trong lòng cuối cùng yên ổn một chút, sự kiện này cuối cùng lắng lại. Vù vù. Lạc Minh bên ngoài rừng cây nhỏ ở giữa, hai bóng người chợt lóe lên, Trác Phàm mang theo Mộ Dung Tuyết đi vào chỗ hẻo lánh, mới nhịn không được cười to lên, đám này tiểu quỷ, lần này ăn quả đắng a, loại này công cũng tốt liều lĩnh. Ta muốn là biển mây, cũng phải cho bọn họ mấy cái bàn tay, phụ mẫu đối con cái chi ái, há tử bọn họ tùy tiện mạo hiểm. Ha ha ha, không hổ là Lạc Minh đệ nhất quản gia, người đối địa hình này còn thật giải, tới lui tự nhiên, còn không người phát hiện một tia dấu vết để lại. Thật sâu liếc hắn một cái, Mộ Dung Tuyết vừa nhìn về phía sau lưng kết giới, khen. Cái kia đúng vậy à, nơi này kết giới trận thức đại thể là ta lúc đầu lúc rời đi bố. Mặc dù có gia tăng, cũng là tại ta vốn có trận thức trên cơ sở, ta đối với nơi này không nên quá giải a, ha ha ha. Vậy ngươi muốn dẫn ta nhìn chính ma là? Chính là cái này. Hơi hơi nhún nhún vai, Trác Phàm cười nhạt một tiếng, Song Long Viện là toàn bộ Tây Châu chính phái đại biểu, luôn luôn bị tất cả mọi người tin phục. Đông Châu Thượng Quan gia, cũng là nổi danh nhân nghĩa chi phong, nhưng lần này Lạc gia gặp nạn, mà lại Lạc gia danh tiếng cũng không tệ. Cầu trợ ở hai chỗ này, ấn Mộ Dung cô nương thuyết pháp, chính là rút đao tương trợ, hiệp cốt nhu ruột thời điểm đến, nhưng là hai nhà lại đều bỏ mặc, vì cái gì? Mi mắt hơi nhíu nhăn, Mộ Dung Tuyết giữ im lặng. Nhếch miệng lên, Trác Phàm tự nhiên nói, rất đơn giản, xuất lực không có kết quả tốt. Lạc gia thế lớn, đã sớm bị Song Long Viện bất dung. Lần này gặp nạn, chính là trợ giúp thời cơ tốt, làm sao có thể tùy tiện giải cứu. Thượng quan gia mặc dù cũng là chính đạo danh môn, nhưng không có đi qua Tây Châu lão đại cho phép, liền tùy tiện nhúng tay Tây Châu sự tình, coi như cứu Lạc gia lại như thế nào. Bởi vậy đắc tội Song Long Viện, cũng là vạn phần không khôn ngoan. Như vậy Mộ Dung cô nương, người nói đây là chính là ma. Tư tâm bao che, tâm ma quấy phá. Trầm ngâm một chút, Mộ Dung Tuyết bất đắc dĩ thở dài. Mỉm cười lắc lắc đầu, Trác Phàm từ chối cho ý kiến, không phải vậy. Song Long Viện làm như thế, cũng có nỗi khổ tâm.
Dù sao Song Long Viện tại Tây Châu cắm rễ lâu ngày, đã hình thành hắn vốn có hệ thống, một khi biến động, toàn bộ Tây Châu đều sẽ có đại biến. Huống hồ biết người biết mặt không biết lòng, đối với biển mây cái này trăm năm mở rộng, với tư cách lão đại, ai có thể không kiêng kỵ. Liền xem như dã thú, có ngoại vật lén xông vào lãnh địa mình, đều sẽ cực lực thanh toán, huống chi là người đâu. Vì sao, nguy hiểm, Song Long Viện cũng muốn là người mình tính toán, có lúc thất bại thì đại biểu mất mạng. Mặt khác đối với Đông Châu Thượng Quan gia, bọn họ cũng là vì chính mình dự định, đắc tội Song Long Viện, chẳng khác nào mất đi một cái cường lực đồng minh, trước bảo vệ nhà, lại sự công bằng, có gì không thể. Nếu là ngay cả mình đều thất thế, nói thế nào chính nghĩa đâu. Nhìn từ điểm này, bọn họ lại là chính, vẫn là ma. Sắc mặt bất giác có chút giật mình lo lắng, Mộ Dung Tuyết chính mình cũng có chút mơ hồ. Trác Phàm gặp này, bất giác cười lớn một tiếng, nghênh ngang rời đi, tiếp tục xem tiếp a, năm châu ân oán lập tức muốn lại nổi lên, ta sẽ nhường ngươi tránh thức nhìn đến, tạo thành trong miệng ngươi sở thuyết sinh linh đổ thán, đến tột cùng là cái gì? Thật sâu liếc hắn một cái, Mộ Dung Tuyết trầm ngâm một chút, tiếp tục đuổi theo. Một phương diện khác, u ám trong đại sảnh, theo từng tiếng gấp rút tiếng bước chân lên, Vũ Văn Dũng một mặt ngưng trọng đi tới nơi này, khom người cúi đầu, thừa tướng đại nhân, Trảm Long Kiếm Vương không công mà lui, nghe nói là bị người ngăn lại, không có có năng lực như thế lại làm việc này, Tây Châu Lạc Vân Hải không việc gì. Há, là cái kia hai cái lão gia hỏa xuất thủ. Trong bóng tối, vang lên Bách Lý Kinh Vĩ tiếng kêu kinh ngạc. Chậm rãi lắc đầu, Vũ Văn Dũng sắc mặt nặng nề, không phải. Cái kia là người phương nào? Không biết, Kiếm Vương đại nhân hắn cũng không đề cập tới, chỉ nói hắn không năng lực này. Dạng này a, Trảm Long Kiếm Vương luôn luôn nói là làm, đã hắn nói như vậy, vậy liền thật sự là vượt qua hắn năng lực phạm trù. Nhẹ nhàng gật gật đầu, Bách Lý Kinh Vĩ suy nghĩ một chút, lần nữa nói, bất quá tuy nhiên thất bại, nhưng cũng không ngại, các châu đối lần này tình thế phản ứng đâu. Lạnh lùng, khẽ gật đầu, Vũ Văn Dũng cung kính lên tiếng, bọn họ đều nói chuyện giang hồ, không ai làm dự, cho dù là Song Long Viện đều không xuất thủ. Thái Thanh Tông Vũ Thanh Thu từng thay Lạc gia hướng thượng quan gia xin giúp đỡ, thế nhưng là cũng thất bại. Đạm mạc gật đầu, Bách Lý Kinh Vĩ lộ ra tùy tiện nụ cười, vậy là tốt rồi, chí ít hiệu quả vẫn là có. Vũ Văn đại nhân, có hứng thú hay không lại hồi chuyến không trung a? Truyền mệnh lệnh của ta, mệnh quả thân vương Bách Lý Vân rõ ràng vì Trung Châu đặc sứ, binh bộ thị lang Vũ Văn Dũng đi cùng, cộng đồng đi xứ Tây Châu, thương thảo Nam Châu cùng một chỗ tiêu diệt Thiên Ma Điện một chuyện. Mặt khác ba châu, theo lễ bộ, hộ bộ, công bộ các chọn một tên nhị phẩm đại nguyên đi sứ, vụ muốn thuyết phục bốn châu thủ lĩnh, thúc đẩy việc này, không được sai sót. Thừa tướng đại nhân, ngài đây là, không khỏi sững sờ, Vũ Văn Dũng mặt mũi tràn đầy không hiểu. Khóe miệng xẹt qua thần bí mỉm cười, Bách Lý Kinh Vĩ nhẹ nhàng vẫy tay, ta dị nói, Vũ Văn đại nhân, ngươi còn có mặt khác nhiệm vụ phải hoàn thành, nghe kỹ. Tại mờ nhạt dưới ánh nến. Bách Lý Kinh Vĩ một trận tất tất dẫn dẫn, Vũ Văn Dũng cũng là liên tục không ngừng gật đầu. Sau cùng, Bách Lý Kinh Vĩ phất phất tay, đem hắn đánh ra, trong mắt tinh mang lóe lên, lạnh lùng nói, nghe rõ ràng à, cái này việc phải làm thỏa đáng, bản tướng chẳng những để ngươi cầm lại không chung, còn hứa ngươi làm Tây Châu Vương, vĩnh trấn ta Kiếm Tinh đế quốc. Đa tạ thừa tướng đại nhân vun trồng, vi thần bình tĩnh không có nhục sứ mệnh. Hung hăng liền ôm quyền. Vũ Văn Dũng bình tĩnh lên tiếng, trong mắt đều là khó có thể che giấu vẻ hưng phấn. Bách Lý Kinh Vĩ chính lệnh vừa ra, lập tức có quan văn khởi thảo văn thư, hướng bốn châu cao tầng phát hàm, thỉnh cầu đi sứ quyền. Bởi vì cái này trăm năm qua, Kiếm Tinh đế quốc khôi phục nguyên khí, đối bốn châu chính sách lấy vững vàng làm chủ, ngược lại là bình an vô sự. Tuy nói bốn châu đối Kiếm Tinh vẫn có cảnh giới, nhưng trên đại thể ra mặt vẫn là bảo trụ, không có xé rách. Có lúc Nam Châu ở giữa thậm chí còn có một số hợp tác thủ tục. Lúc này, Bách Lý Kinh Vĩ phái đặc sứ đi thăm bốn châu, cũng coi như lấy lòng chi ý. Bốn châu như không nể mặt mũi, cái này lại náo lên mâu thuẫn, thì không thích hợp, chỉ sợ sẽ có phiền phức. Lại nói, chỉ là một cái đặc sứ đến kết giao một chút, có thể có vấn đề gì. Mà lại, Thiên Ma Điện cái này thần bí thế lực, hiện tại mặc dù cùng bọn hắn bình an vô sự, nhưng về sau đâu? Có lẽ tương lai thật có một ngày, Nam Châu muốn cộng đồng hành động, diệt trừ cái này một tổ chức ngầm.
hiện tại trước câu thông một chút ý kiến, cũng là một chuyện tốt. Kết quả là, tại nhiều lần suy nghĩ về sau, bốn châu cao tầng đều nhất trí đồng ý, cho phép kiếm tinh đặc sứ tới. Cứ như vậy, Vũ Văn Dũng nương theo lấy quả thân Vương Bách Lý Vân rõ ràng, mang theo phong cách đội danh dự, một đường hướng Tây Châu tiến lên. Chỉ bất quá cùng hắn ba châu đặc sứ khác biệt, bọn họ đi song Long Viện trước, tất yếu đi trước một chỗ, Thiên Vũ Đế Quốc. Cái gì, kiếm tinh đặc sứ đoàn trên đường đi qua chúng ta nơi này, để cho chúng ta nghênh đón. Sau 3 tháng, không trung hoàng thành trong thư phòng, đã là người qua hoàng đế trung niên Vũ Văn Thông, không giống như trước kia như vậy mập giả tạo, ngược lại là gầy gò rất nhiều, biến đến thông minh tháo vát, khóe miệng có nhếch lên rìa mép, trong mắt tinh mang nhấp nháy, chăm chú nhìn phía trước trên ghế ngồi Lạc Vân Hải, kinh ngạc lên tiếng, Lạc Minh Chủ, người không có lầm chứ, từ Trung Châu cùng Tây Châu biên cảnh đến song Long Viện, làm sao cũng không kinh này qua chúng ta không trung a, người không biết hồ đồ a. Mi mắt hơi hơi lắc một cái, Lạc Vân Hải không khỏi thở dài một tiếng, làm sao lại lầm. Song Long Viện đặc biệt thông báo, nghe nói bên trong một vị đặc sứ là không trung nhân sĩ, lần này là vinh quy quê cũ, cố ý đến xem, chúng ta Lạc Minh cũng phải làm an bài xong. Không trung nhân sĩ, ai vậy? Mi mắt ngăn không được lắc một cái, Vũ Văn Thông tới lùi bước đi thong thả dạo bước, tỉ mỉ suy nghĩ, cái gì vinh quy quê cũ, rõ ràng là hồi tới trang bức. Hừ. Chấm thế nhưng là không trung hoàng đế, chẳng cần biết hắn là ai, trước kia đều là chấm con dân. Nhưng bây giờ hắn lấy kiếm ngôi sao đặc sứ thân phận trở về, chấm chẳng phải là còn muốn đối với hắn tất cung tất kính. Cái này, quá mất mặt nhi đi. Nhẹ nhàng liếc nhìn hắn một cái, Lạc Vân Hải không khỏi bật cười ra tiếng, bệ hạ, có gì có thể mất mặt, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Ngươi trước kia là hoàng tử thời điểm, ta gặp được ngươi, không phải cũng tất cung tất kính a? Là như thế cái ý. Bất giác bật cười một tiếng, Vũ Văn Thông đạm mạc gật đầu, lại nói Lạc Minh Chủ, năm đó ngươi thật là đủ ý tứ. Vốn là ta cho là ta cái này hoàng quyền, bị Trác Phàm tiểu tử kia cưỡng đoạt về sau, cả một đời cũng chỉ có thể làm một người khôi lỗ. Không nghĩ tới ngươi Lạc Minh lớn mạnh về sau, còn thật đem đế quốc quyền quản lý lại trả lại chấm. Phần ân tình này, chấm thế nhưng là một mực mang ơn a. Thản nhiên cười. Lạc Vân Hải từ chối cho ý kiến, bệ hạ nói quá lời, lúc trước chúng ta Lạc gia cũng nhờ có bệ hạ nhiều quan tâm. Người biết rõ ta đây chẳng qua là đầu tư, ấn Trác Phàm chỗ nói, cũng là lòng mang ý đồ xấu. Người đối với ta thế nhưng là không có bất kỳ cái gì ý đồ, thành tâm thành ý, này làm sao có thể đánh đồng a? Mặc kệ như thế nào, phần ân tình này, luôn luôn sự thật, ta Lạc gia lại làm sao có thể một mực bá chiếm ân nhân chi vật đâu. Khuôn mặt hơi hơi lập lòe, Vũ Văn Thông không sai cười cười, gật gật đầu tốt, Lạc Minh Chủ, không, Vân Hải lão đệ. Người kính ta một thước, ta tất kính ngươi một trượng. Lần này mặc kệ vật kia là ai trở về đắc chí, ta nể mặt ngươi, nhất định khiến hắn vinh quy quê cũ, nở mày nở mặt, không cho ngươi gây chuyện. Gây chuyện? Đúng vậy a, Lạc lão đệ, ngươi đừng nhìn ta chỉ là một tiểu quốc quân chủ, nhưng Tây Châu sự tình vẫn là nghe kể một ít. Biết ngươi bây giờ cùng song Long Viện không hợp nhau, nếu như bị bọn họ bắt đến một số bím tóc khó xử, thì không tốt, đúng hay không? Ca ca ta dù nói thế nào cũng là tranh qua hoàng vị người, ở vào nguy dưới tường, nên như thế nào xử sự, vẫn là biết. Mí mắt hơi hơi run run, Lạc Vân Hải lại định bình tĩnh liếc hắn một cái, đột nhiên lộ ra mỉm cười nụ cười. 3 ngày sau, Thiên Vũ Đế Quốc trong đế đô, đã là trang trí đến rực rỡ hẳn lên, màu cờ tung bay. Hoàng đế Vũ Văn Thông, Hoàng hậu Long Quỳ tự mình đứng ngoài cửa thành nghênh đón, cái này xem như không trung từ trước tới nay tối cao quy cách tiếp đãi, Hoàng đế thân nghênh. Bất quá vừa nghĩ tới đối phương là kiếm tinh đặc sứ, cái này cũng thì không có gì quan trọng. Mà bên cạnh bọn họ đứng đấy, là Lạc Minh trên dưới một các vị cấp cao, người đứng đầu hàng vị trí chính là Lạc Minh Minh chủ Lạc Vân Hải. Tất cả mọi người, đều đứng ở chỗ này chờ đợi, thẳng đến lúc xế trưa, ngày cao chiếu. Theo từng đạo ù ù xa giá tiếng vang lên, tại 100.000 tinh binh hộ vệ dưới, mấy chục chiếc linh thú xe lớn đã là chậm rãi xuất hiện tại bọn hắn trước mắt. Đây chính là đến Tây Châu đặc sứ A, xem ra Bách Lý Kinh Vĩ là người được Tây Châu khe hở, chuẩn bị theo Tây Châu đánh ra một cái khe. Thành tường bên trong một mảnh ám ảnh bên trong, Trác Phàm cảm thụ lấy nơi xa dần dần lái tới đội ngũ khổng lồ, khẽ mỉm cười nói. Tà dị địa liếc hắn một cái.
Mộ Dung Tuyết nghi nói, làm sao ngươi biết, đây là Bách Lý Kinh Vĩ lại muốn đối phó Tây Châu. Sự tình có kỳ quặc tất là yêu, có tin tức đến báo, hắn Ba Châu đặc sứ, cũng không có lớn như vậy nghi trượng, biết tại sao không? Chậm rãi lắc đầu, Mộ Dung Tuyết lặng yên không lên tiếng. Bởi vì hắn Ba Châu đặc sứ, chỉ là nhị phẩm quan viên, chỉ có cái này Tây Châu đặc sứ bên trong, có một vị thân vương đi thăm. Cho nên cái này Tây Châu, cùng hắn Ba Châu, khẳng định khác biệt. Khóe miệng hơi vểnh lên, Trác Phàm khoan thai lên tiếng, mà lại vị này thân vương, nghe nói vẫn là cái. Ha ha ha, người xem đi. Nói đến đây, Trác Phàm không nói, Mộ Dung Tuyết kỳ quái, lại nhìn kỹ đi, lại chính gặp cái kia một đám xa giá đã là đột ngột đến ngừng ở cửa thành trước mặt. Lạc Vân Hải đem người tiến lên một bước, liền ôm quyền, trung khí mười phần nói, Lạc Minh Minh chủ Lạc Vân Hải, đặc biệt tới đón tiếp Trung Châu đặc sứ đại nhân. Cô, không Trung Hoàng đế Vũ Văn Thông, đặc sứ đại nhân lễ độ. Ngay sau đó, Vũ Văn Thông cũng nắm Hoàng hậu tay, tiến về phía trước một bước, mỉm cười. Thế nhưng là, xe kia bên trong lại là chưa có tiếng đáp lại, mọi người lẫn nhau nhìn xem, cũng bất giác có chút kỳ quái. Làm sao, đặc sứ là người câm. Nhưng là rất nhanh, một đạo tà dị cười to lại là nhất thời vang vọng tại tất cả mọi người bên tai, ha ha ha. Tam đệ, đã lâu không gặp, người bây giờ là không Trung Hoàng đế a, ta đều nhanh quên. Thân thể nhịn không được cùng nhau chấn động, Vũ Văn Thông hung hăng trừng mắt về phía xe kia điều khiển, trong mắt ngăn không được co lại, khó có thể tin run run ra mặt. Tiếng nói này, ngươi là, ha ha ha, làm sao, hiền đệ liền làm huynh thanh âm đều nghe không hiểu. Một tiếng cọt kẹt, xe kia điều khiển cửa lớn mở ra, một cái trong mắt hiện ra như chim ưng tinh mang nam tử, đạp lên vững vàng tốc độ, chậm rãi đi xuống xe lớn. Thân thể ngăn không được lần nữa chấn động, Vũ Văn Thông giật mình đến sắc mặt đều trắng, run rẩy đầu ngón tay nói, ngươi là, nhị ca. Lời vừa nói ra, bọn người cũng là cùng nhau giật mình. Hoàng đế nhị ca, chẳng lẽ là cái kia mất tích nhị hoàng tử, Vũ Văn Dũng. Hắn làm sao trở về, lúc trước thế nhưng là lấy phản bội chạy trốn tội danh tại truy bắt hắn, nhưng bây giờ. Tam đệ, ngươi gầy. Khóe miệng xẹt qua tà dị đường cong. Vũ Văn Dũng trực tiếp đi vào Vũ Văn Thông bên người, vung lên bàn tay ba ba tại hắn trên gương mặt đập hai lần, quái cười ra tiếng, lúc trước để ngươi giảm béo, ngươi nói ngươi làm sao đều giảm không, uống nước lạnh đều dài hơn thịt, hiện tại làm sao gầy thành loại này bộ dáng a? Nha, ta minh bạch, ngụy trang, trước kia đoạt vị lúc, một mực tại ngụy trang, đem chính mình ngụy trang thành cái vô tội bàn tử, người vô hại và vật vô hại. Gạt ta, cũng lừa gạt đại ca. Hiện tại đã làm hoàng đế, thì không cần ngụy trang, đúng không? Ha ha ha! Ba ba ba! Lại gõ hắn gương mặt hai lần, thẳng đem hắn hai gò má gõ đến sưng đỏ, Vũ Văn Dũng không khỏi cười to lên, nhưng tiếng cười kia bên trong lại tràn ngập nồng đậm hận ý, nghiến răng nghiến lợi nói, lão tam nha lão tam, ngươi nói ngươi đừng có mệt hay không a? Coi như để ngươi làm hoàng đế thì phải làm thế nào đây, hiện tại còn không phải giống điều chó sù một dạng, cùng nằm ở trước mặt ta. Lớn mật, dám đối bệ hạ vô lễ. Trên mặt một trận tức giận, Long Quỳ lúc này hét lớn. Lạc Vân Hải mi mắt lắc một cái, cũng là lạnh lùng nói, đặc sứ đại nhân, ngài là đại biểu Trung Châu mà đến, xin ngài tự trọng. Dù nói thế nào, trước mặt ngươi là không Trung Hoàng đế, tốt nhất không nên quá phận. Ta quá phận lại như thế nào? Một cái Tây Châu Tam Lưu đế quốc quân chủ, chẳng lẽ còn có thể so ra mà vượt ta Kiếm Tinh Đường đường nhị phẩm đại nguyên? Binh bộ thị lang thân phận tôn quý sao? Liếc mắt liếc Lạc Vân Hải liếc một chút, Vũ Văn Dũng bất giác gần giọng cười một tiếng, Lạc Minh Chủ, ngươi là Tây Châu Tổng Nguyên soái, nửa cái Tây Châu đều là ngươi, tại hạ cái này đặc sứ đối với ngài khẳng định phải tất cung tất kính, không dám lỗ mãng. Nhưng là cái này Thiên Vũ Hoàng đế, tính là thứ gì? Coi như ta hiện tại đem hắn làm thịt, các ngươi Tây Châu song long chí tôn còn dám làm gì ta sao? Vừa dứt lời, Vũ Văn Dũng nhất thời giơ tay trưởng, trên lòng bàn tay cuồn cuộn nguyên lực bạo động. Lạc Vân Hải thấy một lần, bỗng dưng kinh hãi, vội vàng khẽ vươn tay, đem hắn tay nắm lấy, quát to, người muốn làm gì? Không có gì, duỗi người một cái mà thôi. Lạc Minh Chủ, không nên quá khẩn trương, ta dù nói thế nào cũng là Trung Châu đặc sứ, không biết vô duyên vô cớ nháo sự, hừ hừ hừ. Nói, Vũ Văn Dũng nhẹ nhàng địa giãn ra một hạ thân.
đúng là thật duỗi người một cái. Hắn cái kia tay, cũng chậm rãi tránh thoát Lạc Vân Hải trưởng khống, trong mắt đều là tà dị khiêu khích chi sắc. Hung hăng cắn răng, Lạc Vân Hải chăm chú nắm nắm quyền đầu, sắc mặt âm trầm. Vũ Văn Thông thì là thở sâu, sắc mặt tuy có không cam lòng, nhưng cắn răng một cái, vẫn là nhịn xuống. Khom người cúi đầu, khua tay nói, đặc sứ đại nhân, mời đi. Tốt, bệ hạ. Chết cắn hai chữ kia, Vũ Văn Dũng tà dị cười một tiếng, một chiêu hô đằng sau đội xe, lớn tiếng nói, vào thành, đều cho ta cẩn thận một chút, quả thân vương điện hạ ngay tại ngủ yên, chớ có đánh thức hắn, nếu không đưa đầu tới gặp. Là, hét lớn một tiếng, sau lưng quân đội đạp lên ầm ầm tiếng vang tốc độ, theo cái này mấy chục chiếc xe lớn, chậm rãi lái vào trong thành. Vũ Văn Thông bọn họ thì là đầy bụng ủy khuất cùng phẫn nộ, tức giận tới mức phát run, lại là bất đắc dĩ. Đây là kiếm tinh sứ giả, xem như Tây Châu khách nhân, với tư cách tiếp đãi người, lại có thể cùng khách nhân tức giận. Lấy trước kia Thiên Vũ cũng có tình huống như vậy, ngoại sứ hung hăng càn quấy, nội thần ủy khuất cầu toàn. Bất quá những thứ này ủy khuất, đều là thuộc hạ thụ, hoàng đế chưa từng gặp phải loại đãi ngộ này. Nhưng là hiện tại không giống nhau. Một cái chiếm lĩnh toàn bộ Trung Châu đại đế quốc sứ thần, đánh ngươi một cái Tây Châu vẫn là tam lưu đế quốc hoàng đế thể diện, không nên quá nhẹ nhõm a. Kiếm tinh đế quốc sứ thần đoàn, rất nhanh liền tất cả đều tiến đế đô, chỉ để lại Vũ Văn Thông bọn người trong gió rét, tức giận tới mức phát run thân thể. Một mực núp trong bóng tối quan sát đến đây hết thảy Trác Phàm, không khỏi khẽ gật đầu, không nghĩ tới là Vũ Văn Dũng trở về, thật sự là khó mà tin được, lúc trước cái kia hữu dũng vô mưu mãng phu. Hiện tại cũng là hội phái tính toán lẫn nhau thế hệ. Ha ha ha, thời gian, thật có thể cải biến rất nhiều a. Làm sứ thần, cho dù song Long Viện bất mãn, cũng nhiều lắm là đem bọn hắn đuổi ra cảnh, không thể đem bọn họ thế nào. Nếu không nhục nhã sứ thần, tương đương với hướng kiếm tinh khai chiến. Bốn châu chỉ sợ không có nhà kia có lá gan này, Lạc Minh cái này ủy khuất, chỉ có thể chính mình nuốt. Nếu chỉ là ủy khuất còn tốt, đại không tỉnh lại một chút. Lần nữa tới qua, nhưng là... Mi mắt hơi hơi lắc một cái, Trác Phàm thẳng rời đi, Mộ Dung cô nương, chúng ta đi nhìn chằm chằm dịch quán, cái kia Vũ Văn Dũng tới Thiên Vũ không phải chỉ là tùy tiện trả thù hoàng đế đơn giản như vậy. Nghe hắn lời nói, Mộ Dung Tuyết trầm ngâm một hồi, cũng là vội vàng đuổi theo. Trong lúc vô tình, nàng không ngờ là quen thuộc cùng sau lưng Trác Phàm, nhìn nhân gian bách thái cảm giác. Sau ba canh giờ, mặt trời lặn phía tây. Mông lung ánh trăng chậm rãi bò lên trên đầu cành, đế đô bên trong, phồn hoa trên đường phố đều răng đèn kết hoa, thay đổi một cái khác bộ xa hoa lãng phí cảnh tượng. Dịch quán bên trong, một cái tai to mặt lớn bàn tử, tại một gian hoa lệ trong gian phòng lúc la lúc lắc địa đi dạo, tản bộ, buồn bực ngán ngẩm. Kẹt kẹt. Đúng lúc này, cánh cửa nhẹ vang lên, Vũ Văn Dũng chậm rãi đi tiến gian phòng, nhìn đến cái kia mập mạp. Liền khom người cúi đầu, vi thần lễ bộ thị lang Vũ Văn Dũng, tham kiến quả thân vương. Ai nha, Vũ Văn đại nhân, ngươi có thể đến, cái này cả ngày tại xa giá bên trong, đều nhanh đem bản vương nín chết. Vội vã lôi kéo Vũ Văn Dũng tay áo ngồi tại bàn gỗ trước, cái kia mập mạp như hài tử chặn lại nói, ta thế nhưng là nghe ngươi lời nói, một mực thành thật ở trong xe bất động, liền bên ngoài những người kia mời ta đều không ra ngoài. Buổi tối hôm nay... Người có thể được an bài điểm việc vui cho bản vương không thể. Tuy nói thừa tướng đại nhân để ta hết thảy nghe ngươi, nhưng là ngươi cũng không thể hoàn toàn coi bản vương là tù phạm nhìn a. Khóe miệng hơi vểnh lên, Vũ Văn Dũng trong mắt lóe lên tà dị ánh sáng, yên tâm đi, thân vương điện hạ, ngài tâm tư ta hiểu, tối nay thì an bài cho ngươi. Thật, hắc hắc, vậy làm phiền Vũ Văn đại nhân, nhếch miệng cười một tiếng, quả thân vương lộ ra một bộ ngươi hiểu ta hiểu hắn đều hiểu nụ cười. Xoa xoa dài rộng ngón tay. Trong mắt tinh mang lóe lên, Vũ Văn Dũng cũng là lộ ra nụ cười quỷ dị, ngón tay búng một cái, liền từ trong giới chỉ xuất ra một bộ bình dân quần áo đến, đưa tới thân vương điện hạ, thân phận ngài tôn quý, tùy tiện hành động, quá chói mắt. Thay đổi cái này, lại đi ra chơi a, ta để hai người yểm hộ ngài ra ngoài, khác bị người phát hiện, có hại đế quốc thể diện. Ta hiểu, trăm dặm thừa tướng lớn nhất nhìn chúng điểm này. Ta sẽ không cho hắn bôi nhọ. Si ngốc cười một tiếng, cái kia quả thân vương không nói hai lời, liền đem quần áo hoàn chỉnh đổi, sau đó liền không kịp chờ đợi vỗ vỗ hắn vai bên cạnh, đi ra ngoài, Vũ Văn đại nhân, ngươi thật là thức thời, các loại bản vương trở về,
nhất định cho ngươi tại thừa tướng trước mặt thật tốt nói ngọt một phen, hắc hắc hắc. Lời nói xong, cái kia quả thân vương nhất thời đi ra ngoài rời đi, ngoài cửa thì sớm đã có hai người xin đợi đã lâu, che chở đi. Nhìn lấy bọn hắn đi xa bóng người, Vũ Văn Dũng khóe miệng xẹt qua một đạo thần bí đường cong cho ta nói ngọt. Ha ha, ngươi suy nghĩ nhiều. Gõ gõ. Vũ Văn đại nhân, không trung hoàng đế mời ngài cùng quả thân vương tiến đến dự tiệc. Lúc này, ngoài cửa một gã hộ vệ gõ gõ cửa, khom người nói. Mỉm cười, Vũ Văn Dũng từ chối cho ý kiến tốt, biết, bất quá thân vương điện hạ thân thể có việc gì, thì không đi, một mình ta đi thôi. Vâng, khẽ khom người, người kia rời đi. Vũ Văn Dũng chỉnh một chút quần áo, cũng theo xuất phát. Chỉ là sau khi hắn rời đi, trong bóng tối một trận nhúc nhích, Trác Phàm hai người lại xuất hiện. Nhìn Trác Phàm liếc một chút, Mộ Dung Tuyết thì thào lên tiếng, đi hoàng cung. Không, đuổi theo cái kia ngu ngốc thân vương, hắn mới là quan trọng. Vừa mới nói xong, Trác Phàm chợt lách người, biến mất không thấy gì nữa, Mộ Dung Tuyết cũng là theo chân không thấy bóng người. Nửa canh giờ về sau, màu đen dưới bầu trời đêm, đèn hoa cao chiếu, trận làn gió thơm, thỉnh thoảng tại từng tiếng oanh ca yến ngữ dưới, rằng giặc phiêu đãng. Một cái tràn đầy hoàng oanh tiếng hót thanh âm nhỏ dưới lầu, một khối cao ba trượng bảng hiệu, là như vậy bắt mắt. Phiêu hương viện, gần từng chữ ngâm sướng lên tiếng, quả thân vương như nói mê lộ ra dâm đãng nụ cười, hắc hắc hắc. Nơi này mới là nhà ta a, thế tục thánh địa, pháo hoa nở rộ, các cô nương, ta đến. Giống to một tiếng, quả thân vương như cùng một đầu phát tình dã thú, bỗng nhiên nhào vào đi. Hai cái người hầu, liếc nhìn nhau, nhếch miệng cười một tiếng, cũng là đi theo vào. Rất nhanh, quả thân vương liền tại một đám son phấn chen chúc dưới, tiến vào một cái phòng, nhấc duỗi tay ra, hai người kia lập tức minh bạch hẳn ý tứ, cung cung kính kính đưa lên một cái bình thuốc. Mở nắp bình ra, quả thân vương không chút nghĩ ngợi thì uống vào đi, hai mắt dần dần biến đến đỏ thẫm. Hét lớn một tiếng, ngửa mặt lên trời thét dài, tối nay bản vương muốn chiến trăm người, người nào ứng chiến, ha ha ha. Đụng, cửa phòng hung hăng khép lại, bên trong lập tức truyền tới oanh oanh yến yến tiếng kinh hô cùng trêu chọc âm thanh, còn có âm thanh tiếng giống giận tê minh. Ở bên ngoài trông coi cái kia hai tên hộ vệ, lẫn nhau nhìn xem, cũng là ngầm hiểu lẫn nhau địa cười rộ lên. Mình vị này thân vương đại nhân a, cái gì yêu thích đều không có, liền tốt khẩu này. Hắc hắc hắc. Cái này, chúng ta cũng muốn đi vào. Theo một cái trong bóng tối lóe ra thân hình, Mộ Dung Tuyết nhìn lấy cái kia đóng chặt cửa phòng, còn có cái kia ồn ào tiếng vang, liền biết bên trong đang làm gì, không khỏi hai gò má một đỏ, thì thào lên tiếng. Nhếch miệng cười một tiếng, Trác Phàm từ chối cho ý kiến, nguyên nhân chính là như thế, mới càng muốn đi vào. Không có lý do xem kịch nhìn đến một nửa, muốn cao chiều, lại từ bỏ đạo lý. Hạ lưu, hung hăng nguyết hắn một cái, Mộ Dung Tuyết mặt đỏ tới mang tai, giận dữ lên tiếng. Ta hạ lưu cái gì? Dù sao bên trong có cái gì, ta đều nhìn không thấy, chỉ là cảm giác một chút, nhiều lắm là nghe một chút tiếng vang thôi. Cái này cùng tại ngoại môn xem, có cái gì không giống nhau? Vậy ngươi còn đi vào làm gì? Ây, càng xác thực dò xét, ngươi biết, con mắt ta không tiện, thì càng muốn mảy may manh mối đều không buông tha, hắc hắc. Vừa mới nói xong, Trác Phàm trong nháy mắt hóa thành một đạo khinh yên, liền hướng cái kia cửa phòng bay đi, biến mất trong nháy mắt không thấy. Cái kia phòng môn lúc mở lúc đóng, tốc độ cực nhanh, hai người hộ vệ kia ở bên ngoài đúng là đều không kịp phản ứng. Tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt, Mộ Dung Tuyết chăm chú nắm lại tay đến, suy nghĩ một chút, cũng là hung hăng hướng chỗ đó xông lên. Răng rắc một chút, cửa phòng một cái hoảng hốt khép lại. Ngoài cửa hai hộ vệ cảm giác giống như có đồ vật gì đi qua, nhưng là lại cái gì cũng không thấy, chỉ có thể cho là mình ảo giác. Đi vào gian phòng, cùng Trác Phàm giấu ở bóng mờ bên trong, trong tai nghe lấy cái kia dâm thanh gọi bậy, Mộ Dung Tuyết đã là đỏ mặt thẳng phát run. Trác Phàm ra mặt dày, lại là không quan trọng bộ dáng, cứ như vậy yên tĩnh chờ đợi. Thế nhưng là một canh giờ trôi qua, hai canh giờ đi qua, lại là vẫn như cũ không có chuyện gì phát sinh. Chỉ có cái kia quả thân vương. Tựa hồ đã biến thành một đầu cuồng thú, nhe răng gọi bậy, triệt để điên lên. Làm cho cái kia oanh oanh yến yến, không ngừng thống khổ kêu rên. Hung hăng cắn răng, Mộ Dung Tuyết đầy đỏ mặt lên, chừng Trác Phàm liếc một chút,
thấp giọng mắng chửi nói, đều thời gian dài như vậy, người phát hiện cái gì không? Phát hiện. Hắn làm sao như thế bền bỉ a, nha nhất định uống thuốc. Bình tĩnh gật gật đầu, Trác Phàm nghiêm túc nói. Da mặt ngăn không được co lại, Mộ Dung Tuyết hận đến nghiến răng nghiến lợi, ta nói là Bách Lý Kinh Vi âm mưu, người đều đang chăm chú thứ gì? Ta cũng đang nhìn Bách Lý Kinh Vi âm mưu, đáng tiếc cái gì đều nhìn không thấy, thật sự là quá đáng tiếc, chỉ có thể nghe. Có chút tiếc nuối, Trác Phàm thở dài một hơi. Mộ Dung Tuyết cũng đã tức giận đến nhanh giận sôi lên, mắng to, dâm côn, chính ngươi xem đi, bản cô nương không phụng bồi, hừ. Vừa dứt lời, Mộ Dung Tuyết liền muốn rời khỏi. Thế nhưng là đúng lúc này, bịch một tiếng, từ bên ngoài cửa sổ ném vào một vật, nhìn qua là cái dạng người tử, chỉ bất quá giờ này khắc này, hắn lại là một mực bất động, hoặc là chết, hoặc là tối tăm. Đến, nhếch miệng lên, Trác Phàm trong lòng không sai, sâu xa nói, bình thường nam nhân tầm hoan tác nhạc, muốn là cái hào hứng, cho dù uống thuốc, cũng không có khả năng đem chính mình làm thành dã thú, mất đi ý thức, cái kia còn có cái gì tốt làm. Ta nhìn cái này quả thân vương hiện tại đã là gần như điên cuồng, rất hiển nhiên hắn trong dược bị người động tay chân, mới có thể khiến ý thức mơ hồ. Ta nói đây là Bách Lý Kinh Vĩ làm, Mộ Dung cô nương, có ý kiến gì không? Ta, không khỏi trì trệ, Mộ Dung Tuyết nhất thời có chút mê mang. Vẫn là người nghĩ đến cái gì? Ngay sau đó, Trác Phàm tiếp tục nói, nhưng là rất nhanh liền nhẹ nhàng gật gật đầu, điều cười ra tiếng, ai nha, người thật xấu xa. Ta tuy là ma, nhưng là người đứng đắn, xưa nay không song tu. Ngươi thế mà, ai, ta đều không nghĩ tới a. Ngươi, da mặt co lại, Mộ Dung Tuyết xấu hổ cúi thấp đầu, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Cái này đáng chết hỗn đản, đùa nghịch ta. Anh, thế nhưng là chợt, một tiếng ngâm khẽ nhất thời vang lên, bóng người kia chậm rãi động nhích người, phát ra thiếu nữ thanh âm. Mộ Dung Tuyết giật mình, nghe lấy quen tai, là cái đứa bé kia. Đúng vậy a, nhớ Trần Tục, thở dài một hơi, Trác Phàm cũng là nhịn không được thở dài. Mà cái kia phát cuồng quả thân vương, tựa hồ cũng nghe đến cái này âm thanh gãi tâm thiếu nữ thanh âm, bất giác nhất thời nhìn về phía nơi này. Hai mắt đỏ bừng, nhưng là trong mắt thần quang càng thêm chiếu sáng rạng rỡ, hét lớn một tiếng, liền bỗng nhiên hướng cái kia ngã xuống đất không dậy nổi thiếu nữ đánh tới. Lại tới hàng mới sắc, ha ha ha. Hiu. Nhất chỉ gảy nhẹ, đánh vào cái kia dâm côn trên thân, nhất thời để hắn thân thể trì trệ, cứng ngắc ở nơi đó, rốt cuộc không động đậy. Trác Phàm chậm rãi thu tay lại, im lặng không nói. Mộ Dung Tuyết liếc hắn một cái, vừa muốn đi ra, ta đi đem tiểu cô nương này mang đi, nàng có thể không nên xuất hiện ở loại địa phương này, xấu danh tiết. Ba. Thế nhưng là Trác Phàm một chảo nàng đầu vai, lại là ngừng lại nàng động tác. Trên mặt tràn đầy không hiểu. Mộ Dung Tuyết thật sâu liếc hắn một cái, không rõ ràng cho lắm. Đúng lúc này, Lạc Tư Phàm gõ gõ có chút choáng váng đầu, thăm thẳm tỉnh dậy. Mà cũng liền tại cái này cùng một thời gian, Trác Phàm bấm tay tiếp tục bắn ra, cái kia quả thân vương thân thể lắc một cái, đã là lần nữa có thể động. Nhìn đến trước mắt cái này long lanh rung động lòng người tiểu cô nương, nhất thời trong mắt sáng lên, sói chu một tiếng, thì hung hăng hướng nàng chỗ đó đánh tới. A, à, người người nào a? À? Rít lên một tiếng, Lạc Tư Phàm nhìn đến chính mình vừa mới thức tỉnh, thì có một cái toàn thân trần truồng, tràn đầy hung hãn khuôn mặt hung mãnh nam nhân hướng mình đánh tới, không khỏi nhất thời hoa dung thất sắc, song trưởng đều xuất hiện, đụng một tiếng, liền đem hắn đánh té xuống đất, một ngụm máu tươi ngăn không được phun ra. Nhưng là, đã thuốc sức lực phía trên, hoàn toàn điên quả thân vương, căn bản không để ý tới chính mình thụ thương, bò sắp nổi đến, nhìn lấy mỹ nữ kia chỗ, liền một cái hổ đói vồ mồi. Lại đầy mặt hưng phấn mà chạy tới, trong mắt đều là dâm uế ánh sáng. Thấy tình cảnh này, Lạc Tư Phàm đã dọa sợ, nhưng bản thân cầm giữ có thần chiếu đỉnh phong thực lực nàng, lần nữa vừa ra trường, liền lại đem cái kia ác lang đánh té xuống đất, khiến thổ huyết không thôi. Thế nhưng là, cái kia ác lang vẫn như cũ hung hãn không sợ chết, lần lượt bị đánh ngã, lần lượt lại quay người nhào tới, dường như hoàn toàn không quan tâm tính mạng mình giống như. Cứ như vậy. Ba mười mấy hiệp đi qua sau, quả thân vương đã toàn thân bầm tím, ngũ tạng lục phủ cũng đã bị thương nặng, nhưng trong mắt dâm quang vẫn như cũ không giảm, tại trái phải tìm kiếm lấy Lạc Tư Phàm tung tích, trên mặt còn mang theo si ngốc cười ngây ngô. Nhìn lấy tình cảnh này, Lạc Tư Phàm tiểu cô nương này tuy là người thắng,
nhưng cũng bị cái này biến thái dọa sợ. Mộ Dung Tuyết không hiểu nhìn về phía Trác Phàm, hỏi, vì sao? Cái gì vì sao? Vì sao vừa mới đem hắn chế trụ, ngươi nhưng lại đem hắn thả, để một cái tiểu cô nương xuất thủ? Hơi hơi trầm ngâm một chút, Trác Phàm đạm mạc lên tiếng, ta nghĩ ta biết Bách Lý Kinh Vĩ muốn làm gì, cho nên ta nghĩ. Để hắn thành công. Ngươi muốn cho hắn thành công. Không tệ, qua nhiều năm như vậy, ta nhìn chằm chằm vào Trung Châu. Ta muốn ngay lập tức đem Trung Châu diệt đi, hoàn thành ta kế hoạch, trở lại ta cái chỗ kia. Ta, so tất cả mọi người gấp, chỗ lấy một mực không có động thủ nguyên nhân, một là Bách Lý Ngự Thiên tồn tại, vẫn như cũ là cái mê. Hai cũng là Trung Châu mấy năm này khôi phục nguyên khí, Thái An vững vàng. Trung Châu thế lực, năm đó đại chiến ngươi cũng đã gặp, so với bốn châu chiến lực tổng cộng còn mạnh hơn. Mi mắt hơi hơi run run, Trác Phàm thở dài một tiếng, nó nếu không động, thì cứng như tảng đá, không ai có thể công hãm nó. Cho nên ta một mực chờ nó động, hiện tại nó rốt cục động, ta lại có thể để nó dừng lại. Mí mắt nhẹ nhàng lắc một cái, Mộ Dung Tuyết kinh ngạc nhìn hắn, vậy ngươi vừa mới vì sao còn muốn ngăn cản Khác Ngân Hàng Hung, để nó tiếp tục nữa không phải là được sao sao? Mộ Dung cô nương, ngươi đừng hiểu lầm, ta để nó động, cũng có ta phòng tuyến cuối cùng. Ngươi lạc ra, tuyệt không thể bị thương tổn. Thật dài phun ra một ngụm chọc khí, Trác Phàm sâu xa nói, thực lần trước Đan Thanh Sinh nếu thật sát phân biển, ta kế hoạch cũng có thể theo thực hành. Bất quá ta ngăn trở hắn, bởi vì biển mây không thể chết. Vừa mới ta ngăn trở cái này mất lý trí thân vương cũng giống vậy, nhớ Trần Tục cô nương này, không thể có tổn thất. Hiện tại ta thả hắn, Bách Lý Kinh Vĩ kế hoạch sẽ tiếp tục tiến hành, ta cũng có thể ám độ Trần Thương, nhớ Trần Tục là thần chiếu đỉnh phong, người này chỉ có thần chiếu sơ kỳ. Không có việc gì, chỉ là về sau biển mây đoán chừng chịu lấy điểm ủy khuất. Nhìn chằm chằm hắn, gặp hắn sắc mặt yên ổn, Mộ Dung Tuyết thở sâu, chuyển qua đầu, không nhìn tới hắn, thật không biết ngươi nói cái gì, âm mưu ra. Ha ha ha, Mộ Dung cô nương, ngươi có tiến bộ à? Nếu là ở trước kia, ngươi nhất định lại muốn rút đao tương trợ, thế thiên hành đạo, đối với ta trừ ma vệ đạo. Nhưng bây giờ, ngươi hiểu được dễ dàng tha thứ. Không phải ta hiểu được dễ dàng tha thứ, là bởi vì ta lại cũng không biết như thế nào đúng, như thế nào sai, sợ vừa ra tay, đối biến sai. Cái này trăm năm, xem nhân gian tang thương, ta càng phát ra mê mang. Hiện tại theo ngươi cùng một chỗ nhìn, chỉ là muốn biết, ngươi như thế nào hành sự phán đoán. Ánh mắt hơi hơi mị mị, Mộ Dung Tuyết thăm thẳm lên tiếng. Nhếch miệng lên, Trác Phàm đạm mạc gật đầu, Mộ Dung cô nương, một hồi ta cho ngươi kể chuyện xưa. Có lẽ ngươi liền biết như thế nào chính ma. Cố sự này, cũng là ta tại Nam Châu hành tẩu lúc, nghe người khác giảng cho ta, rất thụ dẫn dắt. Lúc này tâm cảnh liền có chất bay vọt, tu vi lùi lại cấp 5. Lùi lại. Đúng vậy a, ta bản chân quyết cũng là tu tâm chi đạo, trở về nguồn gốc. Thực lực mạnh hơn cũng vô dụng, chỉ có tâm cảnh đề cao, mới có thể trở về. Chờ trở về đến điểm bắt đầu, đại khái ta liền biết thiên địa đại đạo là vật gì. Thật sao, vậy ta cũng có hứng thú nghe một chút. Mỉm cười, Mộ Dung Tuyết ít có lộ ra vẻ mặt vui vẻ, xinh đẹp không gì sánh được, đáng tiếc Trác Phàm không nhìn thấy. Đụng, một tiếng vang thật lớn, cái kia quả thân vương đã là lần thứ 50 bị đánh bại. Nhưng là điên cuồng hắn, tựa hồ cảm giác không thấy đau đớn, cường ngạnh đứng dậy, nhếch miệng cười một tiếng, trong mắt dâm quang không giảm chút nào. Chỉ là cái kia không ngừng phun ra bọt máu. Lại là mang theo một chút nội tạng, trôi một chỗ. Thấy tình cảnh này, Lạc Tư Phàm mí mắt mãnh liệt run run, chính mình cũng nhìn không được, không khỏi ác tâm muốn nôn. Cái này biến thái đến tột cùng là ai a? Làm sao cùng cương thi một dạng, bị đánh thành dạng này đều không có cảm giác sao? Hắc hắc hắc, trong miệng cười dâm đãng vẫn như cũ không ngừng, cái kia quả thân vương hung hăng uốn éo một cái thân thể, liền lần nữa đạp mạnh một bước, đột ngột đến hướng Lạc Tư Phàm phóng đi. Cái kia cuồn cuộn dòng máu chảy ra không ngừng dưới, dường như phi thiên ngô công đẻ trứng một dạng, nhìn đến tiểu cô nương này một trận ác tâm. Cũng không tiếp tục muốn chạm hắn, quay người lại liền muốn né tránh. Thế nhưng là đúng lúc này, đụng một tiếng vang thật lớn, căn phòng kia cửa lớn ầm vang mở ra, hai tên hộ vệ bị cùng nhau đánh bay vào được, hai đạo thân ảnh quen thuộc, cũng theo xông vào, cùng nhau giống to, nhớ Trần Tục muội muội. Lại chính là Long Kiếm Sơn cùng Tạ Niệm Dương hai huynh đệ tới.
nhưng khi bọn họ vừa thấy được quả thân vương cái kia đã không thành hình người bộ dáng, hướng Lạc Tư Phàm đánh tới lúc, cũng là ngăn không được trong lòng hoảng hốt, cùng nhau kêu lên, cái quái gì, đừng đụng ta nhớ Trần Tục muội muội. Phanh phanh, nói thì chậm, khi đó thì nhanh, hai người này ào ào cướp biểu hiện, một người xuất trưởng, một người phi cước, không thể nói là bình sinh toàn lực, cũng là 8-9 thành lực đạo, cùng nhau đánh vào cái kia thân vương muốn hại phía trên. Long Kiếm Sơn một chiêu rất có việc hắc hổ đào tâm, chính bên trong quả thân vương trái tim, ba một tiếng, liền đem bộ ngực hắn đánh xuyên qua. Tạ Niệm Dương một cái ngã bàn đèn, cũng là phốc một tiếng, đá vào hắn mặt phía trên, trong nháy mắt liền đem đầu hắn toàn bộ đá bay. Chỉ một thoáng, máu tươi dâng trào, kéo dài không dứt. Quả thân vương cái kia xác không đầu thân thể, hơi hơi chấn một chút, liền cứng đờ ngã xuống, triệt để nằm tại một mảnh vũng máu bên trong. Cái kia nhất chảo là ta bắt, ta cứu nhớ Trần Tục. Một cước kia là ta đá, ta cứu nhớ Trần Tục muội muội. Hoàn toàn không có nhìn thi thể kia liếc một chút, Long Kiếm Sơn cùng Tạ Niệm Dương chỉ là lẫn nhau trừng mắt, sau đó mới vội vàng đi vào Lạc Tư Phàm bên người, xem nàng tình huống, khẩn cấp hỏi, nhớ Trần Tục muội muội, không có sao chứ? Ngốc trệ lấy khuôn mặt lắc lắc đầu, Lạc Tư Phàm có chút giật mình lo lắng, chỉ cái kia máu người nói, hắn. Hắn ai vậy? Vương gia. Thế nhưng là, còn không đợi hai người bọn họ trả lời, một tiếng kinh thiên hô quát đã là đột ngột đến vang lên. Cái kia hai tên hộ vệ nhìn lấy cái kia một chỗ máu tươi ngơ ngác, sau đó vừa nhìn về phía Lạc Tư Phàm ba người, chỉ lấy bọn hắn, hung ác nói, các ngươi ba cái, thật lớn mật, ngay cả chúng ta Kiếm Tinh đế quốc quả thân vương cũng dám sát hại. Các ngươi có biết hay không, quả thân vương là Kiếm Tinh đặc sứ, giết hắn, thì tương đương với cùng chúng ta Kiếm Tinh khai chiến, các ngươi gánh được trách nhiệm sao? Cái gì, Kiếm Tinh đặc sứ? Thân thể ngăn không được chấn động. Ba người cùng nhau quá sợ hãi. Sau đó thân thể mềm nhũn, triệt để kinh ngạc đến ngây người. Xong, gặp rắc rối. Trác Phàm trong bóng tối nhìn lấy, lại là yên lặng cười cười, ai, hùng hài tử a, lần này gây đại phiền toái, ha ha ha. Chẳng lẽ đây chính là Bách Lý Kinh Vĩ kế hoạch, gây chuyện hướng Tây Châu khai chiến. Nếu là hắn nghĩ đến đơn giản như vậy, cũng không phải là Bách Lý Kinh Vĩ. Khai chiến, hắn hao không nổi. Ha ha ha, nhìn Mộ Dung Tuyết liếc một chút, Trác Phàm từ chối cho ý kiến khoát khoát tay, quay đầu rời đi, Bách Lý Kinh Vĩ đều động, ta cũng nên động. Trăm năm, liền chờ giờ khắc này, Ngô Nhiên Đông, đừng có lại buồn rầu, người cơ hội tới. Một phương diện khác, Hoàng Cung bên trong đại điện, đèn đuốc sáng trưng, ba tầng trong ba tầng ngoài hộ vệ, vây một vòng lại một vòng. Vũ Văn Dũng đại biểu Kiếm Tinh sứ thần dự tiệc, nhìn lấy lần này chiến trận. Bất giác si ngốc cười một tiếng, trêu chọc nói, tam đệ a, rất lâu không có ở cái này hoàng cung tham gia quốc yến, thế nào cảm giác có chút lạ lẫm đâu. Lúc nào, chúng ta Kiếm Tinh như thế cái tam lưu đế quốc, còn có thể có dung hồn cao thủ làm hộ vệ. Còn một chút thì mấy chục người. Tam đệ, những năm gần đây đế quốc trong tay ngươi, phát triển được không tệ a, ha ha ha. Hoàng huynh chớ có giễu cợt, ngài là Kiếm Tinh sứ thần, những hộ vệ này đều là Lạc Minh điều đi ra bảo hộ ngươi. Hoàng đệ ta chỉ là một cái tam lưu đế quốc đế quân, nào có tư cách này để dung hồn cao thủ bảo hộ đâu. Nói thật, lão sư hắn hiện tại bất quá hóa hư ngũ trọng mà thôi. Sắc mặt hoàn toàn lạnh lẽo, Vũ Văn Thông lạnh nhạt lên tiếng. Lạc Vân Hải các loại Lạc Minh cao tầng ở một bên đi cùng, cũng là lạnh lùng nhìn lấy hắn. Quét mọi người liếc một chút, Vũ Văn Dũng khinh thường bĩu môi, người nói Phương Thu Bạch A, hắn không phải chúng ta không trung hộ Long Thần vệ sao? Làm sao hiện tại kém cỏi như vậy, hóa hư ngũ trọng. Giống như ta a. Ha ha ha, Hoàng huynh là cao quý Kiếm Tinh binh bộ thị lang, tài nguyên tu luyện phong phú, cái nào giống chúng ta nơi này vùng khỉ ho cỏ gáy, không có nhiều như vậy tu luyện tài liệu, Hoàng huynh cái sau vượt cái trước, cũng là cần phải. Vậy nhẹ nhàng gật gật đầu, Vũ Văn Dũng mỉm cười, cũng không phủ nhận, Hoàng đệ sở thuyết không tệ, Trung Châu tu luyện hoàn cảnh, xác thực so nơi này tốt quá nhiều. Tại Trung Châu cho dù làm một người thất phẩm quan tép siêu, cũng so ở chỗ này làm hoàng đế mạnh a. Kít, thân thể trì trệ, Vũ Văn Thông đối mặt hắn như thế khiêu khích, trầm ngâm một chút, lại là khẽ cười một tiếng, lần nữa khôi phục lại bình tĩnh, người đều có chỗ trí, đầu gà phượng vĩ, nhìn cá nhân chỗ tốt. Có người ưa thích làm đầu gà, có người thì ưa thích tại phượng hoàng phía sau làm cái đuôi, người cứt vị, ai cũng ép buộc không người nào.
Thậm chí có lúc, cái này đầu gà cũng không phải người nào đều có thể làm, có người muốn làm còn làm không được đâu. Ngay tại gắp thức ăn nhẹ tay nhẹ lắc một cái, Vũ Văn Dũng khẽ cắn môi quan, sắc mặt chợt trầm xuống, nói đạo sát khí cũng là ngăn không được thả ra. Vũ Văn Thông, người có gan. Nhìn đến hắn cái dạng này, Lạc Vân Hải sắc mặt nghiêm một chút, những hộ vệ kia cũng là cùng nhau khẩn trương lên, bảo hộ ở hoàng đế bên người. Thế nhưng là rất nhanh, Vũ Văn Dũng toàn thân sát khí liền lại thu lại, nhìn lấy cái kia mọi người khẩn trương khuôn mặt, ta dị cười một tiếng, hoàng đệ a, tại sao ta cảm giác những hộ vệ này giống như không phải đến bảo hộ ta, mà là bảo vệ ngươi đây. Hoàng huynh khách khí, ta chỗ nào có lớn như vậy mặt mũi. Không có để ý hắn lời khách sáo, Vũ Văn Dũng chỉ là trong mắt tinh mang lóe lên, nhếch miệng cười một tiếng, sâu xa nói, chỉ là có lúc, bảo vệ sai phương hướng, hộ vệ lại nhiều mạnh hơn, cũng vô dụng thôi. Trong lòng bất giác run lên, Lạc Vân Hải sắc mặt nghiêm một chút, chăm chú nhìn hắn không thả, chân mày hơi nhíu lại. Hắn, có ý tứ gì? Không tốt, việc lớn không tốt. Bỗng nhiên, từng tiếng dường như gặp quỷ giống như tiếng kêu sợ hãi, theo ngoài điện không ngừng truyền đến, khàn cả giọng. Mọi người nghe đến, đều là mi mắt lắc một cái, chăm chú nhăn lại tới. Chỉ có Vũ Văn Dũng không vì người phát hiện nhếch lên một cái tà dị đường cong, thoáng qua tức thì, lại bình tĩnh trở lại. Rất nhanh, gọi là trách móc người liền lảo đảo xuất hiện ở trước mặt mọi người, Vũ Văn Thông nhìn thấy, hét lớn một tiếng, vội vội vàng vàng làm gì, còn thể thống gì. Đến tột cùng phát sinh chuyện gì, tỉ mỉ bẩm đến. Đúng, bệ hạ. Chà chà cái chán mồ hôi, người kia khom người cúi đầu, hoảng sợ nói, khởi bẩm bệ hạ, kiếm tinh sứ thần, quả thân vương Bách Lý Vân Minh bị. Bị cái gì? Trong lòng bất giác hơi hồi hộp một chút, mọi người sắc mặt đại biến, Vũ Văn Thông càng là ngăn không được giống to lên tiếng. Da mặt run nhẹ nhẹ, người kia khóc lóc kể lể nghiêm mặt cúi người bái hạ, bị người giết. Dường như cũng là vừa biết Vũ Văn Dũng đụng một tiếng, hung hăng vỗ bàn, bỗng nhiên đứng lên, trợn mắt nhìn, người vừa mới nói cái gì, quả thân vương hắn làm sao. Thân thể dọa đến rung động phát run, người kia xẹp lấy một khuôn mặt, nhanh khóc lên, đặc biệt. Đặc sứ đại nhân, quả thân vương bị người giết. Buồn cười, làm sao sẽ xảy ra chuyện như vậy. Nhịn không được hét lớn một tiếng, Vũ Văn Dũng nhìn chung quanh bốn phía một vòng. Cắn răng nổi giận nói, các ngươi có biết hay không, quả thân vương là ai? Hắn là đương kim bệ hạ thứ 15 tử chỗ sinh hoàng tôn, 18 tuổi vinh phong thân vương phong hào, bệ hạ yêu thương phải phép. Lần này đi sứ Tây Châu, cũng là ủy thác trách nhiệm, ban lịch luyện. Ai ngờ lại các ngươi cái này xó xỉnh địa phương quỷ quái gặp chuyện, chúng ta kiếm tinh đế quốc tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Về sau vô luận chuyện gì phát sinh, chỗ có trách nhiệm, đều muốn từ chính các ngươi nhận, hừ. Sắc mặt bất giác cùng nhau một biến, tất cả mọi người tâm đều bỗng dưng nhắc đến cổ họng bên trên. Trung Châu đặc sứ, vẫn là thân vương chi tôn, ở chỗ này ngộ hại. Không cần phải nói, bọn họ đến cho cái bàn giao, ai cũng chạy không. Vũ Văn Thông hai mắt châu đi loanh quanh, đạm mạc lên tiếng, hoàng huynh, không thể nói lời quá sớm. Ta nhớ được hoàng huynh nói thân vương đại nhân có việc gì tại thân, không tiện dự tiệc. Như vậy hắn cần phải tại dịch quán. Làm sao lại bị hành thích đâu? Đúng vậy a, dịch quán canh phòng nghiêm ngặt, trừ thị lang đại nhân tinh binh cường tướng, còn có ta Lạc Minh cao thủ trợ trận, làm sao lại bị hành thích? Lạc Vân Hải cũng là nhìn chăm chú vào hắn, bình tĩnh lên tiếng. Cười lạnh, Vũ Văn Dũng từ chối cho ý kiến, các ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây? Đúng, quả thân vương là ở đâu gặp chuyện? Ngay sau đó, Vũ Văn Dũng lại nhìn về phía người kia bế nghễ nói. Hơi hơi trầm ngâm một chút, người kia khom người cúi đầu, khởi bẩm đại nhân, quả thân vương là tại. Phiêu hương viện ngộ hại. Phiêu hương viện, thanh lâu, không khỏi sững sờ, Vũ Văn Thông thốt ra, thế nhưng là hắn lời còn chưa dứt, lại là bỗng cảm thấy đến một cỗ bứt rứt đau đớn thẳng vào tim phổi, quay đầu nhìn qua, lại chính gặp Hoàng hậu Long Quỷ chính hung hăng theo dõi hắn, nhỏ giọng chất vấn, ngươi làm sao nhanh như vậy thì kịp phản ứng là thanh lâu, nơi này ngươi rất quen sao? Không quen không quen, chỉ là, thỉnh thoảng nghe tiểu lý tử nói, ha ha ha, tiểu lý tử, thái giám lên thanh lâu, không ngại phiền muộn sao, cười lạnh, Long Quỷ tà dị nhìn về phía hắn. Ưng ực một tiếng, nuốt ngụm nước bọt, Vũ Văn Thông vội vàng nói sang chuyện khác, trịnh trọng sự tình nói, hoàng hậu, hiện từ lúc nào,
còn tính toán loại này hạt vừng việc nhỏ, hiện tại đặc sứ chết, ngoại giao đại sự, nhất định phải tra rõ ràng mới là, nếu không thiên hạ nguy rồi. Đối hoàng huynh, vì sao quả thân vương tại dịch quán, lại đột nhiên xuất hiện tại Thanh Lâu đâu? Ngươi có phải hay không đến cho chúng ta cái giải thích? Thành Công nói sang chuyện khác, Vũ Văn Thông Huyên ngang lẫm liệt nhìn về phía Vũ Văn Dũng, nhẹ hừ một tiếng, cái này cũng không nên trách chúng ta bảo hộ bất lực a. Các ngươi đặc sứ tùy tiện đi lại, còn không cho chúng ta biết, chúng ta làm sao bảo hộ. Coi như lên Thanh Lâu, đi nhà xí, cũng phải cho chúng ta lên tiếng chào hỏi đi. Nghe được lời này, Lạc Vân Hải âm thầm gật đầu, hướng Hoàng đế dựng thẳng cái ngón tay cái. Hoàng đế này còn thật không phải trắng làm, đùn đẩy trách nhiệm thật gọi nhanh a. Hoàng hậu gặp này, cũng không đi tính toán, dù sao cũng là quốc gia đại sự, nàng còn biết đại thể. Nhẹ nhàng sờ sờ tròm râu, Vũ Văn Dũng trầm mặc không nói, trong mắt tinh mang lóe lên, thản nhiên nói, người tới, tối nay người nào tại trực ban, tất cả đều làm thịt. Liền thân vương đại nhân chạy ra ngoài cũng không biết, muốn bọn họ làm gì dùng. Vâng, bên cạnh hắn một người khom người cúi đầu, ngay lập tức đi xuống truyền lệnh. Vũ Văn Dũng liếc mắt nhìn Vũ Văn Thông liếc một chút, cười lạnh thành tiếng, thế nào, hoàng đệ, ta người này công và tư rõ ràng. Người nào sai, người nào đến cõng, người nào qua, ai đi gánh. Vi huynh xử lý, coi như hài lòng đi. Đây là hoàng huynh cách chữa, hoàng đệ không làm bình thuật. Trầm ngâm một chút, Vũ Văn Thông cẩn thận rất, từ chối cho ý kiến. Cũng không thèm để ý, Vũ Văn Dũng lại nhìn về phía cái kia thông báo người, thăm thẳm lên tiếng, chỉ bất quá vừa mới ta hạ lệnh chém giết mấy cái kia hộ vệ, cũng là thất trách chi tội, cũng không phải là hung thủ. Đúng. Giết thân vương hung thủ là ai a? Tốt lớn gan chó, bắt được không có. Đã bắt rồi, thế nhưng là, do dự dự, người kia có chút thấp thỏm nhìn một chút Lạc Vân Hải phương hướng. Trong lòng hơi hồi hộp một chút, Lạc Vân Hải chợt cảm thấy không ổn. Khóe miệng xẹt qua tà dị đường cong, Vũ Văn Dũng tiếp tục ép hỏi, ấp a ấp úng cái gì, bắt lấy liền mang theo đến, để cho chúng ta nhìn xem là cái gì cái lớn mật cuồng đồ. Vâng, suy nghĩ nửa ngày. Người kia gật đầu một cái, thở dài một tiếng, liền đi truyền lời. Chỉ chốc lát sau, năm đạo nhân ảnh tại một đám hộ vệ áp giải dưới, đi vào trước mặt mọi người. Chỉ là, làm mọi người thấy hàng trước nhất nữ tử kia lúc, lại là nhịn không được cùng nhau ngơ ngẩn. Cái này, đây không phải. Lạc Vân Hải cũng là không khỏi hung hăng co lại trong mắt, hét to lớn tiếng, nhớ Trần Tục. Cha, trong mắt lệ quang yêu kiều, Lạc Tư Phàm đầy bụng ủy khuất. Mặt khác hai cái là Long Kiếm Sơn cùng Tạ Niệm Dương, cũng là một mặt biệt khuất nhìn về phía Lạc Vân Hải, khóc không ra nước mắt, minh chủ. Đây là có chuyện gì, mấy người các ngươi lại xông cái gì hỏa? Đúng vậy a, để mang hung thủ đến, làm sao đem một cái tiểu cô nương cho dẫn tới đâu? Mi mắt hơi nhíu, Vũ Văn Dũng biết rõ còn cố hỏi. Cái kia hai cái quả thân vương hộ vệ bên người được nhắc nhở, nhanh chóng vội vàng khom người cúi đầu, chỉ lấy bọn hắn nói. Khởi bẩm thị lang đại nhân, cũng là ba người này, đem thân vương đại nhân cho giết, hiện tại thi thể còn ở bên ngoài để đó đâu. Thân thể nhịn không được chấn động, Lạc Vân Hải mặt mũi tràn đầy hoảng hốt, nhìn về phía ba người nói cái này. Có phải là thật hay không? Ra mặt một trận run rẩy, ba người cùng nhau cúi thấp đầu, ủy khuất thẳng lau nước mắt, hiển nhiên ngầm thừa nhận. Trong lòng một trận hồi hộp, Lạc Vân Hải bất đắc dĩ xoa cái trán, Vũ Văn Thông thấy một lần. Cũng là lòng tràn đầy lo lắng, cái này đại cháu gái làm sao lại bỗng nhiên liên lụy đến cái này chuyện phiền toái đến đây, nhất định có trá. Vũ Văn Dũng thì là tà cười một tiếng, trong tay cuồn cuộn nguyên lực ngăn không được dâng trào mà ra, đã hung thủ đã tìm được, tại bên trong cũng có chúng ta sơ sẩy là tội, ta hiện tại đem cái này ba cái hung thủ chế tài, cũng liền không khó vì mọi người, ha ha ha. Vừa dứt lời, Vũ Văn Dũng đã là nhất trưởng hướng Lạc Tư Phàm đầu đánh xuống. Lạc Tư Phàm rít lên một tiếng, dọa đến nhắm mắt lại, nhưng là cái kia mãnh liệt nhất trưởng vừa muốn nện đến trên đầu nàng lúc, lại là kít một tiếng, một đến dừng lại. Đợi nàng run rẩy mí mắt mở mắt ra, lại là chính gặp phụ thân nàng cái kia tinh cương thiết chảo, chính hung hăng nắm lấy bàn tay kia không thả, mà lại càng bắt càng chặt, trên mặt đều là vẻ tức giận. Hừ hừ, Lạc Minh chủ dung hồn đỉnh phong, thực lực siêu quần, quả nhiên danh bất hư truyền. Da mặt hơi hơi run run. Vũ Văn Dũng cảm thấy một trận đau đớn bứt rứt, hắn xuất thủ bàn tay kia, cũng là trong nháy mắt mềm nhũn,
khó phát ra một chút lực đạo, chỉ là hắn nhìn về phía Lạc Vân Hải băng lãnh sắc mặt, nhưng như cũ tràn đầy khiêu khích, chỉ là Lạc Minh Chủ, người đây là làm cái gì? Vừa mới Ben làm xử sự thủ đoạn, ngài cái kia giải A, công và tư rõ ràng. Ta hộ vệ bỏ rơi nhiệm vụ, ta đều giết, hiện tại hung phạm ở trước mặt ta, ta giết bọn họ, thì tuyệt sẽ không liên lụy các ngươi, không phải rất tốt sao? Hừ hừ, gấp cắn chặt hàm răng, Lạc Vân Hải thở sâu, chết không buông tay, mọi người tại đây gặp, ào ào mặt lộ vẻ vẻ lo lắng, Vũ Văn Dũng thì là cười lớn một tiếng nói, Lạc Minh Chủ cái này là ý gì? Chẳng lẽ muốn ngăn cản ta trừng phạt hung phạm hay sao? Cứ như vậy, thì chứng minh cái này hung phạm là các ngươi sai xử, Kiếm Tinh Thiết Đề sẽ không như thế từ bỏ ý đồ. Trung Châu đánh với Tây Châu một trận, đều là các ngươi khiêu khích. Trách nhiệm này, các ngươi gánh chịu được sao? Vân Hải lão đệ, Vũ Văn Thông giật mình, cũng là ngăn không được quát to một tiếng, sau đó suy nghĩ một chút, đột nhiên nói, đối thế chất nữ, các ngươi làm sao lại tại Thanh Lâu xuất hiện? Tại bên trong đến tột cùng phát sinh cái gì? Một câu bừng tỉnh người trong mộng, Lạc Vân Hải dường như bắt đến sau cùng một cọng cỏ cứu mạng, cũng là vội vã nhìn về phía bọn họ, hỏi, đúng a, các ngươi đến đó làm gì? Cha, ta cũng không biết, chúng ta trên đường đi dạo, thì bỗng nhiên có cái hắc ảnh tới, đem ta đánh bất tỉnh. Chờ ta tỉnh lại, liền phát hiện người kia trần truồng hướng ta đánh tới, ta đương nhiên phản kháng, thì đánh hắn mười mấy quyền, nhưng là không có đánh chết hắn. Trên mặt tràn đầy ủy khuất, Lạc Tư Phàm thăm thẳm lên tiếng. Long Kiếm Sơn cùng Tạ Niệm Dương nghe, cũng là vội vã gật đầu, đúng vậy a, Minh Chủ, chúng ta một mực truy bóng đen kia, hắn giống như chuồn mất lấy chúng ta chơi, làm sao đều đuổi không kịp. Về sau đuổi tới một cái lầu nhỏ phụ cận, chúng ta nghe đến nhớ Trần Tục muội muội thanh âm, liền chạy đi vào. Thế nhưng là giữ cửa cái kia hai tên gia hỏa không để cho chúng ta tiến, chúng ta đành phải đánh vào đi. Nhưng là đi vào liền thấy, một cái quái đồ vật hướng nhớ Trần Tục đánh tới, ta nhịn không được, lúc này ra chiêu đánh xuyên qua hắn lồng ngực. Ta một chân đá bay đầu hắn, Tạ Niệm Dương giơ lấy tay, cũng là thú nhận bộc trực, thế nhưng là chúng ta thực sự không biết, hắn là Trung Châu thân vương đặc sứ A. Mi mắt thật sâu nhíu lại, mọi người tại đây cũng nghe rõ, việc này kỳ quặc A, rõ ràng cũng là cái bao. Lạc Vân Hải hung hăng trừng mắt về phía Vũ Văn Dũng, hai nắm tay không ngừng nắm lại, nghiến răng nghiến lợi, Vũ Văn đại nhân, người chỗ sung yếu hướng ta tới, làm gì hướng về phía hải tử. Đan Thanh Sinh lấy không được ta đầu, người không cam tâm đúng hay không? Lạc Minh Chủ, người nói chỗ nào lời nói? Mọi người đều biết, Đan Thanh Sinh đối ngươi là giang hồ ân oán, ta thế nhưng là đại biểu đế quốc đến đây hòa bình sứ giả, làm sao có thể đối Tây Châu đại nguyên soái động sát tâm đâu. Khóe miệng hơi vểnh lên, Vũ Văn Dũng tà dị cười cười, vẫn là câu nói kia, công và tư rõ ràng, luận sự. Ba cái tiểu quỷ, ngươi nói các ngươi là bị người áo đen thiết kế hãm hại, cái kia người áo đen kia đây, người ở nơi nào? Bất giác trong lòng trì trệ, ba người một trận do dự. Bất đắc dĩ cúi thấp đầu, lắc đầu, mặt mũi tràn đầy đắng chát. Nhìn không được cười lớn một tiếng, Vũ Văn Dũng trong mắt phóng xuất ra sắc bén tinh mang, không có người chính là không có chứng cứ, ta làm sao biết các ngươi nói là thật là giả, vẫn là cho mình thoát tội. Mà các ngươi sát hại thân vương đại nhân sự tình, lại là nhân chứng vật chứng đều tại, chính các ngươi cũng thừa nhận, nơi này tất cả mọi người nghe lấy đâu. Các ngươi chịu tội khó thoát, chết không có gì đáng tiếc. Khóe miệng xẹt qua lạnh lẽo nụ cười, Vũ Văn Dũng tà dị xem Lạc Vân Hải liếc một chút, thản nhiên nói, thế nào, Lạc Minh Chủ, người còn có cái gì có thể nói sao? Mi mắt ngăn không được run run, Lạc Vân Hải một mực mặt âm trầm, ta liền muốn biết, quả thân vương làm sao lại xuất hiện tại Thanh Lâu? Đúng vậy a, làm sao lại thế, rõ ràng rất bảo hộ nghiêm mật đây. Sớm đã chuẩn bị sẵn sàng, Vũ Văn Dũng quỷ dị cười một tiếng, nhìn về phía hộ vệ kia hai người. Minh bạch hắn ý tứ, hộ vệ kia vội vã liền ôm quyền nói, khởi bẩm thị lang đại nhân, thân vương đại nhân tính cách phong lưu, tại Kiếm Tinh mọi người đều biết. Lần này đi sứ, không thể mang nữ quyến, mấy ngày liền bôn ba, thân vương đại nhân đã là ngột ngạt. Lần này thật vất vả đi vào đại thành trấn, liền cải trang cách ăn mặc, đổi bình dân quần áo, kiếm ra dịch quán. Người ở đây đều không biết đại nhân thân phận, chỉ có chúng ta hai cái đi theo. Cũng so sánh tự do, chỉ là không nghĩ tới. Ai? Khó trách hôm nay ngươi không cho cái kia thân vương ra đến gặp mặt, thì ra là vì tối nay hành động làm nền.
Đã nghe rõ hết thảy, Lạc Vân Hải ra mặt mãnh liệt quất, tức giận nhìn về phía Vũ Văn Dũng. Trong lòng của hắn rõ ràng, hôm nay lớn như vậy hoan nghênh chiến trận, nếu là thân vương lộ diện, cho dù thay quần áo, bọn họ thám tử cũng có thể nhận ra, âm thầm theo dõi, giám thị bảo hộ, nhưng là bây giờ. Khóe miệng xẹt qua tà dị đường cong, Vũ Văn Dũng duỗi ra một ngón tay, chậm rãi lung lay, cười nhạo nói, Lạc Minh Chủ, không có bằng chứng, người có thể không nên nói lung tung, hành động gì a, ta có thể nghe không hiểu. Hiện tại mọi người đều biết là, chúng ta thân vương đại nhân cấm dục lâu ngày, muốn đi ra ngoài thư giãn một tí, nhưng gác cổng khắc nghiệt, thì cải trang chạy ra ngoài. Lại là tại Thanh Lâu, bị cái này ba cái tiểu quỷ vô duyên vô cớ tàn sát. Ta chức trách, cũng là ngự hạ bất nghiêm, nhưng đã đem bọn họ tất cả đều thu thập hết. Thân vương tiểu qua, chỉ là không quản được nửa người dưới, kỷ luật không nghiêm mà thôi, cũng đã chết, còn lại cũng là nghiêm trị hung thủ. Lạc Minh Chủ, không ngại lời nói, cái này ba cái tiểu quỷ, ta muốn dẫn đi. Nói, Vũ Văn Dũng đã là vung tay lên, lập tức liền xông ra một đội vệ sĩ, chuẩn bị muốn bắt lại Lạc Tư Phàm ba người. Lạc Vân Hải thấy một lần, nhất thời hét lớn một tiếng, bảo hộ ở ba người bên cạnh, ta xem ai dám. Xoát xoát xoát. Nơi này dù sao cũng là Tây Châu không chung, Lạc Minh địa bàn, chỉ là mấy hơi thời gian, rất nhiều cao thủ đã là đem Vũ Văn Dũng bọn họ đoàn đoàn bao vây, nước chảy không lọt. Lạnh lùng liếc qua mọi người chung quanh, Vũ Văn Dũng cũng không kinh hoàng, bởi vì hắn mục đích đã đạt đến. Lạc Minh Chủ, đây là ý gì? Lộ ra nụ cười quỷ dị, Vũ Văn Dũng chậm rãi khoát tay một cái nói, chúng ta thế nhưng là Trung Châu đặc sứ, Tây Châu khách quý, đến đây không có bất kỳ cái gì định ý. Cho dù chúng ta thân vương đại nhân vô cớ tại ngài nơi này chết, chúng ta cũng là rất giảng đạo lý, cũng không liên lụy chi ý. Chúng ta chỉ là muốn cho chúng ta kính yêu quả thân vương đòi lại cái công đạo, đừng nói hắn là thân vương chi tôn, liền xem như người bình thường cũng nên nhất mệnh thường nhất mệnh đi. Đạo lý này, cần phải bỏ mặc tứ hải mà đều là chuẩn, chẳng lẽ riêng có nhân nghĩa tên Lạc gia, liền đạo lý này cũng đều không hiểu. Vẫn là để trong chúng ta châu gót sắt, dạy các ngươi hợp lý. Da mặt ngăn không được co rúm, Lạc Vân Hải tức giận đến đã là đầu phía trên gân xanh thẳng bạo, song quyền nắm chặt, hàm răng cắn đến rát băng vang lên, vô luận như thế nào, hôm nay người nào cũng không thể đem ba người bọn họ mang đi, nếu không đừng trách ta cái này Lạc Minh Minh Chủ không khách khí. U, Minh Chủ đại nhân tốt đại uy nghiêm a, dưới ban ngày ban mặt. Ách không, là minh nguyệt giữa trời phía dưới. Công khai bao che hung thủ, phá hư hai châu ở giữa hòa bình. Thật sâu liếc hắn một cái, nhìn nhìn lại đầu đỉnh trời hư không, Vũ Văn Dũng bất giác nhất thời đùa cười ra tiếng, chế nhạo liên tục, ta còn vẫn cho là Tây Châu là từ Song Long Viện làm chủ, không nghĩ tới nguyên lai sớm đã sửa đổi quy chế, biến thành Lạc Minh Thiên Hạ A. Trong lòng bất giác cùng nhau run lên, mọi người tại đây đều là sắc mặt đại biến. Hắn lời ấy thực sự quá chu tâm, rõ ràng cũng là mượn đao giết người. Mượn Song Long Viện xuống tay với Lạc Minh A. Thấy tình cảnh này, Vũ Văn Dũng vội vàng khoát tay chặn lại, dừng lại, Hoàng Huynh không cần thiết hồ ngôn loạn ngữ, Lạc Minh thống lĩnh vùng này khu vực cùng Tây Châu phòng ngự, không chỉ là Tây Châu các đại thế lực cộng đồng chứng nhận, vẫn là Song Long Viện ủy thác trách nhiệm. Hiện tại ra chuyện lớn như vậy, Lạc Minh chủ tra rõ việc này, cũng là chỗ chức trách, hợp tình lý, có thể không có cái gì vượt quyền chi ngại. Chỗ chức trách, hợp tình lý. Hừ hừ, cười lạnh, Vũ Văn Dũng khinh thường bĩu môi, muốn là chỗ chức trách, hợp tình lý, cái này ba cái hung phạm cùng hắn có liên quan, hắn liền nên tránh hiểm nghi, chỗ nào đến phiên hắn cha. Mà lại hiện tại sự thật vô cùng rõ ràng, đầu hói trên đầu con giật, rõ ràng, còn cần lại cha sao? Chỉ bất quá bây giờ Lạc Minh chủ phản ứng, lại là có chút bao che ý vị. Nhìn chằm chằm hắn không thả, Vũ Văn Dũng miệng phía trên nụ cười quỷ quyệt càng ngày càng cái gì? Lạc Vân Hải thì là trầm mặc không nói, trong mắt lửa giận tuôn ra. Tốt, nơi này là Lạc Minh địa bàn, chúng ta một cái đặc sứ đội có bao nhiêu nhân mã, có thể theo Lạc Minh trong tay cướp người. Thu đội, rằng con nửa ngày, gặp Lạc Vân Hải lập trường vẫn như cũ kiên định, Vũ Văn Dũng không khỏi thăm thẳm cười một tiếng, vung tay lên, Trung Châu những hộ vệ kia đội thì lui, bất quá sự kiện này, Ben làm ngay lập tức sẽ phát hàm cho đế quốc chúng ta, còn có các ngươi Song Long Viện. Nhìn xử trí như thế nào? Vốn là ta nhìn bầu trời vũ dù sao cũng là quê nhà ta, chuyện lớn hóa nhỏ, việc nhỏ hóa không cũng liền đến, nhưng hết lần này tới lần khác các ngươi không lĩnh tình.
như vậy hết thảy hậu quả, các ngươi tự phụ a, hừ hừ. Hung hăng đâm đâm Lạc Vân Hải lồng ngực, Vũ Văn Dũng không khỏi cười lớn một tiếng, nghênh ngang rời đi. Chỉ có Lạc Vân Hải không cam lòng run rẩy thân thể, cuống họng chỗ sâu phát ra giống như tiếng thú gào âm. Vũ Văn Thông thấy một lần sự tình làm lớn, bất giác khẩn trương, nhìn lấy Vũ Văn Dũng ly khai phương hướng, vội vàng đuổi theo, chờ một chút, Hoàng Huynh, chuyện gì cũng từ từ, tuyệt đối đừng. Thế nhưng là, Vũ Văn Dũng mục đích đạt đến, chỗ nào còn sẽ cùng bọn họ nói nhảm, đã là đầu cũng sẽ không cấp tốc rời đi, chuẩn bị hướng lên phía trên đâm thọc. Thừa tướng đại nhân, kế hoạch bước đầu tiên đã hoàn thành, hừ hừ hừ. Hai cái ngọc giản, xẹt qua hai đạo thanh sắc ánh sáng mang, phân hướng đông tây, bất quá trong vòng 3 ngày, liền phân biệt truyền đến Bách Lý Kinh Vĩ cùng Song Long Viện trong tay. Mà ngọc giản này bắt tay trong tích tắc, năm châu các nơi liên quan tới Tây Châu Lạc Minh Minh Chủ, Lạc Vân Hải dù cho nữ hành hung tin tức liền truyền đi các nơi đều là, hiển nhiên Bách Lý Kinh Vĩ sớm đã chuẩn bị sẵn sàng. Đồng thời, Từ Cầm Sắt Kiếm Vương Liễu Mộ Bạch chỉ huy 5 triệu kiếm tinh thiết đề, cũng trong nháy mắt tại hai châu trên biên cảnh chuẩn bị sẵn sàng, khí thế mãnh liệt, rất hiển nhiên là muốn khai chiến dự định. Hỗn đàn, đây là Bách Lý Kinh Vĩ hướng ta Tây Châu làm khó dễ, tìm mượn cớ. Đụng. Song Long Viện bên trong, Hắc Nhiệm Chí Tôn hung hăng vỗ bàn một cái, trong tay cầm hai khối ngọc giản, một khối là biên cảnh tình huống báo cáo, một khối là Vũ Văn Dũng lấy đặc sứ thân phận viết thư tố cáo, giận dữ lên tiếng, sự tình vừa phát sinh, nào có nhanh như vậy thì triển khai quân biên cảnh. Rõ ràng cũng là sớm có dự mưu, hừ. Trắng như tuyết lông mi dài nhẹ nhàng run run, Bạch Mi Chí Tôn cũng là khẽ thở dài, nhíu mày, đúng vậy a, ta liền nói lần này đặc sứ đi thăm bốn châu có kỳ quặc, thì ra là cố ý làm khó dễ a. Vì sao hết lần này tới lần khác nhằm vào chúng ta Tây Châu đâu? Còn lại ba châu đều không có việc gì, còn làm cho chúng ta đuối lý giống như. Sớm biết như thế, thì không nên đáp ứng để bọn này đặc sứ tiến đến. Bây giờ nói những thứ này có làm được cái gì, tranh thủ thời gian truyền tin còn lại ba châu, phối hợp hành động đi. Bất đắc dĩ trợn mắt một cái, Hắc Nhiệm Chí Tôn khẽ thở dài. Khẽ gật đầu. Bạch Mi Chí Tôn cũng là than dài một tiếng, cũng chỉ có thể như thế, may mà 500 vạn đại quân còn không tính quá nhiều, xem ra Bách Lý Kinh Vĩ vẫn chưa chuẩn bị đánh đại trận chiến. Kết quả là, Song Long Viện Thư Cầu Viện, cũng cùng nhau hướng ba châu cao tầng phát đi. Chỉ bất quá lần này, bốn châu tình nghĩa, lại không giống trước kia như vậy kiên cố. Nếu không mà nói, người làm Bách Lý Kinh Vĩ phát hướng còn lại ba châu đặc sứ, là ăn không ngồi rồi sao? Có thể tại Bách Lý Kinh Vĩ mí mắt dưới, lên làm nhị phẩm đại nguyên quan văn, há lại hạng người bình thường. Lại là một tháng trôi qua, một tòa tối tăm trong đại điện, Trác Phàm ngồi tại trên bảo tọa, nhẹ giọng thì thầm, đạm mạc lên tiếng. Mộ Dung Tuyết tại hắn một bên, nhìn lấy hắn kỹ càng bố dồn chính mình kế hoạch, phía dưới thì là một cái thân ảnh quen thuộc, ban đầu Hải Xuyên Thương Hội nhị công tử, nay Thiên Ma Điện tinh xứ người, Ngô Nhiên Đông. Đây chính là ta cho ngươi đi làm. Minh bạch chưa, chỉ sợ làm ngươi thụ điểm ủy khuất. Sau cùng, Trác Phàm thăm thẳm lên tiếng, sắc mặt một mảnh yên tĩnh. Mí mắt khẽ nhúc nhích, Ngô Nhiên Đông khom người cúi đầu, sắc mặt có chút kích động, điện chủ, ta chờ đợi ngày này đã rất lâu, coi như điện chủ đem ta xem như một cái bỏ con, ta cũng không oán không hối. Không phải bỏ con, là một khỏa mấu chốt nhất chiến thắng tử. Khóe miệng hơi vểnh lên, Trác Phàm thản nhiên nói, đúng. Gần nhất Lạc gia chỗ đó thế nào? Đoán chừng muốn chịu không được đi. Khom người cúi đầu, Ngô Nhiên Đông bái phục, điện chủ đoán không sai, Lạc gia hiện tại bốn bề thọ địch, không có nửa phần đánh trả năng lực. Song Long Viện từng hướng còn lại ba châu cầu viện chống đỡ, nhưng là rất nhanh liền đều bị từ chối nhã nhặn. Làm sao lại, bốn châu một thể cùng chống chọi với Trung Châu, hôm nay Tây Châu gặp nạn, như thế nào khoanh tay đứng nhìn? Khẽ chau mày. Mộ Dung Tuyết không hiểu, coi như môi hở răng lạnh, cũng không nên mắt thấy Tây Châu phát sinh chiến sự a. Không khỏi nhẹ nhàng cười một tiếng, Trác Phàm hơi hơi nâng tay, hướng Ngô Nhiên Đông ý chào một cái, người nói với nàng một chút tình huống cụ thể. Đúng, điện chủ. Khom người cúi đầu, Ngô Nhiên Đông lại nhìn về phía Mộ Dung Tuyết, nghiêm túc nói, Mộ Dung tiểu thư, lần này ba châu đối với chuyện này cái nhìn, nhấc lên một phen tranh luận, cũng không nhất trí, có chút mâu thuẫn. Chỉ bởi vì lần này Trung Châu, thực sự chiếm cái chữ lý. Mi mắt bỗng dưng lắc một cái, Mộ Dung Tuyết nghi nói ý.
Không tệ, đặc sứ theo đế quốc đến xem, là đại biểu một nước quân chủ, theo tông môn đến xem, thì là đại biểu tông chủ chỉ uy. Theo các châu thế lực đến xem, thì là so như tại tầng cao nhất đại biểu. Sở dĩ chém giết đặc sứ, so như tại cầm đối phương đầu lĩnh đầu, là bất luận kẻ nào cũng không thể cho phép, trừ phi ngươi thật muốn khai chiến. Chém giết địch nhân đặc sứ, ý dụ chém giết địa phương cao tầng đầu lĩnh. Khuôn mặt nghiêm một chút, Ngô Nhiên Đông bình tĩnh lên tiếng, sở dĩ chuyện này tại còn lại ba châu, truyền đi đầu đường cuối ngõ đều là, mọi người đều biết, theo mặt ngoài đến xem, Lạc Gia hoàn toàn đối lý, Trung Châu cách làm cũng đều thỏa. Mà lại thêm Trung Châu phái đi còn lại ba châu ba cái kia đặc sứ, cũng là ba tấc không nát miệng lưỡi thế hệ, khẩu chiến quần nho, để ba châu thực sự không có lý do trộn lẫn bên trong. Hơi hơi gật gật đầu, Trác Phàm tiếp tục nói, đây chính là ý, cũng là mọi người cái gọi là chính. Giết người thì đền mạng, thiếu nợ thì trả tiền, thiên kinh địa nghĩa. Đạo lý này xâm nhập nhân tâm, cũng là mọi người có thể hợp tác lẫn nhau cơ sở trật tự. Nếu như không có cái này trật tự, nhân loại cũng là năm bè bảy mảng, chớ nói chi là có các châu tập đoàn lợi ích tồn tại. Sở dĩ trên đại thể, tất cả mọi người không thể phản đối đạo lý này, nếu không thì là phủ định chính mình. Như vậy Lạc Gia không có chứng cứ rõ ràng chứng minh chính mình trong sạch trước đó, ai cũng không có cách nào nói đỡ cho hắn. Điện chủ nói có lý, hiện tại ba châu tranh luận phổ biến nhất, cũng là có đáng giá hay không đến bao che Lạc Gia. Như là công khai chống đỡ, cái kia chính là xóa bỏ mọi người trong lòng công lý, nếu là chẳng quan tâm, lại sợ Trung Châu mượn cơ hội đối Tây Châu làm khó dễ, tổn hại cái này một minh hữu. Lại thêm Trung Châu đặc sứ đều tại các châu, sở dĩ hiện tại các châu mặc dù không có đại động tác, nhưng cũng là hết sức cùng đặc sứ câu thông, hy vọng đem việc này chuyện lớn hóa nhỏ, việc nhỏ hóa không. Đúng vậy a, đây chính là vì cái gì khai chiến cũng nên có cái mượn cớ mới được. Nhất định phải đem một cái chữ chính cõng lên người, nếu không bất nghĩa chi chiến, cái thứ nhất uy hiếp được cũng là tự thân. Khóe miệng hơi vểnh lên, Trác Phàm không khỏi khẽ cười một tiếng, bất quá các châu sợ kiếm tinh phát động đại chiến, lại là không cần thiết, hôm nay Bách Lý Kinh Vĩ cẩn thận chặt chẽ, kiếm tinh đế quốc cuồn cuộn sóng ngầm, quá đại trận chiến sẽ chỉ làm quốc thể bất ổn. Sở dĩ lần này hắn mới chỉ ra 5 triệu tinh binh, tại biên cảnh thị uy, bất quá hù dọa một chút thôi, không có gì quan trọng. Tán đồng gật đầu, Ngô Nhiên Đông mỉm cười, điện chủ nói là, hiện tại Bách Lý Kinh Vĩ phát giác chúng ta Thiên Ma Điện tồn tại, không có khả năng giống như trăm năm trước động can qua lớn như vậy. Không khỏi hiển nhiên, hắn cho dù là đe dọa một chút, các châu cũng đã bị hù dọa, ha ha ha. Không sai, bốn châu đã không muốn giống như trăm năm trước một dạng. Tổn thất nặng nề. Thật dài phun ra một ngụm chọc khí, Trác Phàm khuôn mặt không khỏi nặng nề, như vậy. Bốn châu cùng Bách Lý Kinh Vĩ hòa giải kết quả, cũng chỉ có thể đẩy dê thế tội. Mộ Dung cô nương, chúng ta lại đi Lạc Gia xem một chút đi. Nếu là biển mây còn nhớ rõ ta lúc đầu điệu bộ, Bách Lý Kinh Vĩ kế này, làm có thể trong nháy mắt tan rã. Thế nhưng là, hắn dù sao không phải ta. Chậm rãi đứng dậy, Trác Phàm chậm chậm rời đi. Mộ Dung Tuyết theo thật sát, Ngô Nhiên Đông thì là khom người cúi đầu, cung kính nói cung tiễn điện chủ. Cùng lúc đó, không trung Lạc Minh bản bộ, tất cả mọi người mặt ủ mày trao, mày nhăn lại một cái vấn đề, một bên chờ đợi xong Long Viện bên kia tin tức, một bên tỉ mỉ suy tư giải quyết lương sách. Không khỏi hiển nhiên, tất cả mấu chốt đều tại quả thân vương bị giết một sự tình phía trên, chỉ phải giải quyết việc này, Trung Châu liền không có hùng hổ dọa người lý do, lại xuất binh cũng là cố tình gây sự. Bốn châu một thể cùng chống chọi với chi. Nhưng bây giờ, cái kia quả thân vương đúng là Lạc Tư Phàm ba người giết, chứng cứ vô cùng xác thực, người ta đế quốc truy vấn, cũng là chuyện đương nhiên. Nói là có người thiết kế, nhưng đã người ta trăm phương ngàn kế bố cục, lại có thể để người tùy tiện tìm tới manh mối. Lại nói người áo đen kia càng thêm khó có thể tìm ra, đặc sứ đoàn đến những tinh binh kia tướng mạnh bên trong nhiều như vậy hộ vệ. Tùy tiện cái nào đều có thể là dẫn dụ ba cái tiểu quỷ người áo đen, lại là mò kim dưới đáy biển, người chỗ nào có thể tìm đến ra. Ai, khó giải. Than dài lấy lắc lắc đầu, Gia Cát Trường Phong cùng còn lại hai vị quản gia nhìn nhau một cái, đều là cau mày nhíu chặt, thở dài lên tiếng, kế này nhất định là Bách Lý Kinh Vĩ sở thiết, chỉ là hắn vì sao làm như thế. Chẳng lẽ vẻn vẹn là nhằm vào chúng ta Lạc Gia sao? Thế nhưng là chúng ta Lạc Gia cho dù nhận tội lại như thế nào. Đại không giao ra hiểm nghi hung phạm, cũng coi như có cái bản giao. Cầm một cái thân vương tánh mạng,
đổi ba người chúng ta hài tử. Hắn đến tột cùng muốn làm gì? Thật sâu liếc hắn một cái, Lãnh Vô Thường sắc mặt trầm ngưng, trong lòng có chủ ý, rất hiển nhiên hắn mắt không tại ba cái tiểu quỷ, bởi vì hắn biết, gia chủ là tuyệt sẽ không đem tiểu tiểu tỷ giao ra. Nói, Lãnh Vô Thường dương mắt nhìn về phía chính bên trong vị trí, một mặt sầu tư Lạc Vân Hải. Lạc Tư Phàm tại mẫu thân trong ngực, nhìn lấy phụ thân, cũng là đầy bụng ủy khuất, hai mắt đẫm lệ rưng rưng. Hiu! Bỗng nhiên, một đạo tiếng xé gió lên, Ôn Đào cùng Vũ Thanh Thu hai người vội vã đi vào trước mặt bọn hắn. Thế nào, gặp bọn họ đến, Lạc Vân Hải vội vàng đứng lên, tiến ra đón, hỏi, hai vị trí tôn bọn họ, muốn xử trí như thế nào việc này? Liếc nhìn nhau, hai người đều có chút khó khăn, cuối cùng vẫn là từ Vũ Thanh Thu nói, Vân Hải lão đệ, lần này chúng ta đến một lần đối lý, thứ hai Bách Lý Kinh Vĩ sớm đã đối còn lại ba châu làm tốt ngang dọc kế sách. Cảm thấy đây không phải bốn châu cộng đồng lợi ích, hoàn toàn là ân oán cá nhân. Hy vọng có thể đại thu nhỏ, tiểu hóa không, tránh cho khai chiến. Song tôn ý là, chính mình sự tình chính mình, hy sinh cá nhân, cam đoan Tây Châu an ổn. Đem hung thủ giao ra, cho bọn hắn một cái công đạo là được. Nếu là đến lúc đó bọn họ còn không chịu từ bỏ ý đồ lời nói, cũng là khinh người quá đáng, còn lại ba châu hội chung bảo vệ Tây Châu. Quả nhiên, lời vừa nói ra, Gia Cát Trường Phong bất đắc dĩ nằm tựa lưng vào ghế ngồi, thở dài một hơi. Lạc Tư Phàm cũng là một tiếng khóc nỉ non, vùi sâu vào mẫu thân trong ngực, mẫu thân. Nhớ Trần Tục, đừng lo lắng, nương sẽ không để cho ngươi có việc. Vỗ nhẹ nhẹ lấy nàng lưng, Nguyệt Nhi cũng là tràn ngập lệ nóng, đau lòng không thôi. Mí mắt hơi hơi run run, Lạc Vân Hải không khỏi khẽ cắn môi, nói cách khác, hai vị trí tôn là để ta đem nữ nhi giao ra. Dùng nhớ Trần Tục mệnh đi buộc thôi học Trung Châu gót sắt. Trầm ngâm không nói, hai người đều là bất đắc dĩ cúi thấp đầu. Thế nhưng là bọn họ có biết hay không, nữ nhi của ta là bị người hãm hại. Một tiếng bạo giống, Lạc Vân Hải giận dữ lên tiếng. Nhẹ nhàng gật gật đầu, Vũ Thanh Thu thở dài nói, sự kiện này, người sáng suốt xem xét đều biết làm sao chuyện, nhưng là chứng cứ đâu? Không có chứng cứ, Trung Châu thì có xuất binh khẩu thực. Mà lại còn lại ba châu cũng không có quyền tự tiện nhúng tay. Không phải vậy, lấy cái gì danh nghĩa viện trợ, trợ giúp Tây Châu Lạc Minh, bao che sát hại đặc sứ nghi phạm. Như thế tới nói, ba châu cao tầng còn như thế nào chữa trị quản lý chi địa, tất nhiên sẽ gây nên không phục. Chiến tranh, nhất định muốn chính nghĩa, cho dù là trên mặt mũi, cũng nhất định phải khoác cái này vỏ ngoài. Đúng vậy à, bây giờ không phải là bốn châu không tề tâm hiệp lực, chỉ là không có lý do nhúng tay. Vỗ nhẹ nhẹ đập Lạc Vân Hải bả vai, Ôn Đào thật sâu liếc hắn một cái, Vân Hải lão đệ, xin lỗi, các huynh đệ lần này thật sự là có lực không thể giúp. Mi mắt nhẹ nhàng run run, Lạc Vân Hải khuôn mặt giật mình lo lắng, quay đầu lại nhìn một chút nước mắt như mưa nữ nhi về sau, trong mắt chợt tinh quang nhất định, bỗng nhiên quay người đi ra ngoài, nháy mắt không thấy tăm hơi. Mọi người sững sờ, không rõ ràng cho lắm, nhưng là cũng không có đuổi theo. Cũng hứa minh chủ muốn yên tĩnh a, Trung Châu 5 triệu gót sắt, tuy nói không nhiều, nhưng là từ kiếm vương dẫn đội, một khi chiến lên, cũng là sinh linh đổ thán, tiền tuyến tướng sĩ tất nhiên tổn thất nặng nề, đây cũng là Tây Châu tất cả mọi người không muốn nhìn đến a. Ba ngày sau, đồng dạng là một cái đen nhánh ban đêm, Vũ Văn Dũng chậm rãi tại một cái che lấp giữa rừng núi. Bỗng nhiên, một đạo tiếng xé gió lên, một cái thân ảnh quen thuộc liền đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Nhìn thấy hắn đến, Vũ Văn Dũng không khỏi si ngốc cười một tiếng, ôm ôm quyền nói, u, đây không phải Lạc Minh Chủ sao? Vừa mới cho ta truyền tin, mời ta đến gặp mặt, thì là ngươi sao? Không biết cái này đếm tối gió lạnh, đêm giết người, Lạc Minh Chủ muốn làm gì? Buông tha nữ nhi của ta bọn họ, âm trầm một khuôn mặt, Lạc Vân Hải hung hăng theo dõi hắn, lạnh lùng lên tiếng. Chố mắt nhìn, Vũ Văn Dũng nhất thời sùi cười rộ lên. Lạc Minh Chủ lời ấy ý gì? Lệnh thiên kim giết thân vương đại nhân, là kiếm tinh tội ác tài trời phạm nhân. Hiện tại đã huyên náo xôn xao dư luận, ngươi lại làm cho ta buông tha con gái của ngươi. Ngươi tìm nhầm người a, ta chỉ là một cái đặc sứ, không có quyền lực này xá miễn đế quốc trọng phạm. Thiếu cùng ta cố làm ra vẻ, nơi này chỉ có hai người chúng ta, mọi người mở khai thiên song thuyết lượng thoại, các ngươi làm như thế, đến tột cùng muốn làm gì? Song đồng hung hăng chừng một cái, Lạc Vân Hải quát to. Trầm ngâm một chút,
Vũ Văn Dũng nhìn hai bên một chút, chợt lộ ra nụ cười quỷ dị, không có gì, chúng ta ý tứ ngay từ đầu thì rất rõ ràng, vì quả thân vương lấy lại công đạo, bắt mấy cái hung thủ trở về trừng phạt. Vũ Văn Dũng đem hồi chữ cắn cực kỳ dùng lực, nhìn về phía Lạc Vân Hải ánh mắt, cũng mang theo dị dạng thần quang. Nhớ Trần Tục cái kia mấy đứa bé miệng còn hôi sữa, các người bắt trở về cũng không có tác dụng gì. Minh bạch hắn ý tứ, Lạc Vân Hải ánh mắt híp lại, bình tĩnh lên tiếng, ta đi với các ngươi, Bách Lý Kinh Vĩ lần này không phải hướng ta tới sao? Vậy ta giống như các ngươi mong muốn, cùng các ngươi hồi Trung Châu. Thật sâu liếc hắn một cái, Vũ Văn Dũng bất giác bật cười một tiếng, cùng chúng ta hồi Trung Châu. Đường đường Lạc Minh Minh chủ, Tây Châu một nửa giang sơn đều là ngươi, chúng ta vô duyên vô cớ làm sao có thể đem nguyên soái đại nhân buộc ra Tây Châu đâu. Cứ như vậy, ngươi những cái kia đồng liêu cùng công chi, dẫn tới thế giới đại chiến thì không tốt. Ta mặc dù không tại Tây Châu nhiều năm, nhưng cũng rất rõ ràng, Lạc Minh chủ nhân nghĩa làm đầu, bằng hữu thế nhưng là có rất nhiều cái nào. Tùy tiện động tới ngươi, chúng ta nhưng là muốn chọc tổ ong vò vẽ. Bớt nói nhảm, không liền muốn cái mượn cớ sao. Cười lạnh, Lạc Vân Hải khinh thường bĩu môi, quả thân vương là ta sai xử cái kia ba tên tiểu gia hỏa động thủ, bọn họ thì cùng một số thích khách một dạng, chỉ là nghe ta mệnh lệnh hành sự mà thôi. Cái tội danh này, ta khiêng, ta cái này thủ phạm tự chui đầu vào lưới, những cái kia nghe lệnh hành sự tiểu đông tây, thì thả bọn họ một con đường sống đi. Nhìn chằm chằm cái kia kiên nghị ánh mắt không thả, Vũ Văn Dũng trầm ngâm một chút, lại là chợt đùa cười rộ lên, lời ấy. Thật chứ? Lạc gia gia chủ, từ trước đến nay nhất ngôn cửu đỉnh. Vậy thì tốt, đã Lạc Minh chủ đều nói như vậy, ta sẽ không lại cho mặt mũi này, nhưng là không còn gì để nói, hắc hắc hắc. Cười gian một tiếng, Vũ Văn Dũng bỗng dưng trong mắt tinh mang lóe lên, làm ra cái mời thủ thế, như vậy Lạc Minh chủ, mời đi. Chỉ là ngươi phải hiểu được, thẳng đến ngươi nhập ta kiếm tinh biên giới trước, trên biên cảnh 500 vạn đại quân là không biết rút lui. Cái này không cần đến ngươi nói. Trong lòng ta minh bạch. Không có liếc hắn một cái, Lạc Vân Hải sắc mặt bình tĩnh, thẳng đi thẳng về phía trước. Vũ Văn Dũng thì là sau đó theo, khóe miệng cong lên nụ cười đắc ý. Sáng sớm ngày thứ hai, Trung Châu sứ đoàn trở về tin tức truyền khắp Tây Châu các ngõ ngách, đồng thời còn có một cái khiến cho mọi người đều chấn kinh tin tức nặng ký, thì là Lạc Minh Minh chủ, đại nguyên soái Lạc Vân Hải, bởi vì sai sự cấp dưới ám sát Trung Châu đặc sứ quả thân vương. Bị binh bộ thị lang Vũ Văn Dũng áp giải trở về, công khai xử tử. Hiu hiu hiu. Từng đạo tiếng xé gió vang lên, tại Vũ Văn Dũng đặc sứ đoàn vừa muốn lên đường thời điểm, hàng trăm hàng ngàn cao thủ cùng nhau hạ xuống tại cái này nho nhỏ không trung trong đế đô, nhất thời liền đem nơi này vây nước chảy không lọt, đầy mặt sát khí, trong mắt đều là sát ý. Liếc mắt quét tỏa ra bốn phía, Vũ Văn Dũng cười lạnh, nhìn về phía một bên Lạc Vân Hải, không chút phật lòng. Lạc Minh chủ, ta liền nói ngươi bằng hữu cỡ nào, chúng ta còn không có di động một bước, những người này ngược lại tìm tới cửa, hừ hừ hừ. Các vị, mời nhường một chút đi. Minh bạch hẳn ý tứ, Lạc Vân Hải tiến lên một bước, khom người chỉnh trọng liền ôm quyền, đa tạ các vị đối biển mây cùng Lạc Minh quyền quyền tâm ý, chỉ là lần này Trung Châu cùng Tây Châu chiến tranh đối mặt, đều là bởi vì biển mây mà lên. Hôm nay có thể lấy biển mây nhất mệnh, giải Tây Châu nguy cơ. Quả thật biển mây mong muốn, mời các vị. Thành toàn đi. Nói, Lạc Vân Hải đã là thật sâu hướng mọi người khom người bái hạ. Thân thể hơi hơi lắc một cái, tại chỗ tất cả mọi người cũng là một mặt kính phục ôm quyền thi lễ, Lạc Minh chủ đại nghĩa, chúng ta kính ngưỡng. Cha! Lúc này, một tiếng kêu rên, Lạc Tư Phàm bóng hình xinh đẹp chợt từ trong đám người vọt ra đến, rất nhanh liền tới đến cha nàng bên cạnh, nước mắt chảy ngang cha, đều là nữ nhi gặp rắc rối. Đây cũng là ta đến khiêng mới đúng, làm sao có thể để phụ thân ngài thay nữ nhi. Thế mà, không giống nhau nàng nói xong, Lạc Vân Hải đã là chậm rãi khoát khoát tay, mỉm cười, nhớ Trần Tục, vốn là việc này thì chuyện không liên quan ngươi, bọn họ cũng là hướng ta tới. Nếu không, bọn họ lại có thể đáp ứng ta tùy tiện chống đỡ. Tốt, trở về đi, không cần vì chuyện này canh cánh trong lòng, sau này không có việc gì. Cha! Lạc Tư Phàm gào khóc lên. Khóc nức nở không ngừng, Long Kiếm Sơn cùng Tạ Niệm Dương hai người tới cha con hai người bên người, cũng là bi thương cúi thấp đầu, tâm tình nặng nề. Lúc này, Lạc Vân Thường, Nguyệt Nhi cùng Gia Cát Trường Phong chờ người Lạc gia ào ào đến đông đủ, vốn định đem gia chủ cứu trở về,
nhưng nhìn đến Lạc Vân Hải tâm ý đã quyết, liền cũng đành chịu thở dài, không cần phải nhiều lời nữa. Chỉ có Nguyệt Nhi, chậm rãi đi vào Lạc Vân Hải bên người, nhẹ nhàng nắm ở bàn tay hắn, ta đi chung với ngươi. Nguyệt Nhi, đừng quên, từ khi lúc trước chúng ta tay dắt cùng một chỗ về sau, thì không thể tách rời. Mỉm cười, Nguyệt Nhi thật sâu liếc hắn một cái, vừa nhìn về phía Lạc Vân Thường nói, đại tỷ, về sau nhớ Trần Tục bọn họ nắm ngươi chiếu cố. Mí mắt nhỏ khẽ run run, Lạc Vân Thường tại vợ chồng bọn họ hai người trước người băn khoăn rất lâu, cuối cùng thống khổ nhắm đôi mắt lại, gật gật đầu. Nương, ngươi, hai mắt đẫm lệ rưng rưng, Lạc Tư Phàm bi thương càng sâu. Nguyệt Nhi lại là nhẹ nhàng vuốt vuốt nàng hai gò má, lộ ra hạnh phúc nụ cười, nguyện đến một người tâm, bạch thủ bất tương ly. Nhớ Trần Tục, đời này kiếp này ta cùng cha ngươi không biết tách ra, cũng không có cách nào lại chăm sóc ngươi, xin lỗi. Cha, mẹ, khàn giọng giống to, Lạc Tư Phàm khóc càng sâu, mỹ lệ mắt to đều đi theo sưng đỏ. Lạc Vân Hải cùng Nguyệt Nhi lại là liếc nhìn nhau, lộ ra vui vẻ nụ cười, vỗ nhẹ nhẹ vỗ đầu nàng, liền đem nàng giao cho Lạc Vân Thường trong tay. Hướng bọn họ đưa tới một cái yên tâm ánh mắt, Lạc Vân Thường liền chăm chú đem cái này đại cháu gái ôm vào trong ngực, lại không để nàng động đậy. Chỉ là cảm thụ lấy nàng dãy giụa, Lạc Vân Thường cái này làm cô, cũng là đóng chặt lại hai con ngươi, mí mắt một mảnh ẩm ướt, lòng tại máu. Về sau Lạc gia, làm phiền ba vị quản gia. Sau cùng, Lạc Vân Hải phu phụ hướng ra Cát Trường Phong bọn họ thật sâu cúi đầu, liền theo Vũ Văn Dũng áp giải rời đi nơi này. Một đường lên, Tây Châu tai to mặt lớn nhân vật, đều đến đưa tiễn. Bọn họ cũng đều biết, Lạc gia ngàn vàng bị người oan khuất, không đành lòng nữ nhị oan uổng gặp nạn, lại muốn lắng lại mọi người, Lạc Vân Hải đành phải tự mình đi ra gánh trách nhiệm. Tất cả mọi người khâm phục hắn đại nghĩa, trong lòng một trận kính phục. Không trung hoàng đế Vũ Văn Thông, tông chủ các tông, Vũ Thanh Thu, Ôn Đào các loại, thậm chí ngay cả đã từng đối thủ, mới vừa cùng giải Tần Minh Minh chủ Tần Hạo đều đến. Bởi vì cái gọi là chi giao khắp thiên hạ, Lạc Vân Hải đoạn đường này đưa tiến, có thể tính là Tây Châu cao tầng hội nghị một dạng, cho dù là áp giải Vũ Văn Dũng cũng nhìn không được giật nảy cả mình. Cái này Lạc Minh Thanh thế, tại Tây Châu so hắn tưởng tượng đến còn muốn lớn a. Chỉ bất quá, bên trong duy chỉ có thiếu nặng ký nhất một cái thế lực, Song Long Viện đại biểu. Ẩn tàng tại chỗ tối, nhìn lấy đây hết thảy Trác Phàm, không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu ai, cái này hai cái lão gia hỏa a, liền bộ dáng đều không làm một chút sao. Hừ hừ, dù nói thế nào người ta cũng là vì Tây Châu an bình hy sinh, với tư cách là Tây Châu đầu lĩnh, cũng không tới bày tỏ một chút, đoán chừng muốn bị rất nhiều người oán trách. Làm sao, ngươi không xuất thủ cứu một chút sao? Cái này Lạc Vân Hải không chết trong tay Đan Thanh Sinh, nhưng là muốn tại Kiếm Tinh Đế Đô chết oan. Bên cạnh Mộ Dung Tuyết nghiêng liếc nhìn hắn, trêu ghẹo nói. Chậm rãi lắc đầu, Trác Phàm từ chối cho ý kiến, Bách Lý Kinh Vĩ làm chuyện lớn như vậy, huy động nhân lực, thì vì trừ rơi một cái Lạc Minh Minh chủ. Ha ha, quân cờ chỉ có trong tay, mới là quân cờ, người đem khác bóp nát, không đáng một đồng. Biển Mây lần này đi Kiếm Tinh, không dễ dàng như vậy chết. Hắn giá trị lợi dụng, Bách Lý Kinh Vĩ còn không có chính thức ép đây, sao bỏ được hắn chết đâu. Ngươi nói là, Bách Lý Kinh Vĩ muốn động. Đúng a, tăng thêm Biển Mây con cờ này, trong tay hắn thẻ đánh bạc cần phải không sai biệt lắm, sắp động. Chỉ cần hắn thoát động, ta liền có thể động. Nhếch miệng cười một tiếng, Trác Phàm than nhẹ lên tiếng, chỉ là trăm năm qua đi, bốn châu cao tầng vẫn không có gì tiến bộ, bị Bách Lý Kinh Vĩ chơi đến xoay quanh a. Thật sâu liếc hắn một cái, Mộ Dung Tuyết bật cười nói, thế nào, trước mắt ván này còn có khác giải pháp. Ta cảm thấy Lạc Vân Hải như thế giải, lấy một tính mạng người đổi thiên hạ an nguy, rất đại nghĩa. Cái kia ấn người giải pháp, ván này muốn làm sao giải? Hừ, lấy chính mình mệnh đổi thiên hạ an nguy, đại nghĩa là đại nghĩa, bất quá đây không phải hắn giải, là không có cách nào, bị Bách Lý Kinh Vĩ làm cho như thế giải. Cười lạnh, Trác Phàm bất đắc dĩ lắc đầu. Mộ Dung cô nương, ngươi cùng Biển Mây bọn họ chỗ tôn sùng loại này đại nghĩa, nhìn qua thật vĩ đại, trên thực tế lại có đại hại. Cuối cùng hại người hại mình, sinh linh đổ thán. Nói thế nào? Đúng, ta đáp ứng cho ngươi kể chuyện xưa, hiện tại vừa vặn hợp với tình hình, giảng cho ngươi nghe như thế nào? Không có trực tiếp trả lời hắn vấn đề, Trác Phàm nhếch miệng mỉm cười, thì thào lên tiếng, lúc trước có hai quốc gia,
mấy năm liên tục chinh chiến. Song phương lẫn nhau có tù binh, có khi trao đổi, nhưng dư thừa lại làm nô lệ đến sử dụng. Bên trong một quốc gia, ra một cái pháp lệnh, chính là có người có thể đem bản quốc tù binh chuộc về, tất có trọng thưởng. Sau đó rất nhiều hành cước thương nhân, tại trên đường đi qua địch quốc lúc, đều sẽ thuận tiện đem một số tù binh mua về, nhận lấy khen thưởng cùng vinh dự. Nhưng là có một người, tại chuộc về tù binh về sau, lại là không có nhận lấy bất luận cái gì thù lao, rất sảng khoái giao cho quan phủ, người cảm thấy hắn người này thế nào. Mi mắt khẽ run, Mộ Dung Tuyết trầm ngâm một chút, hiên ngang lẫm liệt sự tình, bất kể tiểu huệ, chính phái tác phong. Đây chính là ngươi cho rằng chính, đúng không? Đúng vậy à, gật gật đầu, Mộ Dung Tuyết chuyện đương nhiên. Nhịn không được cười lớn một tiếng, Trác Phàm tiếp tục nói, nhưng cố sự này vẫn chưa xong đây, làm cái này ngươi cho rằng hiên ngang lẫm liệt người trở lại lão sư hắn chỗ, đem tất cả mọi thứ dương dương tự đắc báo cáo cho lão sư hắn lúc, ngươi đoán lão sư hắn phản ứng gì? Lão sư hắn nếu như cũng là một cái chính phái người, cần phải hội đại thêm khen ngợi. Lão sư hắn đương nhiên là cái chính phái người, được người tôn kính, nhưng là cũng không có khen cái này đệ tử, mà chính là trực tiếp cho hắn hai bàn tay, ba ba, ha ha ha. Vì cái gì, không khỏi sững sờ, Mộ Dung Tuyết nhất thời kêu lên. Ta cười một tiếng, Trác Phàm sâu xa nói, đúng vậy a, cái kia đệ tử cũng là rất là kỳ lạ, hắn bất kể danh lợi, giúp người thoát ly khổ hải, có lỗi gì sao? Lúc này lão sư hắn cho ra đáp án, nguyên bản quan phủ dán ra cái này nhất pháp khiến về sau, một số hành cước thương nhân đem quốc gia mình tù binh chuộc về, thoát ly nô lệ chi thân, đã có thể được đến khen thưởng, lại có thể được đến người khác tôn trọng, bởi vì bọn hắn cứu hắn người nhất mệnh, được cả danh và lợi. Thế nhưng là nếu có người chuộc về tù binh, lại không muốn khen thưởng, hậu quả là cái gì? Chuộc tù binh cần tiền tài, thế nhưng là ngươi muốn thưởng, thì lộ ra ngươi đạo đức thấp, không đủ chính phái. Làm rút đao tương trợ, cứu người khổ hải trở thành trạng thái bình thường, cũng không phải là cái gì đạo đức cùng chính nghĩa. Mà trung gian nỗ lực vất vả, không có bổ khuyết, ai còn sẽ đi làm. Tựa như người kia chuộc về tù binh, không muốn thưởng, tự cho là đúng chính. Nhưng mọi người cầm hắn làm rêu rao về sau, ai còn sẽ đi lại chuộc tù binh. Bồi thường tiền còn không phải tên, mua bán lỗ vốn. Cứ như vậy, những cái kia tù binh không chiếm được chuộc về, cũng là địch quốc nô lệ, thì sẽ một đời một kiếp sống trong nước sôi lửa bỏng. Như vậy như thế tới nói, ngươi đến tột cùng là làm chính nghĩa sự tình, vẫn là tà ác sự tình. Đã là hoàn toàn mơ hồ, Mộ Dung Tuyết kinh ngạc nhìn Trác Phàm, không nói ra một câu. Trong lòng tồn lấy chính, không nhất định chỉ làm phúc thương sinh, trong lòng tồn lấy ma, cũng không nhất định thì sinh linh đổ thán. Bạch! Trong tay ánh sáng lóe lên, lấy ra một tấm trắng noãn trang giấy, ngăn tại hai người trước người, Trác Phàm nhếch miệng cười một tiếng, sâu xa nói, tựa như tờ giấy này, ta nhìn mặt này là chính, ngươi nhìn cái kia mặt cũng là chính, nhưng đến tột cùng ai là chính, nói rõ được sao? Ách! Trong lòng trì trệ, Mộ Dung Tuyết không rõ ràng cho lắm. Không khỏi cười lớn một tiếng, Trác Phàm hất lên trang giấy, sau cùng chúng ta tuyển không phải chính và tà. Mà là chúng ta muốn đối mặt cái kia mặt, liền đầy đủ. Biết người khác muốn làm gì, chúng ta mới có thể cho bọn hắn muốn nhìn cái kia một mặt. Tựa như cái kia cố sự một dạng, tất cả mọi thứ mục đích, đều là vì chuộc về tù binh, cứu bọn họ thoát ly khổ hải, cũng không phải là biểu dương ngươi đạo đức, ngươi làm nhiều như vậy dư thừa sự tình làm gì, làm trở ngại chứ không giúp gì, ha ha ha. Thế nhưng là, như thế nào mới có thể nhìn đến chúng ta muốn nhìn cái kia một mặt? Cái này nhìn xu thế. Khóe miệng hơi vểnh lên, Trác Phàm thở dài một hơi, nhân tính tự tư, người không có thể phủ nhận điểm này. Nhân tâm sinh ma, người cũng không thể xóa đi điểm này. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng, để một cái có ma người, làm lớn thích sự tình. Tựa như cái kia pháp lệnh một dạng, làm cho tất cả mọi người chuộc về tù binh, làm một kiện việc thiện thời điểm, còn có thể thỏa mãn tên người lợi dục. Đây cũng là xu thế. Phù hợp tất cả mọi người hướng tới xu thế. Người tốt cùng tư dục, không có mâu thuẫn. Nhân tâm chi chính, không là muốn đem nhân tâm ma trừ bỏ, mà là muốn đem nhân tâm ma bao dung, chính ma có lẽ cũng không phải là đối lập. Thật sâu liếc hắn một cái, Mộ Dung Tuyết giống như có điều ngộ ra, gật gật đầu, nói cách khác, chỉ cần là hướng về tốt phương diện phát triển xu thế, mặc kệ thủ đoạn gì, đều đơn giản chính ma, có thể cho phép. Đối với thiện lương chính trực Mộ Dung tiểu thư mà nói, cái này thật là ngươi mong muốn.
mỉm cười, Trác Phàm khoan thai lên tiếng, tựa như một cái khác cố sự một dạng, một tên trộm tiến một hộ đại hộ nhân ra trộm đồ, đúng lúc ngộ về đến trong nhà chủ nhân trọng thương muốn chết, sau đó gọi người tới cứu trị, lại là bởi vậy bị bắt lại. Thế nhưng là tại trên đại sảnh, huyện thừa trực tiếp đem hắn phóng thích. Phán quyết từ nói như thế, ta tình nguyện về sau ăn trộm đều sẽ cứu người, cũng không muốn thế gian biến thành tu la địa ngục, không người quan tâm sinh mệnh. Đây cũng là một cái xu thế, theo lý thuyết, hắn đem ăn trộm thả đi, pháp lý không cho. Nhưng lại tạo nên một cái xu thế, đối với sinh mạng trân trọng, thế gian không có so sinh mệnh càng vật quý trọng. Như thế lời nói, tin tưởng chỗ đó người cho dù là đạo tặc, cũng sẽ không tùy ý đả thương người. Bởi vì đả thương người trọng tội, không thương tổn tiếng người hội nhẹ phán. Rõ ràng là vì chính mình dự định ma, nhưng bởi vì một cái xu thế, thì diễn hóa thành thiếu làm hại nhân mạng chính. Kết quả là, ma vẫn là ma, cướp vẫn là cướp, đoạt vẫn là đoạt, nhưng lại sẽ không làm tiếp đả thương người sự tình. Không vì gì khác người, cũng vì chính mình. Kinh ngạc nhìn gật gật đầu, Mộ Dung Tuyết trong lòng trong nháy mắt sáng sủa lên, phảng phất có một cánh cửa sổ môn hướng nàng mở ra, vì nàng mở ra tân thế giới. Lạnh nhạt cười cười, Trác Phàm lần nữa quay đầu nhìn về phía những người kia sóng chiều động chỗ, như vậy chúng ta lại đến nói một chút biển mây a. Lần này hắn một người chống đỡ tội danh, bảo vệ Tây Châu an vui, xác thực hiên ngang lẫm liệt. Nhưng là tại cái này về sau, Bách Lý Kinh Vĩ ý đồ tính toán đạt đến. Ý hắn đồ. Không tệ, tại Tây Châu nảy ra một cái lỗ hổng đi ra. Hơi hơi gật gật đầu, Trác Phàm bình tĩnh nói, biển mây cái này trăm năm qua phát triển quá mức cấp tốc, mà lại tính nhắm vào cũng quá mạnh, thế muốn cầm đến Tây Châu quyền nói chuyện, nơi nhằm vào không thể nghi ngờ cũng là Song Long Viện. Cái này có điểm giống lúc trước Lạc Gia Đường xưa, chỉ là ban đầu ta sở dĩ dám như vậy cấp tốc phát triển, là bởi vì ta có tự tin, trong thời gian ngắn bế nghĩa thiên hạ. Nhưng bây giờ Lạc Minh cho dù phát triển lại nhanh, cũng không có có năng lực như thế, bởi vì thiếu khuyết hạng cân nặng cao thủ tỏa chấn, cái này chắc chắn dẫn đến thay thế Song Long Viện, còn cần xa xưa thời gian. Mà hướng lão đại đoạt vị loại sự tình này, chỉ có thể cấp tốc xử lý, kéo càng lâu càng nguy hiểm. Năm đó ta mang Lạc ra, cũng là lấy nhanh đánh nhanh, tại phát triển trước đó, đều muốn che giấu, sẽ không để cho người một chút phát hiện. Hiện tại Lạc Minh ý đồ, đâu chỉ bị phát hiện, đều bị phát hiện mấy chục năm. Tuy nói bởi vì địa vị nguyên nhân, Song Long Viện không dám công khai như thế nào, nhưng hiểm khích lại càng lúc càng lớn. Lần trước Đan Thanh Sinh cùng lần này thân vương gặp chuyện sự tình, Song Long Viện cũng không tính muốn bảo vệ Lạc Minh một chút, đây cũng là vết rách. Mà Bách Lý Kinh Vĩ, cũng là hướng đầu này vết rách đến. Ánh mắt khẽ híp một cái, Mộ Dung Tuyết cả kinh nói, người nói là, Bách Lý Kinh Vĩ không phải tìm cớ hướng Tây Châu khai chiến, mà chính là muốn cách ở giữa. Muốn khai chiến, bốn châu cùng lên, Trung Châu lại có chúng ta Thiên Ma Điện ẩn tàng, hắn cô dám đánh đại. Khẽ cười một tiếng, Trác Phàm tiếp tục nói, sở dĩ, hắn chỉ có thể đánh nhỏ đấm nhỏ, trước theo Tây Châu xé mở điều lỗ hổng. Mà đầu này lỗ hổng, cũng là Lạc Minh cùng Song Long Viện hiềm khích. Nếu như nói trước kia cái này hiềm khích còn ẩn mà không lộ, như vậy hôm nay, cái này hiềm khích đem sẽ nhanh chóng kéo ra, trở thành Tây Châu một mặt tường sắt phía trên một đầu to lớn một khe lớn. Lạc Minh tại Tây Châu sức ảnh hưởng, hôm nay chúng ta đều nhìn đến. Biển mây rơi vào kết quả như vậy, sợ sợ không chỉ Lạc Minh trong lòng không cam lòng, liền xem như Tây Châu hắn thế lực, đáy lòng cũng có lời oán giận đi. Dù nói thế nào, Song Long Viện cũng là Tây Châu lão đại, ở bên trong, lão đại làm sao răn dạy giáo huấn tiểu đệ cũng không đáng kể, nhưng ở bên ngoài, lão đại không thể hộ tiểu đệ chu toàn, cũng là lão đại thất trách. Mọi người đều biết, lần này Lạc gia thụ oan, sau cùng Lạc Vân Hải một người gánh chịu xuống cái này chịu tội, cũng là vạn vạn chạy không khỏi vận mệnh. Chỉ là trong lúc đó, Song Long Viện một chút bảo trì chi ý đều không có, liền chờ sau cùng đem tiểu đệ ném ra sự tình. Ngươi cứ để tiểu đệ nghĩ như thế nào. Trái tim băng giá a. Tuy nói Lạc Minh đối Song Long Viện thật có uy hiếp, nhưng làm kịch trung quy a, ổn định một chút hắn tiểu đệ tâm tình có thể chứ. Sở dĩ ta nói hai cái này lão đại làm sao làm Tây Châu lão đại. Ai? Da mặt hơi hơi run run, Mộ Dung Tuyết không khỏi sùi cười một tiếng. Hai vị trí tôn đều là sừng sững Tây Châu vài ngàn năm trước bối phận, đức cao vọng trọng, nào có ngươi giảo hoạt như vậy đa dạng, dụng ý khó dò. Coi như lại đức cao vọng trọng, trong lòng cũng có ma lưu giữ, cũng có ghen ghét, ý muốn sở hữu cùng danh lợi tâm.
Không phải vậy, làm sao lại nhìn Lạc Minh như thế không vừa mắt, ngay cả mình chức trách đều quên. Ai, đúng vậy à, tu luyện lại nhiều năm lão tiền bối, một trái tim vẫn là không bằng phẳng. Mộ Dung Tuyết cũng là thở dài một tiếng, có chút tiếc hận. Đạm Mạc gật gật đầu, sau đó lại lắc đầu, Trác Phàm chân thành nói, bất quá cái này cũng rất tốt, tối thiểu sự tình vừa phát sinh lúc, bọn họ là liên hệ Ba Châu Thương Thảo, cũng không có trước tiên đối Lạc gia bỏ đá xuống giếng, chứng minh bọn họ còn biết thị phi đen trắng, không có bị danh lợi làm cho hôn mê đầu, nhiều lắm là cũng là không thành tựu đi. Cái này tại cao tầng, đã là khó được thiện tâm, muốn là ta. Muốn là ngươi như thế nào? Lạc gia sớm không, Trác Phàm thẳng thắn nói. Bật cười lắc lắc đầu, Mộ Dung Tuyết thở dài nói, cái kia Lạc gia còn thật đến thắp nhang cầu nguyện, ngươi là bọn họ quản gia, không phải bọn họ địch nhân. Đúng, ngươi không phải nói ván này, ngươi hiểu biết à, làm sao giải? Ây, ta so sánh bá đạo, đoán chừng Mộ Dung cô nương nghe, lại có không nhanh. Cứ việc nói, dù sao chỉ là nghiên cứu thảo luận, ngươi lại không có ý định giải, mà lại ta hiện tại cũng bao dung cực kỳ. Ta biện pháp chính là. Trầm ngâm một chút, Trác Phàm đột nhiên lộ ra một đạo tà dị tiếu dung, cổ động tất cả Lạc gia chiến lực cùng đồng minh, cùng bọn hắn liều, giết đến máu chảy thành sông cũng không quan tâm. Hắn nãi nãi, làm lão tử người nào? Lão tử cũng là dãi nắng dầm mưa, dẫn theo dao cắt dưa hấu chặt tới, ai sợ ai? Con! Như chuông lớn mộ cổ tại trong đầu oanh minh, Mộ Dung Tuyết trong nháy mắt ngây người, bị Trác Phàm cái này một mặt lưu manh dạng cả kinh nghẹn họng nhìn chân chối, đây chính là ngươi giải pháp, đây không phải làm cho tất cả mọi người cùng ngươi cùng chết sao? Ha ha ha, ta liền nói ngươi chịu không được, còn nói có thể bao dung. Thản nhiên cười, Trác Phàm khôi phục lại bình tĩnh, Mộ Dung cô nương, vừa mới mở cái trò đùa, rộng lòng tha thứ. Bất quá ta giải pháp, thật là song công tại chiến dịch. Lực chiến đến cùng. Có câu nói người có nghe hay không qua, ngang sợ sững sờ sợ không muốn sống. Có lúc đáng sợ nhất người, cũng là người điên. Vậy cũng không có ngươi như thế điên a, lấy Lạc Minh thực lực, liều qua sao? Không cần liều, chỉ là làm bộ dáng, dọa một chút đối phương là được. Thực cùng Bách Lý Kinh Vĩ làm, cũng giống như đúc. Khóe miệng xẹt qua thần bí nụ cười, Trác Phàm thăm thẳm lên tiếng, Mộ Dung cô nương. Còn nhớ đến chúng ta vừa mới phân tích cái gì không? Xu thế. Không tệ, cũng là xu thế. Sắc mặt bỗng nhiên nghiêm một chút, Trác Phàm bình tĩnh nói, Lạc Minh thực lực xác thực so ra kém Trung Châu 10%, nhưng là rút dây động rừng. Lạc Minh tăng thêm mấy cái đồng minh thế lực chiến lực, tại Tây Châu không có một nửa, cũng có 1/3. Những thứ này chiến lực thoát động, Song Long Viện muốn thế nào hành động? Hoặc là mặc kệ không hỏi. Đem những này chiến lực đánh, tùy ý Trung Châu trà đạp. Nhưng là những thứ này chiến lực tổn thất về sau, Tây Châu còn có cái gì? Không là Lạc Minh, coi như vì chính mình, Song Long Viện tâm lý có lại lớn oán trách, cũng phải đỉnh. Mà toàn bộ Tây Châu tham chiến, với tư cách 4 châu một thể quân đồng minh, hắn 3 châu có thể tỏa quản không để ý sao? 4 châu thiếu 1 châu, đều giống như 4 châu cùng một chỗ tự sát. Sở dĩ hắn 3 châu. Sẽ không lại quản cái gì chiến tranh chính nghĩa hay không, sư xuất phải chăng có tên. Cái này tương đương với bảo vệ chiến, nhất định phải ủng hộ. Sở dĩ ta cách làm, cũng là trước bắt cóc Tây Châu, lại bắt cóc 4 châu, sau cùng bắt cóc tất cả mọi người, để bọn hắn cùng ta tham chiến, mang thiên tử lấy lệnh chư hầu, mang thiên hạ mà làm ta dùng. Có thể là cứ như vậy, không phải lại là 5 châu đại chiến, sinh linh đổ thán. Trong mắt nhịn không được co rụt lại. Mộ Dung Tuyết nhướng mày, ngươi quả nhiên là cái người điên, làm việc bất chấp hậu quả, vẫn là Lạc Vân Hải đáng tin điểm. Thản nhiên cười, Trác Phàm từ chối cho ý kiến, ai, biển mây đứa nhỏ này muốn thật đáng tin, liền sẽ không để thân nhân nếm thụ ly biệt thống khổ. Ha ha ha, Mộ Dung cô nương, đại khái ngươi lại quên, Trung Châu tình huống bây giờ là không thể nào cùng 4 châu khai chiến. Cho nên chúng ta làm cái này đại trận thức, Bách Lý Kinh Vĩ hắn chỉ có thể nhìn dương mắt nhìn. Căn bản sẽ không đánh. Cái này xu thế điểm, ngay ở chỗ này, sau cùng 5 châu hòa đàm, căn bản không có một cái vang cái rắm, cái kia thân vương thì chết vô ích. Âm hiểm tiểu tử, hừ, hung hăng nguyết hắn một cái, Mộ Dung Tuyết không khỏi bĩu môi, nhưng là khóe miệng lại xẹt qua nụ cười lạnh nhạt. Đúng vậy a, Trác Phàm hành sự nhìn như lớn mật điên cuồng, nhưng là kết quả lại đều đi hướng một mặt, vậy đại khái thì là ma đạo cùng chính đạo dung hợp,
bao dung đi. Bất quá thì ngươi có thể nghĩ tới chỗ này, Lạc Gia nghĩ không ra sao? Có lẽ không là nghĩ không ra, Lãnh Vô Thường, Gia Cát Trường Phong mấy cái này đều không phải hạng người bình thường, chỉ là... Không dám thôi. Không dám. Đúng vậy a, không có tuyệt đối nắm chắc, bọn họ đương nhiên không dám. Bất đắc dĩ thở dài, Trác Phàm một mặt thổn thức nói, muốn đánh nhiều đại trận chiến, cần đầy đủ quân cờ, Lạc Gia quân cờ vẫn là quá đơn bạc. Bọn họ không biết Thiên Ma Điện nhiều đại thế lực, liệu sẽ phối hợp trận chiến này, cũng không biết Bách Lý Kinh Vĩ kiêng kỵ, còn có mình liệu có thể chống lên tình cảnh lớn như vậy tới. Quá nhiều không biết nhân tố, còn có trọng yếu nhất, trong lòng bọn họ lo lắng, sợ bởi vậy gây xong Long Viện cùng hắn Châu cao tầng, vì Lạc Gia ngày sau mang đến tai họa ngập đầu. Lo trước lo sau, không có cái này bá lực, ý nghĩ này thì sẽ không xuất hiện. Lãnh Vô Thường bọn họ đều là ưu tú mưu sĩ, lại không phải vương giả, khí phách không đạt được a. Nghe đến hắn lời nói, Mộ Dung Tuyết trầm ngâm một chút, cũng là khẽ gật đầu, đúng vậy a, thiên hạ có bao nhiêu người có thể theo ngươi ma đầu kia một dạng, dám cầm thiên hạ sinh linh tánh mạng làm tiền đặt cược, đến thu được cơ hội thắng đâu. Tóm lại, bọn họ cẩn thận một chút tốt, dù sao, bọn họ còn không có đủ lớn mật dậm chân cơ sở. Lần nữa thật sâu nhìn một chút đi xa Lạc Vân Hải mọi người, Trác Phàm thở dài một hơi, quay người lại, biến mất bóng người. Mộ Dung Tuyết cũng là xa xa liếc mắt một cái, quay người theo sau. Lạc Vân Hải phu phụ, đỉnh lấy ám sát Trung Châu thân vương tội danh rời đi, Trung Châu 5 triệu gót sắt, cũng nhất thời rút về đi. Thấy tình cảnh này, bốn châu cao tầng không khỏi nhất thời yên tâm lại, vui mừng khôn xiết, may mắn lần này không tiếp tục hình thành chiến hỏa. Không biết Bách Lý Kinh Vĩ nghĩ như thế nào, dù sao bọn họ không muốn cùng Bách Lý Kinh Vĩ tái chiến. Dù sao, vô luận kiên quyết thực lực, cao thủ số lượng, đỉnh phong cường giả các loại, bọn họ đều thua Trung Châu không phải một cái cấp bậc. Riêng là lần trước đại chiến, bọn họ còn có Trác Phàm tỏa chấn chỉ huy, lần này như khai chiến nữa, bọn họ tìm ai đi đối phó Bách Lý Kinh Vĩ cái kia tối cường đại não a? Bất quá, mấy nhà hoan hỉ mấy nhà sầu, bốn châu các cao tầng cuồng hoan, lại là Lạc Gia đau thương. Tất cả mọi người, đại tiểu thư Lạc Vân Thường ôm lấy mặt mũi tràn đầy ngốc trệ Lạc Tư Phàm, ngồi ngay ngắn ở chủ vị trên một cái ghế, mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu. Gia Cát Trường Phong chờ ba vị quản gia, ngồi ở bên mới vài cái ghế dựa phía trên, cũng là thở dài thở ngắn, mặt ủ mày trao còn mấy cái kia cung phụng, thì càng là trầm thấp hai gò má, thẳng nôn khí thô. Đụng! Một tiếng vang thật lớn, Lệ Kinh Thiên vỗ bàn một cái, bỗng nhiên đứng lên, giống to lên tiếng, chúng ta đi đem gia chủ cứu trở về, giấu cái một năm nửa năm, tiếng gió đi qua, cũng liền không quan trọng. Đánh rắm, người làm bắt đi gia chủ là ai? Trung Châu Kiếm Tinh, chẳng lẽ lần trước tại Đan Thanh Sinh trong tay bị bại không triệt để sao? Người đi cứu, cẩn thận đem chính mình mạng già lại cho dựng vào, hừ. Thế mà, hắn lời vừa nói ra, Lãnh Vô Thường đã là hung ác nguyết hắn một cái, hét lớn lên tiếng. Nghe đến tên này, mọi người bất giác khẽ giật mình, bởi vì bình thường vị này Lãnh tiên sinh đối mấy vị cung phụng đều rất tôn trọng, không có như thế quát chói tai. Nhưng lúc này, thế mà lại đối Lệ Kinh Thiên phát lớn như vậy tính khí, rất hiển nhiên cũng là ưu tư quá độ, nôn nóng gây nên. Minh bạch tâm tình của hắn, cũng không cùng hắn tức giận, Lệ Kinh Thiên chỉ là hận hận lại vỗ bàn một cái về sau, cắn răng nói, vậy phải như thế nào, cứ như vậy để gia chủ rơi xuống trong tay bọn họ, chờ lấy bị kiếm tinh xử tử sao? Lão phu theo gia chủ trăm năm qua Nam Chinh Bắc Chiến, còn không có gặp phải như thế chuyện uất ức đây, hừ. Lệ lão, đợi chút đi. Thật sâu hít một hơi, Gia Cát Trường Phong coi như so sánh tỉnh táo, trong mắt tinh mang lóe lên, thở dài lên tiếng, Bách Lý Kinh Vĩ danh xưng thiên hạ đệ nhất tướng, tâm kế mưu trí đều siêu việt thường nhân, ánh mắt chiến lược càng là không ai bằng. Hắn phí lớn như vậy khó khăn trắc trở, chẳng lẽ chỉ vì gia chủ đầu sao? Nói câu bất kính lời nói, chúng ta Lạc Minh tại Tây Châu tuy mạnh, nhưng còn không đạt được để người kia vắt hết óc tính kế cấp độ. Lần này đột nhiên xuất hiện loại sự tình này, nghĩ đến còn có sau văn, đợi chút đi. Thằng tắp chằm chằm hắn liếc một chút, mọi người trầm mặc không nói, khẽ gật đầu. Lạc Tư Phàm hai mắt tỏa sáng, nhìn về phía hắn nói, Gia Cát Gia Gia, người nói là. Ta phụ thân còn có thể cứu. Nên có, hiện tại gia chủ là một quân cờ, cũng là không biết Bách Lý Kinh Vĩ muốn thế nào vận dụng con cờ này. Bất quá có thể khẳng định là, hữu dụng quân cờ,
không thể nhanh như vậy chết. Mi mắt chăm chú nhíu lại, Gia Cát Trường Phong thăm thẳm lên tiếng, có điều rất nhanh vừa bất đắc dĩ thở dài một hơi, chỉ là cái này Bách Lý Kinh Vĩ âm hiểm xảo trá, cơ mưu xảo đoạn, thì coi như chúng ta đoán được hắn có mưu đồ khác, lại có thể thế nào? Tránh thức đọ sức lên, chúng ta chỉ sợ căn bản không có cùng hắn đàm phán thẻ đánh bạc. Lúc này, Trác quản gia tại liền tốt, ai? Liên tục không ngừng gật đầu, Lãnh Vô Thường cũng là không khỏi cảm thán, đúng vậy a, muốn là Trác quản gia tại lời nói, gia chủ lại có thể bị dễ dàng như thế mang đi. Hắn nhất định có biện pháp, khiến Trung Châu đám người kia tự ăn quả. Nghe được lời này, mọi người tại đây, bao quát chư vị cung phụng, đều là nhìn không được hơi hơi gật đầu, trong mắt một mảnh giật mình lo lắng, tựa hồ lại nghĩ tới trước kia cao chót vót tới. Trác quản gia, mi mắt hơi hơi run run, Lạc Tư Phàm nhẹ giọng nỉ non, hắn không phải cô người yêu sao? Làm sao, hắn thật có thể cứu ta cha sao? Ba, nhẹ nhàng an ủi sờ một chút nàng cái đầu nhỏ dưa, Lạc Vân Thường khóe môi nhếch lên cười khổ, trong mắt lại là phủ đầy vui vẻ ý vị, đúng vậy a, có hắn tại lời nói, chúng ta Lạc gia liền không có không qua được khảm. Nhớ Trần Tục, có lẽ ngươi không biết, Trác quản gia là chúng ta Lạc gia đệ nhất đại quản gia, cũng là chúng ta Lạc Minh chính thức người sáng lập. Giống Minh Trung Cộng cùng sáng tạo Minh Bảy vị nguyên lão đều biết, năm đó Trác quản gia như thế nào quát tháo phong vân, đem Lạc gia mang đến bây giờ ảnh hưởng rất lớn vị trí. Lúc này, Lệ Kinh Thiên cũng là một mặt chính trọng nói, hôm nay gia chủ lấy nhân nghĩa trị Minh, có phần được lòng người. Nhưng là lúc trước Trác quản gia phích lịch thủ cổ tay, lại là để hiện tại rất nhiều lão nhân nhớ tới, đều đã kinh hãi lại rung động, đã kính vừa sợ, nhưng là đánh trong đáy lòng vẫn là bội phục cùng kính ngưỡng. Có thể nói, gia chủ hiện tại là đi vương đạo, Trác quản gia lúc trước đi được bá đạo. Mà Lạc Minh hôm nay cơ sở, thì là năm đó Trác quản gia từng bước một đánh xuống. Không có Trác quản gia, thì không có hiện tại Lạc Minh. Trong mắt không khỏi hung hăng run run, Lạc Tư Phàm một mặt kinh dị, có đúng không, cái này Trác quản gia lợi hại như vậy sao? Ta vẫn cho là, hắn chỉ là cô người yêu, các ngươi không đề cập tới, là sợ cô thương tâm. Nguyên lai hắn thế mà tại Lạc Minh như thế ảnh hưởng rất lớn, so thất nguyên lão còn trọng yếu hơn. Đâu chỉ quan trọng, cái kia thất nguyên lão nhìn thấy hắn, đều muốn tất cung tất kính đâu. Luôn luôn không phát lời U Minh, giờ này khắc này cũng không nhịn được rơi vào nhớ lại, lạnh lùng lên tiếng, có thể nói như vậy, năm đó hắn là Lạc gia thực chất gia chủ, cũng là Lạc gia hắc ám. Hắc ám? Đúng vậy a, Lạc gia có thể phát triển đến như thế gia đại nghiệp đại. Không có hắc ám là không thể nào. Nhẹ nhàng cười một tiếng, U Minh thản nhiên nói, hắn. Cũng là Lạc gia hắc ám thủy tổ, năm đó tất cả cùng hắn đánh qua quan hệ, thế nhưng là không có không sợ. Chỉ là về sau hắn rời đi, từ gia chủ tiếp nhận thực quyền, chúng ta Lạc gia mới bắt đầu đổi tính. Tuy nhiên hắc ám vẫn như cũ có, từ cái kia hai cái lão đầu tới làm, nhưng không giống trước kia như thế bạo lệ, từ sáng chuyển vào tối. Chúng ta Lạc gia cũng chủ yếu phát triển nhân nghĩa chi phong, thu nạp nhân tâm. Uy uy uy, U Minh, lão phu tại nhớ Trần Tục trước mặt, thế nhưng là hòa ái dễ gần lão gia gia, người khác chửi bới ta danh dự a. Đúng vậy a, giống như ngươi không tiếp xúc hắc ám giống như. Nghe được lời này, Gia Cát Trường Phong cùng Lãnh Vô Thường nhất thời mở miệng phản bác, hung hăng nguyết hắn một cái. Tại trước mặt tiểu bối, khác vạch trần người ta nội tình có được hay không? U Minh lại là khinh thường cười một tiếng, khinh bỉ nói, bà ngoại, còn đựng người tốt lành gì? Các ngươi nhìn xem ta, xưa nay không đựng, ta thì dám lớn tiếng nói, lão tử cho tới bây giờ không có rời đi hắc ám. Đúng thế, người cái làm tình báo, cả ngày cùng ám ảnh đội liên hệ tình báo đầu lĩnh, có thể rời đi hắc ám sao? Cát, khinh thường bĩu môi, hai cái lão đầu sùi cười một tiếng. U Minh từ chối cho ý kiến, nhưng là sắc mặt nghiêm một chút. Lại bình tĩnh nói, bất quá có thể khẳng định, lần này cần cứu gia chủ, liền không thể quang minh chính đại, liền phải từ trong bóng tối làm tay chân. Hai cái lão gia hỏa, đem các ngươi hai cái năm đó âm mưu quỷ kế lấy ra, nhìn có biện pháp nào không đi. Lấy cái gì cầm, chúng ta có lời nói, sớm lấy ra. Bất đắc dĩ trợn mắt một cái, Gia Cát Trường Phong vừa dài thán một tiếng, chỉ là đảm nhiệm dựa vào chúng ta moi ruột gan, đều không có gì lương sách có thể sách a. Nhìn tới đối phó Bách Lý Kinh Vĩ, còn thật chỉ có Trác quản gia ra mặt. Nghe được lời này, Lạc Tư Phàm bất giác hai mắt tỏa sáng, chặn lại nói, thế nào,
cái kia Trác quản gia thật có thể cứu ta phụ thân mẫu thân. Nếu như nói thiên hạ có ai có thể cùng Bách Lý Kinh Vĩ phân cao thấp, theo trong tay hắn cứu người lời nói, chúng ta cảm thấy, cũng chỉ có Trác quản gia. Rear mép hơi hơi run run, Gia Cát Trường Phong một mặt nghiêm túc nói, nhớ Trần Tục, người khả năng không biết, trăm năm trước lần kia Nam Châu đại chiến. Trung Châu binh hùng tướng mạnh, thống soái Bách Lý Kinh Vĩ mưu lược hơn người, không người có thể địch. Rơi vào đường cùng, bốn châu trung đẩy Trác quản gia vi tổng nguyên soái, ba chiêu diệu kế, thay đổi càn khôn, đem Bách Lý Kinh Vĩ toàn bộ bố trí, đều sụp đổ. Có thể nói như vậy, nếu là thế gian có ai có thể khám phá cái kia thiên hạ đệ nhất tướng, Bách Lý Kinh Vĩ mưu đồ lời nói, cũng chỉ có chúng ta thiên hạ đệ nhất quản gia, Trác đại quản gia. Sắc mặt bất giác vui vẻ, Lạc Tư Phàm vội vàng nhảy ra Lạc Vân Thường ôm ấp, đi vào Gia Cát Trường Phong nơi này, nắm lấy hắn góc áo, gấp bầy nói, cái kia Gia Cát gia gia, người mau nói cho ta biết, Trác quản gia hiện tại đến tột cùng ở đâu. Ta muốn biết, ta liền đi tìm, mà lại. Trên mặt nổi lên một tia buồn bã sắc, Gia Cát Trường Phong thở dài, Trác quản gia trăm năm trước nghe nói táng thân hải yêu miệng, không biết là thật là giả, dù sao trăm năm không thấy, chỉ sợ hiện tại. Chết! Thân thể nhịn không được lắc một cái, Lạc Tư Phàm vừa mới phát lên hy vọng, lại trong nháy mắt sụp đổ đi xuống. Thật vất vả nghe được có người nhắc lên có thể cứu hắn phụ mẫu kỳ nhân Hạ Lạc, nhưng thế mà sớm đã chết. Cứ như vậy, hắn cha mẹ lại muốn gì người mới có thể cứu ra đâu. Trong lúc nhất thời, Lạc Tư Phàm lại có chút bi thương, có chút nhớ nhung khóc xúc động. Thế nhưng là, còn không đợi nàng díu dít lên tiếng. Một đạo cười khẽ lại là đột ngột đến truyền đến tất cả mọi người bên tai, lời đồn đãi kia đương nhiên là giả, Trác quản gia còn chưa có chết. Trong lòng cả kinh, mọi người quay đầu nhìn qua, lại chính gặp một thiếu nữ cười híp mắt đi vào trước mặt bọn hắn. Lạc Tư Phàm thấy một lần, nhất thời một mặt kinh hỉ, nhào tới, Sương Nhi A Di. Nhớ Trần Tục, người yên tâm đi, cha mẹ người có hy vọng cứu ra. Vuốt ve mà đưa nàng ôm trong lòng bên trong. Nữ tử nhẹ nhàng cười một tiếng. Gia Cát Trường Phong bọn họ thì là đuổi vội vàng đứng dậy, ôm một cái quyền thánh nữ. Không sai, người này chính là thánh nữ Vân Sương. Sương Nhi, người không phải tại tộc địa tu luyện à, làm sao trở về? Thấy được nàng xuất hiện, Lạc Vân Thường vui vẻ, cũng là vội vàng nghênh tiếp. Hơi hơi nâng tay, Vân Sương trong mắt lóe lên một đạo dị dạng hào quang màu lam nhạt, đúng vậy à, ta xác thực ở nơi đó tu luyện. Còn chứng kiến Lạc Minh Chủ đáng chết, nhưng là rất nhanh lại biến nguy thành an. Sở dĩ vội vàng rời núi hỏi thăm một chút, mới biết được Đan Thanh Sinh lại có ý giết hắn. Vốn là đây là tình thế chắc chắn phải chết, nhưng lại bị nhân hóa giải. Tại ta biết người bên trong, có thể tiêu trừ số ngày, chỉ có một người, mà lại lần này lại hết lần này tới lần khác vì Lạc gia chủ cản tai, các ngươi nói, còn có thể là ai? Trác Phàm, thân thể nhịn không được chấn động. Mọi người cùng nhau kêu lên, sau đó Lạc Vân Thường liền chăm chú nhìn chăm chú về phía cũng là có chút mơ hồ Lạc Tư Phàm nói, nhớ Trần Tục, ngươi không phải nói Đan Thanh Sinh là bị các ngươi chân thành cảm động, rời đi sao? Đến tột cùng xảy ra chuyện gì, các ngươi nhìn thấy hắn? Trong mắt hơi hơi run run, Lạc Tư Phàm cũng là một mặt ngốc trệ, trong mắt đều là vẻ mờ mịt. Hắn, cũng là cô bọn họ trong miệng Trác quản gia, mù thúc thúc, là ta Lạc Minh đệ nhất đại quản gia. Cái gì, không thể nào, cái kia manh kiếm sư chính là chúng ta Lạc Minh đệ nhất đại quản gia, vẫn là Lạc Minh người sáng lập. Che lấp trong rừng rậm, một hàng mười mấy người tất tất dẫn dẫn xuyên qua bụi cỏ, Long Kiếm Sơn đang nghe Lạc Tư Phàm đem chân tướng nói một lần về sau, bất giác nhất thời mắt trợn tròn, cả kinh trợn mắt hốc mồm, qua rất lâu mới phản ứng được, thở dài, khó trách, hắn đối với chúng ta Lạc Minh quen thuộc như vậy, ai cũng quen biết, còn không sợ bản thiếu gia thất nguyên lão cháu thân phận. Nguyên lai hắn tại Lạc Minh địa vị lại là tầng cao nhất ha. Bất đắc dĩ trợn mắt một cái, nghe được câu này, một bên Tạ Niệm Dương, nghiêng liếc nhìn hắn một cái, hừ hừ nói, xin nhờ, lấy hắn thực lực, coi như không phải chúng ta Lạc Minh quyền thế ngập trời nhân vật, cũng sẽ không đem ngươi người nguyên lão này cháu đưa vào mắt. Ây, nói cũng đúng. Hơi chậm lại, vừa nghĩ tới Trác Phàm lúc trước trong nháy mắt đánh ngã Trảm Long Kiếm Vương, không cần tốn nhiều sức một màn. Long Kiếm Sơn trong lòng run lên, bất giác lập lòe gãi đầu một cái. Đúng vậy a, giống như vậy tuyệt thế cao thủ, có thể đem người nào đưa vào mắt a? Đoán chừng hắn rời đi, cũng là cảm thấy Lạc Minh miếu nhỏ, dung không được hắn.
nhưng sự thật cũng xác thực như thế, bọn họ Lạc Minh tuy nhiên cao thủ như mây, nhưng là không có giống kiếm vương cao thủ như thế, đứng ở đỉnh phong tồn tại, tại Tây Châu địa vị nhiều lắm là lão nhị, xác thực cung cấp nuôi không nổi vị này đại thần, ai? Nghĩ tới đây, Long Kiếm Sơn bất giác thở dài lên tiếng, ta nói. Người ta hiện tại đã đứng ở đỉnh phong, một người chọn chúng ta một minh cũng không thành vấn đề, còn có thể để ý chúng ta. Hiện tại chúng ta đi mời người nhà rời núi, không biết người ta còn có nguyện ý hay không đây, nếu không mà nói, lúc trước vì sao một mực gạt chúng ta thân phận, còn không cho mình tiết lộ. Rõ ràng cũng là không muốn cùng mình Lạc Minh lại có lui tới a. 3. Thế nhưng là hắn vừa dứt lời, một cánh tay ngọc nhỏ dài đã là hung hăng gõ một chút đầu hắn. Cổ co rụt lại, Long Kiếm Sơn quay đầu nhìn qua, lại chính gặp một đôi lãnh mâu chính hung hăng nhìn hắn chằm chằm, lại chính là Lạc Vân Thường không thể nghi ngờ. Thằng nhóc con, nói mò gì đây, chúng ta Lạc gia đệ nhất đại quản gia, các ngươi giải bao nhiêu? Lúc trước chúng ta một nghèo hai trắng thời điểm, hắn đều tận tâm phụ tá, chưa từng vứt bỏ, huống chi là hôm nay. Hận hận phun ra một ngụm chọc khí, Lạc Vân Thường trợn mắt khiển trách, ngươi cho rằng người trong thiên hạ đều giống như ngươi, kẻ nịnh hót, hung hăng càn quấy. Xem ra trở về được để ra ra ngươi thật tốt quản quản, cha ngươi bộ kia đức hạnh, thượng bất tránh hạ tắc loạn, đều đem ngươi dạy hư. Lạc cô, ta chính là như vậy nói chuyện, ngài phát cái gì lửa a? Khóe miệng không khỏi một xẹp, Long Kiếm Sơn đầy mặt ủy khuất, lại nói, cha ta tuy nhiên cả lơ phất phơ, nhưng ta theo gia gia của ta, rất có Long gia chi phong. A, à, nghe xong lời ấy, Lạc Vân Thường nhất thời khí cười ra tiếng, từ chối cho ý kiến. Bọn người người, cũng là cười một tiếng, dao động cái đầu. Lúc này, Lạc Tư Phàm quay đầu nguyết hắn một cái, đánh lấy ánh mắt, nhỏ giọng nói, Long Kiếm Sơn, ngươi thì bớt lắm mồm, chắc quản gia tại cô ta tâm lý thế nhưng là 10 phần quan trọng, không cho mảy may khinh nhờn, ngươi nói thêm câu nữa, cẩn thận nàng xé nát ngươi miệng. Nghiêm trọng như vậy. Thân thể lắc một cái, Long Kiếm Sơn cẩn thận từng ly từng tí quay đầu nhìn một mặt băng xương Lạc Vân Thường liếc một chút, trong mắt chớp động lên quái dị thần quang. Lạc cô, cái kia manh kiếm sư sẽ không phải là nam nhân của ngươi a, hắc hắc hắc. Nhìn cái gì vậy? Thấy một lần hắn cái này bẩn thỉu ánh mắt, Lạc Vân Thường liền biết hắn tâm lý đang suy nghĩ gì, không khỏi hung ác nguyết hắn một cái, giận dữ lên tiếng, sau đó vừa nhìn về phía trước nhất Lạc Tư Phàm, quát, nhớ Trần Tục. Đến không có, cái kia người chết đến tột cùng ở đâu? Liên tục không ngừng gật đầu, thời mãn kinh nữ nhân, Lạc Tư Phàm cái này cháu gái ruột cũng không dám gây, vội vàng chỉ phía trước, kêu lên, nhanh đến, ngay ở phía trước, có cái kiếm lư, mù thúc thúc là ở chỗ này. Cái này hỗn đản, rốt cuộc tìm được ngươi. Ánh mắt khẽ híp một cái, Lạc Vân Thường nét mặt đầy vẻ giận dữ, nhưng là trong mắt chỗ sâu lại là vô tận cuồng hỉ cùng hy vọng. Sau đó không giống nhau Lạc Tư Phàm tiếp tục dẫn đường, liền vội gấp một bước chân, trong nháy mắt hướng về phía trước phóng đi, chuyển mắt không thấy bóng người. Mọi người thấy một lần, liếc nhìn nhau, cũng là cười một tiếng, trăm năm không thấy, đại tiểu thư thật sự là sốt ruột chờ a, ha ha ha. Đồng dạng tràn đầy chờ mong, mọi người sau đó cũng vội vàng tăng tốc cước bộ, theo sau. Rất nhanh, tất cả mọi người liền đều đến kiếm lư chỗ đó. Bất quá. Nhìn thấy trước mắt một màn, lại là một cái trống rỗng nhà trúc, còn có Lạc Vân Thường cái kia thất lạc phải đi ra phòng ngoài chán nản bóng người. Nhớ Trần Tục, hắn, người đâu? Ách, cô. Xa xa liếc mắt một cái rỗng tuếch phòng, Lạc Tư Phàm cũng là vội vàng gấp đi hai bước, đi vào dò xét một phen, lại trong nháy mắt đi ra, nghi ngờ nói cái này không đúng, chúng ta tới nơi này hai lần, đều là treo đầy linh kiếm. Nhưng là bây giờ... Làm sao liền linh kiếm đều không có. Lệ Kinh Thiên chờ năm cung phụng tỉ mỉ xem một phen, cũng là khẽ gật đầu, đúng vậy a, lần trước chúng ta ở chỗ này liệu thương sau khi tỉnh lại, xác thực có rất nhiều linh kiếm treo, tại sao không có. Hừ, đây còn phải nói a, cái kia chết người lại trốn đi, hắn cứ như vậy không muốn gặp ta sao. Thất vọng cười, Lạc Vân Thường đầy miệng đắng chát, ngay sau đó khóe miệng một xẹp, da mặt co lại, có loại muốn khóc xúc động. Trăm năm, vì hắn nóng ruột nóng gan, mỗi thời mỗi khắc nhớ hắn, nhưng sau cùng tìm tới, nhưng vẫn là một gian hư không phòng. Điều này không khỏi làm Lạc Vân Thường có chút thất lạc tâm, càng thêm tuyệt vọng. Cái này đã không phải bọn họ có thể hay không cùng Trác Phàm gặp mặt vấn đề,
mà chính là Trác Phàm căn bản ngay tại tránh lấy bọn hắn a. Một cái đánh đáy lòng liền muốn một mực tránh mà không gặp người, ai có thể tìm tới hắn đâu. Vừa nghĩ đến đây, Lạc Vân Thường cuối cùng nhìn không được ngồi xổm nằm trên mặt đất, đầu tựa vào hai đầu gối ở giữa, díu dít ưu tư lên, ta đến tột cùng làm gì sai, hắn cứ như vậy không muốn gặp ta sao? Ô ô ô, cô, cho tới bây giờ chưa thấy qua Lạc Vân Thường như thế đau thương bộ dáng, Lạc Tư Phàm trong lòng đau xót, thì thào lên tiếng. Thế nhưng là đúng lúc này, một đạo già nua bàn tay, lại là nhẹ nhàng khoác lên nàng đầu vai, ngăn cản nàng tiến lên an ủi. Quay đầu xem xét, người kia lại chính là Gia Cát Trường Phong không thể nghi ngờ. Suy nghĩ một chút, Gia Cát Trường Phong thở dài một tiếng, sau đó lại sắc mặt nghiêm một chút, trịnh trọng hỏi, nhớ Trần Tục tiểu thư, lúc đó là làm sao cái tình cảnh, người chân năng xác định, cái này manh kiếm sư cũng là Trác quản gia sao? Không, không xác định. Mi mắt thật sâu nhíu lại, Lạc Tư Phàm sắc mặt do dự, lúc trước ba người bọn họ ngồi vây quanh cùng một chỗ nói chuyện phiếm. Chúng ta đều bị đẩy ra, bọn họ nói cái gì, chúng ta cũng nghe không rõ, sở dĩ căn bản không biết hắn là ai. Gật gật đầu, Gia Cát Trường Phong thở sâu, tỉ mỉ suy nghĩ, Lệ Kinh Thiên cũng là đạm mạc lên tiếng, ba người kia đều là thực lực đỉnh phong thế hệ, nhớ Trần Tục ba người bọn hắn bất quá thần chiếu cảnh mà thôi, ba người kia không muốn để cho bọn họ nghe đến đổ vật, bọn họ là nửa chữ đều nghe không được, đẳng cấp chênh lệch quá lớn. Đúng vậy a. Trác quản gia nếu là có ý tránh chúng ta, lại có thể để ba cái tiểu oa oa biết thân phận của hắn. Ô ô ô, thế mà, Gia Cát Trường Phong lời vừa nói ra, Lạc Vân Thường bất giác càng thêm thương tâm, ngây ngô lấy nói cái kia hỗn đản. Quả nhiên là không muốn gặp ta. Bất đắc dĩ lắc lắc đầu, mọi người gặp đại tiểu thư khóc thành như vậy người mít ướt, cũng không biết nên như thế nào khuyên bảo. Mà lại hiện tại, cũng không phải khuyên bảo nàng thời điểm. Bọn họ tìm Trác Phàm nhưng là muốn cứu mạng a. Siêu. Đột nhiên, tiếng xé gió vang, một đạo hắc ảnh một đến xuất hiện ở trước mặt mọi người, khom người cúi đầu, đem một cái ngọc giản đệ trình đến Gia Cát Trường Phong trước mặt, Gia Cát quản gia, tiền tuyến đến báo, kiếm tinh truyền đến ngọc giản, chỉ tên muốn Gia Cát quản gia tận mắt xem qua. Kiếm tinh đến ngọc giản. Ánh mắt khẽ híp một cái, Gia Cát Trường Phong trầm ngâm một chút, bất giác cau mày nhăn lại, xem ra Bách Lý Kinh Vĩ rốt cục muốn động ra chủ con cờ này. Đã hắn động, còn truyền đến tin tức, chính là muốn cùng chúng ta bàn điều kiện. Không sai. Nhìn Lãnh Vô Thường liếc một chút, Gia Cát Trường Phong cũng là một mặt tán đồng, có lẽ đây chính là gia chủ một đường sinh cơ, nhìn hắn đùa nghịch cái gì nhiều kiểu. Nói, Gia Cát Trường Phong lập tức tâm tư trầm ngưng, tỉ mỉ xem, lại là chợt trong mắt ngưng tụ, nhìn về phía vẫn tại thút thít không ngừng Lạc Vân Thường nói, đại tiểu thư. Bách Lý Kinh Vĩ hẹn chúng ta mật đàm, thương thảo gia chủ sinh tử. Kít, thân thể trì trệ, Lạc Vân Thường nâng lên sưng đỏ hai con ngươi, nhìn về phía Gia Cát Trường Phong nói, ngươi nói là. Bách Lý Kinh Vĩ muốn tìm chúng ta bàn điều kiện, cái kia biển mây thì còn có thể cứu. Không sai, chúng ta thì đi xem hắn một chút điều kiện là cái gì, tuy nói khẳng định không có chuyện tốt, nhưng tốt xấu là một tia hy vọng. Bình tĩnh gật gật đầu. Lạc Vân Thường vệt một chút hai mắt lệ quang, một đến đứng thẳng lên, cũng là nhanh chóng quyết đoán, nói, Gia Cát quản gia, các người ba vị cùng ta tiến đến, Thù Lão cùng Tuyết Tỷ cùng chúng ta cùng một chỗ, còn lại lưu tại nơi này, chờ cái kia hỗn đản trở về, ngàn vạn thanh hắn lưu lại. Cô, hắn sẽ trở về sao? Đều người đi nhà trống. Hừ, mặc kệ hắn về hay không về đến, các người đều cho ta ở chỗ này nhìn chằm chằm, nghe đến không có. Lạc Vân Thường giống to một tiếng, thẳng dọa đến Lạc Tư Phàm bọn họ câm như hến, trong lòng bồn chồn. Khó trách có người nói vì yêu thành hận, cô như thế lửa giận, quả thực như muốn đem cái kia Trác quản gia ăn một dạng. Lệ Kinh Thiên bọn họ nghe, lại là khẽ nhíu mày, lo lắng nói, đại tiểu thư, thì ngươi ít như vậy người đi phó ước, chỉ sợ gặp nguy hiểm a. Gặp nguy hiểm cũng phải đi, việc này liên quan biển mây tánh mạng. Như vậy. Lại thêm phái một chút người đi, Lệ Kinh Thiên vẫn là không yên lòng, đề nghị. Nhưng là Gia Cát Trường Phong lại là khoát khoát tay, từ chối cho ý kiến, Lệ Lão không cần hao tổn nhiều tâm trí, kiếm tinh binh hùng tướng mạnh, cao thủ như mây. Hắn nếu có hại chúng ta chi ý, chúng ta đi bao nhiêu người đều là chịu chết, hắn nếu không có ý tứ này, chúng ta coi như đơn đao phó hội, cũng không quan trọng. Mấu chốt là, trận này hồng môn yến, chúng ta phải đi.
nhẹ nhàng gật gật đầu, Lệ Kinh Thiên thở dài một tiếng, cũng không nói thêm cái gì, chỉ là trịnh trọng liền ôm quyền, bảo trọng. Yên tâm đi, nếu là hẹn nói chuyện, Bách Lý Kinh Vĩ hẳn là sẽ không làm gì được chúng ta. Nếu không, trăm phương ngàn kế chỉ vì bắt mấy người, cũng không phải hắn Kinh Vĩ mưu lược, chúng ta không có việc gì. Mỉm cười, Gia Cát Trường Phong bọn họ cũng là một mặt nghiêm túc hướng Lệ Kinh Thiên bọn họ ôm một cái quyền về sau, liền nhìn về phía Lạc Vân Thường chỗ đó. Lần nữa thật sâu nhìn một chút kiếm lư chỗ đó, Lạc Vân Thường trong mắt tinh mang lóe lên, đột ngột đến quay người lại, rời đi nơi này, nhưng trong lòng thì một trận quyết tâm. Người chết, người chờ, bất luận ngươi chạy đến chân trời góc biển, ta nhất định tìm tới ngươi, hừ. Lạc Vân Thường chờ người thân ảnh rất nhanh biến mất không thấy gì nữa, đã đi xa. Lạc Tư Phàm bọn người lẫn nhau nhìn xem, đều là thở dài một tiếng, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, quay người hướng kiếm lư đi đến. Nhiệm vụ bọn họ cũng là tại kiếm lư chờ Trác Phàm trở về, tìm kiếm vị này đệ nhất đại quản gia viện thủ, tuy nói lấy trước mắt tràng cảnh đến xem, người kia sớm đã bỏ chạy, lại là hy vọng mịt mờ. Thế nhưng là, liền tại bọn hắn quay người trong tích tắc, cái kia trống rỗng trong phòng chẳng biết lúc nào, đã là xuất hiện một bàn một ghế dựa, một cái thân mặc áo bào trắng, hai con ngươi được một tầng đạm mạc vải trắng thanh niên, chính khoan thai tự đắc phẩm trà thơm, thỉnh thoảng phát ra thoải mái đầm đìa tùy tiện tiếng vang. Thân thể ngăn không được chấn động, Lạc Tư Phàm nhất thời che kín, bờ môi lắc một cái, kêu lên sợ hãi, mù. Mù thúc thúc, cao, Trác quản gia, Lệ Kinh Thiên bọn họ, cũng là song đồng ngăn không được hung hăng co lại, biến đến có chút đỏ thẫm, đôi mắt chỗ sâu cuồn cuộn nhiệt lưu, ngăn không được chạy dũng mãnh tiến ra. Trăm năm, cái này lúc trước dẫn bọn hắn giành chính quyền, làm bọn hắn cả đời kính phục nam nhân, rốt cục xuất hiện lần nữa. Điều này không khỏi làm cái kia ba vị cung phụng tâm, nhất thời cảm xúc bành trướng, kích động không thôi. Thật dài phun ra một ngụm chọc khí, Trác Phàm hơi hơi ngẩng đầu, lộ ra một bộ vui vẻ nụ cười, Lệ lão, các vị, trăm năm không thấy, chư vị được chứ? Trác quản gia, bịch một tiếng, ba vị Lạc Minh địa vị tối cao cung phụng, bỗng dưng quỳ rạp xuống đất, hai tay ôm quyền, không hề nói gì, chỉ là trên mặt lộ ra vẻ kiên nghị, thậm chí trong mắt chỗ sâu phần kia chí thành trung trinh, so nhìn thấy Lạc Vân Hải lúc còn càng cường liệt hơn ba phần. Cho tới bây giờ chưa thấy qua những thứ này cung phụng như thế dị dạng thần quang, giống như tử sĩ Lạc Tư Phàm ba người lại nhìn về phía Trác Phàm chỗ đó, đã là hoàn toàn có thể xác định. Hắn, cũng là Lạc Minh tất cả lão nhân một mực tôn thờ giống như kính ngưỡng Trác quản gia. Mà lại không hề nghi ngờ là, hắn đối Lạc Minh sức ảnh hưởng, vậy mà vượt qua phụ thân nàng, minh chủ Lạc Vân Hải. Điểm này, theo ba vị cung phụng nhìn thấy hắn trong nháy mắt thì nhìn ra. Không phải lập tức cầu hắn xuất thủ cứu trợ gia chủ, mà chính là cứ như vậy chân thành quỳ, cái gì cũng không nói, chỉ nguyện ý nghe mệnh làm việc, dường như hắn mới thật sự là minh chủ một dạng. Thế nhưng là cái này, lại làm sao có thể? Một cái trăm năm trước quản gia, cho dù thực lực mạnh hơn, nhưng danh vọng thế mà che lại gia chủ. Đây không phải công cao chấn chủ, muốn tạo phản thiết tấu sao? Nhưng là, dù vậy quyền thế... Lúc trước hắn cũng chỉ là một người một mình rời đi, vẫn chưa lưu một chút quyền lực nơi tay. Bỗng dưng, Lạc Tư Phàm tựa hồ có chút minh bạch, vì sao vô luận là phụ thân vẫn là cô, đều tín nhiệm hắn như thế, trăm năm qua đều nhớ mãi không quên. Mà Long Kiếm Sơn cùng Tạ Niệm Dương hai người nhìn lấy tình cảnh này, cũng là cả kinh nghẹn họng nhìn chân chối, thật lâu hồi bất quá mùi vị tới. Bọn họ cũng đều biết mấy vị này cung phụng tính khí, tâm cao khí ngạo cực kỳ. Nếu chỉ là thực lực mạnh hơn bọn họ lời nói, bọn họ là tuyệt sẽ không như thế cam tâm tình nguyện bái phục. Bọn họ cũng là lần đầu tiên nhìn thấy, những thứ này bướng bỉnh lão già như vậy chân thành thái độ, nhất thời chưa tỉnh hồn lại. Coi như gặp minh chủ, đều không thấy các ngươi như thế khúm núm, nhưng bây giờ. Bờ môi hơi hơi run run, hai tiểu gia hỏa này, nhìn về phía Trác Phàm ánh mắt, cũng càng thêm kinh vĩ. Tuy nói hiện tại, Trác Phàm cũng không có lộ ra hung tướng. Chỉ là như một vị nhã sĩ giống như, đang lẳng lặng thưởng thức trà mà thôi. Thật sâu theo dõi hắn không thả, Lạc Tư Phàm trầm ngâm một chút, bỗng nhiên quay đầu, hướng nơi xa đuổi theo, thế nhưng là còn không đợi nàng chạy ra hai bước, Trác Phàm cái kia khoan thai thanh âm đã là trong nháy mắt vang lên, nha đầu, ngươi đi nơi nào? Ta tìm cô bọn họ đi, bọn họ vẫn muốn gặp ngươi, hiện tại đoán chừng còn chưa đi xa, ta gọi bọn họ trở về. Quay đầu nhìn về phía Trác Phàm,
Lạc Tư Phàm vội vàng nói. Chậm rãi lắc lắc đầu, Trác Phàm mỉm cười, không cần, ta chính là không muốn gặp bọn họ, mới trốn tránh không xuất hiện. Vì cái gì? Vì một cái, một mực tại chờ đợi kế hoạch. Không khỏi thở dài một tiếng, Trác Phàm đầy mặt giật mình lo lắng, sâu xa nói ai, vốn là sự kiện này không muốn đem các ngươi liên lụy vào, nhưng là Bách Lý Kinh Vĩ đã lựa chọn các ngươi, ta cũng chỉ đành thuận nước đẩy thuyền. Gần nhất để cho các ngươi thụ điểm ủy khuất, chớ để ở trong lòng. Ủy khuất. Nghe xong lời ấy, Lạc Tư Phàm tựa hồ lại nghĩ tới cái gì, bờ môi lắc một cái, vội vã chạy đến Trác Phàm bên người, lôi kéo hắn tay áo nói, mù thúc thúc. Ách không, Trác thúc thúc, thụ điểm ủy khuất không có gì, nhưng bây giờ cha mẹ ta sắp bị kiếm tinh người hại chết, ngài nhanh chút cứu cứu bọn họ đi. Yên tâm đi, bọn họ không có việc gì, chỉ là còn phải lại nhiều nhịn một chút, thụ điểm ủy khuất. Vỗ nhẹ nhẹ đập tiểu cô nương kia nước mắt như mưa khuôn mặt. Trác Phàm mỉm cười, chậm rãi đứng dậy, đi ra phòng ngoài, đi vào những cái kia quỳ rạp trên đất ba vị cung phụng trước người, thản nhiên nói, đại tiểu thư bọn họ trở về nói cho nàng, cùng kiếm tinh so sánh, Lạc Minh cùng lúc trước Lạc gia không có gì khác biệt. Nếu muốn thắng hắn, liền phải bỏ xuống một số không tất yếu đồ vật trở lại hắc ám. Nhớ kỹ, họa từ trong nhà, cái gì cũng không cần quá tính toán. Vừa mới nói xong, Trác Phàm xoay người một cái, lần nữa hô một tiếng. Biến mất không thấy gì nữa. Mọi người thấy một lần, bất giác khẩn trương, Trác quản gia, Trác quản gia. Thế nhưng là, bất luận bọn họ như thế nào hô hoán, đã lại cũng không nhìn thấy hắn cái bóng. Trong mắt một mảnh giật mình lo lắng, mọi người liếc mắt nhìn nhau, đều có chút mơ hồ. Trác quản gia lần này xuất hiện, rất rõ ràng là cho bọn hắn cái gì nhắc nhở, chỉ là đây là ý gì đây. 7 ngày sau, kiếm tinh cùng Tây Châu biên cảnh. Một cái bí ẩn trong sơn thôn, Lạc Vân Thường cùng Gia Cát Trường Phong bọn người, dựa theo tin tức chỗ bày ra, đi vào một chỗ cũ nát phòng ốc trước. Chỗ đó, sớm đã có một người áo đen khom người chờ. Là Lạc Minh chư vị khách quý sao? Vâng. Nhìn người áo đen kia liếc một chút, Lạc Vân Thường sắc mặt băng lãnh, đạm mạc lên tiếng, ta là Lạc Minh đại tiểu thư Lạc Vân Thường, hiện tại Minh bên trong hết thảy sự vụ có ta làm chủ. Lạc đại tiểu thư lễ độ. Chủ nhân nhà ta chờ đã lâu. Lại khom người cúi đầu, người áo đen kia nhẹ nhàng đẩy môn, liền làm mời thủ thế. Không nói hai lời, cũng không có liếc hắn một cái, Lạc Vân Thường cứ như vậy khí thế hung hăng đi vào, Gia Cát Trường Phong bọn họ thì vội vàng đuổi theo. Ba một tiếng, cửa gỗ chợt đóng lại, trước mắt mọi người nhất thời một vùng tăm tối, đưa tay không thấy được năm ngón, cái gì cũng không biết. Thế nhưng là tất cả mọi người, đều không có vẻ kinh hoàng lộ ra. Vẫn như cũ bình tĩnh như thường. Ba ba ba. Bỗng nhiên, ngay tại lúc này, từng đạo vang dội tiếng bạt tai vang lên, toàn bộ phòng cũng là hô 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 giấy lên rõ ràng so hỏa diễm, nhất thời đem nơi này chiếu lên vàng son lộng lẫy. Một cái thân mặc hoa phục, một mặt tùy tiện nụ cười thanh niên, nhẹ vỗ tay, nhìn về phía tại chỗ tất cả mọi người, khen, sớm nghe nói Lạc gia quân ngũ xuất thân, một môn ngạo cốt, hôm nay thấy một lần, quả nhiên danh bất hư truyền. Liền đại tiểu thư dạng này một cái nữ lưu thế hệ, đều là mày liễu không nhường mày dâu, can đảm hơn người, bản tướng bội phục. Ngươi là kiếm tinh thừa tướng, Bách Lý Kinh Vĩ, Lạc đại tiểu thư, tại đây hữu lễ, mỉm cười, cái kia hoa phục nam tử cúi người hành lễ, chỉ trước mặt ghế dựa, mời. Thật sâu liếc hắn một cái, Lạc Vân Thường không nói hai lời, lúc này ngồi xuống, bọn người thì là đứng ở sau lưng nàng. Mỉm cười. Bách Lý Kinh Vĩ cũng là ngồi xuống, sau lưng một đám người áo đen, tản ra cuồn cuộn khí thế cường hãn, hiển nhiên không dễ trêu chọc. Không biết thừa tướng đại nhân đặc chiêu tiểu nữ tử đến đây, có gì chỉ giáo? Chỉ giáo không dám nhận, chỉ là có chút việc, bản tướng cảm thấy có nghĩa vụ thông báo đại tiểu thư một tiếng. Lạc Vân Thường đi thẳng vào vấn đề, nhìn về phía Bách Lý Kinh Vĩ, mà Bách Lý Kinh Vĩ cũng là khẽ cười một tiếng. Trong tay không biết từ chỗ nào lấy ra một tấm tính chất có chút danh quý trang giấy, đưa tới, khoan thai lên tiếng, lệnh đệ dính líu ám sát ta Trung Châu sứ thần, một tháng sau, kiếm tinh đế đô, thiên cực chi hình, răn đe. Đại tiểu thư với tư cách là Lạc Minh chủ phu phụ duy nhất thân thuộc, nhớ đến nhặt xác a, ha ha ha. Thân thể nhịn không được chấn động, Lạc Vân Thường hung hăng trừng mắt về phía Bách Lý Kinh Vĩ, cả giận nói, ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Không có gì, lấy chứng quốc pháp, bản tướng chỗ chức trách mà thôi,
ha ha ha. Nhẹ nhàng cầm lấy một chiếc trà xanh nhấp nhấp, Bách Lý Kinh Vĩ khóe miệng xẹt qua tà dị đường cong. Mi mắt chăm chú nhíu lại, Lạc Vân Thường sắc mặt âm trầm đáng sợ. Sau lưng Gia Cát Trường Phong trầm ngâm một chút, đột nhiên mà nói, Thừa tướng đại nhân, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Thừa tướng đại nhân trăm phương ngàn kế đem nhà ta gia chủ cầm ở trong tay, không phải chỉ là muốn cầm cái đầu đi. Vị này cũng là Lạc Minh Gia Cát quản gia a, kính đã lâu kính đã lâu. Dương mắt liếc một cái hắn, Bách Lý Kinh Vĩ hì hì cười một tiếng, sâu xa nói, nghe đồn Lạc Minh tam đại chí tinh, không phải tầm thường, một người ngoại giao, một người tỏa trấn bản bộ, một người mưu đồ quân sự, danh trấn Tây Châu, bản tướng sớm đã muốn kết giao một phen. Riêng là Gia Cát quản gia, trước kia cũng là một nước thừa tướng, cùng bản tướng ngược lại là người đồng đạo, hôm nay gặp mặt, có phúc ba đời. Chỉ là nhũ danh, không cần phải nói, trăm dặm thừa tướng mới thật sự là danh chấn thiên hạ a. Không không không, các ngươi quá khiêm tốn, năm đó có thể cùng tiểu tử kia đánh đến thế thành nước lửa nhân vật, tuy nói thất bại, nhưng bản tướng cũng tuyệt không dám xem thường. Ánh mắt khẽ híp một cái, Bách Lý Kinh Vĩ thật sâu nhìn ba người này liếc một chút, lộ ra tà dị đường cong, như vậy hôm nay khó được ba vị đều đến đông đủ, liền để bản tướng nhìn xem ba vị bản sự đi. Dù sao chỗ này quyết lệnh, bản tướng đã ký tên, mà lại thông báo thiên hạ, năm châu đều biết, rút lui là không rút về được, nếu không ta kiếm tinh uy tín ở đâu. Như vậy ba vị, tình huống trước mắt các người muốn thế nào cứu gia chủ đâu? Ha ha ha, đây tính toán ngoại giao thủ tục, vậy liền để Gia Cát tiên sinh tới trước đi. Trong lòng cùng nhau run lên, ba người liếc mắt nhìn nhau, sắc mặt đều là trầm xuống. Cái này Bách Lý Kinh Vĩ, là đến khiêu khích bọn họ a. Hít thật sâu, Gia Cát Trường Phong cười lạnh, nhìn về phía Bách Lý Kinh Vĩ nói, không biết thừa tướng đại nhân đây là ý gì, nhà ta gia chủ một đầu người, đối quý quốc tựa hồ không có trọng yếu như vậy a, cần tới chết sao? Nếu là thừa tướng đại nhân có yêu cầu gì, cứ việc nói chính là. Hối lộ ta, muốn nhìn ta phòng tuyến cuối cùng. Không không không, chúng ta thành tâm mà đối đãi, chỉ nguyện gia chủ không việc gì. Vậy thì tốt, ta liền muốn đầu hắn. Trong mắt tinh mang lóe lên, Bách Lý Kinh Vĩ nhếch miệng cười một tiếng, trong mắt hiện ra kiên định. Trong lòng cùng nhau trầm xuống, mọi người đều là chăm chú nắm nắm quyền đầu, hung hăng theo dõi hắn không thả, đồng thời trong mắt có chút mê hoặc. Tên này mời bọn họ đến đây trao đổi, không phải liền là vì bàn điều kiện à, hiện tại lại bày cái gì mê hồn cục. Thật sâu liếc hắn một cái, Gia Cát Trường Phong trầm ngâm một chút, đột nhiên cười nói, thừa tướng đại nhân trò đùa. Ngài cầm một cái thân vương đầu, cũng chỉ vì đổi lấy nhà ta gia chủ một đầu người. Đây có phải hay không quá không có lời? Không giống ngài trước kia đại khí xử sự phong cách a. Đại khí, ha ha ha, ngươi nếu biết ta đại khí, thì cần phải minh bạch, ta đã từng bởi vì đại khí thảm bại trải qua, ta hiện tại còn dám đại khí sao? Bất giác mỉa mai cười một tiếng, Bách Lý Kinh Vĩ tà dị liếc hắn một cái, nói thật, ta hiện tại rất keo kiệt, tính toán chi ly. Một cái thân vương đầu tính là gì, vật kia bất quá bổ nhào như heo, trừ xuất thân không tệ bên ngoài, còn lại căn bản chính là cái phế vật. Nhưng Lạc Minh chủ thì không giống nhau, tuổi trẻ tài cao, hiệu lệnh thiên hạ, gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc. Cầm một cái phế vật đầu, đổi một cái tương lai ngôi sao mới nhân vật lãnh tụ, ta kiếm bổn không lỗ. Rear mép khẽ nhúc nhích, Gia Cát Trường Phong sắc mặt do dự, lúc này, Lãnh Vô Thường tiến lên một bước. Nhìn về phía hắn nói, cái kia thừa tướng đại nhân mời chúng ta trước tới làm gì, không phải muốn bàn điều kiện sao? Vị này cũng là Lãnh tiên sinh đi. Hai mắt tỏa sáng, Bách Lý Kinh Vĩ không khỏi cười khẽ một tiếng, nghe nói Lãnh tiên sinh thần toán tử đại danh, am hiểu nhất phỏng đoán đối trong lòng bàn tay. Đã ngươi nói ta đến cùng các ngươi bàn điều kiện, cái kia liền nói một chút bản tướng điều kiện là cái gì sao? Nếu là nói đến bản tướng trong tâm khảm, có lẽ thực sẽ cùng các ngươi thật tốt nói chuyện, ha ha ha. Mi mắt nhỏ khẽ run run, Lãnh Vô Thường ngưng lông mày nhìn chăm chú, suy nghĩ một chút, cười nói, trăm dặm đại tâm trí người siêu phàm, ngài tâm tư, tại hạ sao có thể đoán được. Không ngại đại nhân nói ra, để cho chúng ta thật tốt tham lượng một phen đi. Lãnh tiên sinh thật sự là giàu hoạt, cùng Gia Cát tiên sinh một dạng, cũng muốn dò xét bản tướng nội tình, bất quá bản tướng lại không nói, hắc hắc hắc. Xùy cười một tiếng, Bách Lý Kinh Vĩ sâu xa nói, nếu là Lãnh tiên sinh đoán không ra, vậy liền đổi tiếp theo a,
nếu là ba vị cũng không thể cho ta một cái hài lòng trả lời chắc chắn, vậy lần này bản tướng mời chư vị đến đây, cũng chỉ có thể là thông báo chư vị nhặt xác mà thôi, gặp lại đi. Hai con ngươi lắc một cái, Lãnh Vô Thường sắc mặt càng thêm ngưng trọng, cái này Bách Lý Kinh Vĩ rõ ràng là trêu đùa bọn họ, nhưng là bọn họ lại không thể không tiếp đó, việc quan hệ gia chủ an nguy, bọn họ chỉ có thể phụng bồi tới cùng. Trăm dặm đại nhân sẽ không phải là để cho chúng ta toàn bộ lạc minh, đầu hàng kiếm tinh đi. Lời vừa nói ra, mọi người tại đây toàn sắc mặt đều đại biến. Đầu hàng kiếm tinh, cái này há không phải là phản bội Tây Châu. Toàn bộ lạc minh đầu hàng, tất nhiên cho Tây Châu tạo thành không thể vãn hồi trầm trọng đả kích. Ai nha nha, có ý tứ. Trước mắt bất giác sáng lên, Bách Lý Kinh Vĩ cười nhạt gật gật đầu, nhìn về phía một mặt nặng nề Lãnh Vô Thường, lộ ra nụ cười quỷ dị, Lãnh tiên sinh, điều kiện này thế nhưng là ngươi nói, ngươi cảm thấy ngươi là mở lớn, vẫn là mở tiểu đâu. Trầm mặc không nói, Lãnh Vô Thường chỉ là cau mày, không nói một lời. Tuy nhiên hắn đã đoán được Bách Lý Kinh Vĩ bắt Lạc Vân Hải mục đích, có mang thiên tử lấy lệnh chư hầu chi ngại, buộc bọn họ Lạc Minh đi vào khuôn khổ, nhưng là thật muốn làm như thế lời nói, lại tương đương hủy Lạc Minh tại Tây Châu thành lập trăm năm căn cơ. Đầu tiên nhân nghĩa tên tan thành mây khói bên ngoài, toàn bộ Lạc Minh rời đi Trung Châu, cũng sẽ thụ người thoá mạ. Mà lại Trung Châu các đại thế lực đã hình thành, bọn họ cũng không phải là kiếm vương cao thủ, căn bản khó có thể được chia một chén canh, căn bản rất khó tại Trung Châu đặt chân. Làm như thế, không khác nào tự hủy vạn lý trường thành. Tuy nói cứu gia chủ rất trọng yếu, nhưng nếu là như vậy khắc nghiệt điều kiện, bọn họ lại muốn suy nghĩ rất nhiều, dù sao Minh bên trong còn dưỡng một đám lớn người đâu. Tựa hồ nhìn ra hắn suy nghĩ trong lòng, Bách Lý Kinh Vĩ không khỏi bật cười một tiếng, khoát tay một cái nói, Lãnh tiên sinh không cần quá khẩn trương, người đoán sai, loại này hủy nhà diệt tộc sự tình, bằng Lạc Vân Hải đầu người, làm sao có thể trao đổi đến đâu. Huống hồ, Trung Châu địa vực mặc dù phổ biến, cũng không có nhiều như vậy địa phương, an trí Lạc Minh nhiều người như vậy, ha ha ha. Bản tướng chẳng lẽ còn ngại chính mình phiền phức không đủ lớn sao? Hô! Chẳng biết tại sao, nghe đến Bách Lý Kinh Vĩ câu nói này, mọi người lại là cùng nhau thở dài một hơi, có loại như chút được gánh nặng cảm giác. Nếu như Bách Lý Kinh Vĩ đưa ra như thế khắc nghiệt điều kiện, đoán chừng liền Lạc Vân Thường cái này thân tỷ tỷ, đều muốn bỏ Lạc Vân Hải, bảo vệ Lạc gia danh vọng. Tiếp theo, khóe môi nhếch lên tùy tiện nụ cười, Bách Lý Kinh Vĩ thở dài một hơi, khoan thai lên tiếng, U Minh tiên sinh là Lạc gia quân sự tham mưu, người đến đoán xem bản tướng tâm ý. Nếu là đoán đúng, chúng ta lúc này đàm phán. Chân mày hơi nhíu lại, U Minh tỉ mỉ suy tư, thừa tướng đại nhân ý muốn Tây Châu, bắt ta Minh chủ với tư cách quả cân điều kiện trao đổi, không thể nào là để ta Minh nâng nhà tìm nơi nương tựa mạnh miệng như vậy. Chẳng lẽ là muốn tại ta biên cảnh phòng ngự phía trên làm văn chương? Nói tiếp, trước mắt bất giác sáng lên, Bách Lý Kinh Vĩ tựa hồ rất có hứng thú. Trầm ngâm chốc lát. U Minh thản nhiên nói, ta Lạc Minh bố phòng Tây Châu lâu ngày, trăm dặm thừa tướng muốn bắt lại Tây Châu, tất yếu hiểu thấu đáo Tây Châu phòng ngự. Tốt a, ta đem Tây Châu phòng ngự đồ còn có phòng ngự trận thức yếu thế chỗ tiết lộ cho thừa tướng đại nhân, bảo vệ ngươi công Tây Châu thời điểm làm ít công to, bất quá giao dịch thì lần này, sau đó chúng ta không nhận. Thống khoái, vỗ bàn một cái, Bách Lý Kinh Vĩ hét lớn lên tiếng. Không khỏi giật mình. Lạc Vân Thường nhìn về phía Bách Lý Kinh Vĩ nói, đây chính là ngươi điều kiện. Không phải. Hai chữ này, Bách Lý Kinh Vĩ cũng là kêu rất thống khoái, sau đó quét cái này tam đại chí tinh liếc một chút, bỗng dưng sủi cười ra tiếng, ai, các ngươi trước kia làm sao cùng cao phu tiểu tử kia đấu, làm sao lại một mực không hiểu bản tướng tâm ý đâu. Bản tướng ngay từ đầu không phải đã nói sao, ta bảng cáo thị đã dán ra đi, năm châu đều biết, thay đổi xoành xoạch. Ta kiếm tinh uy nghi ở đâu? Các ngươi muốn ta đem người thả, dù sao cũng phải cho ta cái đường hoàng lý do a. Vậy ngươi muốn làm gì? Lạc Minh phối hợp bản tướng, nội ứng ngoại hợp, cầm xuống Tây Châu. Sắc mặt chợt nghiêm một chút, Bách Lý Kinh Vĩ trịnh trọng lên tiếng. Cái gì? Trong mắt nhìn không được lắc một cái, mọi người cùng nhau hoảng hốt. Phối hợp Trung Châu cầm xuống Tây Châu, đây quả thực so cả tộc tìm nơi nương tựa ác liệt hơn. Căn bản chính là thí chủ bán nước a. Đừng nói Lạc Minh nhân nghĩa tên khó giữ được, coi như đối mặt đã từng đồng liêu, tại Tây Châu cùng chung hoạn nạn tông môn, đao binh đối mặt, Lạc Minh trên dưới lại sao có thể nhẫn tâm đâu.
Da mặt rừng không ngừng run rẩy, Lạc Vân Thường hung hăng dao động cái đầu, không, không thể, biển mây tuyệt sẽ không đáp ứng loại sự tình này. Hắn luôn luôn lớn nhất tôn sùng trung thần nghĩa sĩ sự tình, nếu là biết Lạc Minh đem đồ đao giết hướng mình người đến bảo vệ mạng hắn, nhất định đau đến không muốn sống. Lạc đại tiểu thư, người cái này sai, thế giới này vốn chính là cái tàn sát lẫn nhau địa phương. Người không giết người khác liền sẽ tới giết ngươi. Ngươi không đành lòng đối bọn hắn hạ đao, đến lúc đó bọn họ đối ngươi hạ đao lúc, thế nhưng là không có chút nào hội mập mờ. Gặp Lạc Vân Thường một mặt trần trờ, Bách Lý Kinh Vĩ mỉm cười, bắt đầu mê hoặc thanh âm, còn nhớ rõ Lạc Minh chủ là như thế nào đến trong tay chúng ta sao? Bị ném bỏ, bị chỉnh cái Tây Châu cho vứt bỏ. Các ngươi quá mạnh, kiến nghi tại cao tầng, bọn họ sớm vừa muốn đem các ngươi trừ rơi, chỉ là không có cái cớ mà thôi. Bản tướng cái kia một kế, mặc dù có chút bị ổi, nhưng là Tây Châu nếu thật ra sức bảo vệ các ngươi, bản tướng cũng không có khả năng đem Lạc Minh chủ chộp trong tay a. Có thể nói, bản tướng cái kia giá hỏa kế sách, chỉ là cái kíp nổ, thật chính là muốn các ngươi Lạc Minh xong đời, cũng là Tây Châu đám khốn kiếp kia, các ngươi còn thay bọn họ cân nhắc sao? Mí mắt run nhẹ nhẹ, Lạc Vân Thường trong lòng dao động. Ngay sau đó, Bách Lý Kinh Vĩ thẳng tắp eo, lộ ra khinh miệt nụ cười, huống hồ, hiện tại Lạc Minh chủ trong tay ta, ai cũng biết các ngươi Lạc Minh có tay cầm rơi xuống trong tay của ta, các ngươi còn sẽ bị Tây Châu tín nhiệm sao? Một cái bị địch nhân nắm được cán cao tầng, lớn đến mức nào nguy hại, nghĩ đến đám kia lão gia hỏa so người nào đều rõ ràng. Chỉ là các ngươi thế lớn, hắn không có khả năng thoáng cái xuống tay với các ngươi, nhưng khẳng định sẽ chậm rãi suy yếu các ngươi thế lực, sau cùng triệt để đem các ngươi theo Tây Châu quyền lực kết cấu chung giá để chống. Đến lúc đó các ngươi chẳng phải là cái gì, cũng chỉ có thể mặc người thịt cá. Thế nhưng là, cho dù mất đi quyền lực, chúng ta cũng không thể mất đi lương chi. Lương chi, người có lương chi, bọn họ có sao? Cười lạnh, Bách Lý Kinh Vĩ lộ ra tà ác nụ cười, đừng quên, Lạc Minh chủ trong tay ta, hắn là một tháng sau tử hình. Thế nhưng là ta như bỗng nhiên đổi thông báo, đem hắn hành hình kỳ trì hoãn, người đoán Tây Châu những người kia sẽ nghĩ như thế nào? Khẳng định sẽ cho rằng, giữa chúng ta đạt thành cái gì không thể cho ai biết bí mật, coi các ngươi là thành gian tế đến xem. Đến lúc đó, các ngươi hết đường chối cãi. Sau cùng hướng các ngươi phía dưới đổ đao, cũng là những cái kia các ngươi hiện tại không muốn hạ sát thủ người. Mà lại các ngươi nhân nghĩa là tên cũng xong, cái gì cũng không làm, lưng tên phản đồ danh hào, lỗ hay không a? Thân thể ngăn không được chấn động, mọi người đều là trong lòng hoảng hốt, nhìn về phía Bách Lý Kinh Vi ánh mắt, tràn đầy hận ý, còn có thật sâu kiêng kỵ. Thật ác độc a. Minh bạch trong lòng bọn họ suy nghĩ, Bách Lý Kinh Vi chậm rãi khoát tay, bật cười ra tiếng. Đừng có dùng loại kia ánh mắt nhìn ta, ta hiện tại thế nhưng là đang giúp ngươi nhóm. Chỉ muốn các ngươi giúp ta lấy xuống Tây Châu, các ngươi cũng là Tây Châu Vương, cái này tất cả mọi thứ, thuận lý thành chương. Lạc Minh chủ không cần chết, ta có thể thông báo thiên hạ, đây chính là vừa ra khổ nhục kế. Chúng ta dắt tay hoàn thành Nam Châu nhất thống sự nghiệp to lớn, vinh đăng đỉnh phong. Đến lúc đó, các ngươi cũng là công thần, mà không phải phản đồ, lịch sử đều là từ người thắng lợi viết. Không phải sao? Tổng so với các ngươi lưng cõng tiếng xấu, hàm oan bị người thanh trừ tốt ha. Tất cả mọi người, đều bình tĩnh một khuôn mặt, không biết như thế nào lên tiếng. Lạc Vân Thường thân thể khẽ run, im lặng không nói. Trăm dặm thừa tướng, có thể hay không hãy cho chúng ta đại tiểu thư cân nhắc mấy ngày, làm tiếp hồi phục. Lúc này, Gia Cát Trường Phong cũng là đầy mặt do dự, không có cách nào, liền đề nghị. Gật gật đầu. Bách Lý Kinh Vĩ cũng không nóng nảy, có thể, thời gian 10 ngày, bản tướng hội một mực tại nơi này chờ trực các vị tin lành. Chỉ là chư vị phải nhanh a, sau một tháng, Lạc Minh chủ nhưng là muốn hành hình. Chúng ta minh bạch, nhạt nhẹ nhàng gật gật đầu, Gia Cát Trường Phong vịn Lạc Vân Thường run rẩy thân thể, đi ra ngoài. Thế nhưng là, còn không đợi bọn hắn rời đi, Bách Lý Kinh Vĩ thanh âm đã là vang lên lần nữa, ba vị chí tinh, các ngươi trước kia thật sự là Trác Phàm đối thủ sao? Thân thể trì trệ, ba người không quay đầu lại, chỉ là trầm mặc không nói. Các ngươi, không có tư cách này, cười lạnh, Bách Lý Kinh Vĩ lộ ra xem thường nụ cười. Toàn thân một trận như giật điện rung động, ba người sắc mặt âm trầm, nhưng cái gì đều nói không nên lời, chỉ có thể yên lặng rời đi. Đáng chết Bách Lý Kinh Vĩ, thế mà một mực tại thăm dò chúng ta, hỗn đản. Đúng vậy a,
hắn đang thử thăm dò chúng ta sâu cạn, thế nhưng là chúng ta không có một cái nào bị hắn nhìn ở trong mắt, cũng thật là ngày chó. Minh nguyệt giữa trời, một mảnh âm u trong rừng cây, một đội nhân mã cấp tốc lên đường, bên trong một cái lão đầu cùng một người trẻ tuổi không ngừng phát ra bực tức, chửi rủa lên tiếng, lại thật sự là Lãnh Vô Thường cùng U Minh hai người. Gia Cát Trường Phong nghe, lại là bất đắc dĩ thở dài, được, chúng ta không có người nào có thể đoán được ý hắn đồ, ai ngờ tiểu tử này chơi lớn như vậy, mà lại minh chủ con cờ này trong tay hắn, thật sự là chỗ có giá trị lợi dụng đều bị ép khô. Không chỉ có là chúng ta đối minh chủ cảm tình, còn có toàn bộ Lạc Minh sinh tử đều buộc chung một chỗ. Hắn nói đúng, vốn là chúng ta chỉ thấy nghi tại phía trên, sớm không bị Song Long Viện tín nhiệm, hắn như lại cầm minh chủ làm một số bài văn, chúng ta trực tiếp có thể bị chính mình người âm chết, còn muốn bị cái bêu danh, chết không nhắm mắt. Đúng vậy a, người sống một đời, bất quá danh lợi. Vì chung tên mà chết cũng tốt, chết đều không cái tốt danh tiếng, ai vì này hy sinh a? Có lẽ thật nói với hắn một dạng, đầu nhập vào kiếm tinh, là chúng ta bây giờ đường ra duy nhất. Hắn cầm lấy gia chủ, thật sự là đem chúng ta tất cả đường đều phá hỏng a. Cái này Bách Lý Kinh Vĩ, còn thật mẹ hắn lợi hại, ai? Một trận dao động cái đầu, Lãnh Vô Thường cũng là ngăn không được thở dài. Nhưng là rất nhanh, lại nhìn đến phía trước đầy mặt yêu sầu Lạc Vân Thường, than khẽ một miệng, không ra tiếng. Lúc này, thống khổ nhất đại khái cũng là vị đại tiểu thư này, bởi vì cái này sinh tử tồn vong ở giữa, làm ra cái này một khó khăn quyết đoán, vẫn là nàng a. Có lẽ nàng một cái quyết định, liền sẽ để đệ đệ chết vô ích, toàn cả gia tộc oan uổng xuống địa ngục, còn để tiếng xấu muôn đời cũng không nhất định a. Dạng này tâm lý áp lực, coi như bình thường nam nhân đều chịu không được, huống chi là một nữ tử. Vừa nghĩ đến đây, mọi người đều là nhíu chặt lông mày, im miệng không nói. Rất nhanh, mọi người đi qua 3 ngày đến đi đường suốt đêm, lại trở lại kiếm lư kia phía trước. Thế nhưng là khi bọn hắn vừa mới rơi xuống đất, Lạc Tư Phàm liền vội gấp chạy ra đến, nhìn đến bọn họ, nói, cô, Gia Cát gia gia, Trác quản gia trở về. Hai mắt tỏa sáng, Lạc Vân Thường nhất thời kinh hô một tiếng, dường như trong tuyệt vọng nhìn đến một luồng hy vọng ánh dạng đông, vội vàng chạy về phía trong phòng, bốn phía xem, tìm lấy trong lòng người kia. Nàng trên vai trọng trách quá nặng, chính cần phải có người gánh chịu. Thế nhưng là vô luận như thế nào, mặc kệ nàng làm sao tìm kiếm, tại cái này bất quá mười mấy bình căn phòng bên trong, nàng cũng tìm không thấy người kia một tia bóng dáng. Lúc này, Lệ Kinh Thiên chậm rãi đi vào trước cửa, khom người cúi đầu nói, đại tiểu thư, không cần tìm, Trác quản gia lưu một lát, liền rời đi. Rời đi. Trên mặt bỗng dưng khẽ giật mình. Lạc Vân Thường một khỏa vừa mới từ từ bay lên hy vọng chi tâm, lần nữa hạ xuống, trên mặt trở nên thất thần, rời đi. Hắn tại sao muốn rời đi a? Hắn có biết hay không, ta hiện tại cỡ nào cần hắn ở bên người, bồi ta giải quyết cái vấn đề khó khăn này, hắn làm sao lại rời đi? Ô, nói, Lạc Vân Thường không khỏi lại phốc tháp rơi lệ, như trân châu giống như, khỏa khỏa rơi. Gia Cát Trường Phong đi vào Lệ lão bên người, sắc mặt nghiêm túc. Nhìn lấy hắn nói, Trác quản gia tới qua, nói cái gì không có. Nói, hắn để ta cho các ngươi chuyển lời nhi. Lời gì?